Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 5. Cùng lúc đó, ở tòa nhà bên cạnh, nhà họ Chu, ha ha ha, Khuông đại sư, quả nhiên đúng như ông dự liệu. Nhà họ Bạch đang định Đông Sơn tái khởi, nhưng vừa mới dọn dẹp công ty thì đã liên tiếp xảy ra tai nạn. Vừa rồi, cửa kính ở tầng 10 không hiểu sao bị thổi bay, suýt nữa giết chết Bạch Vi Vi ở tầng dưới. Một thanh niên bảnh bao khoảng 20 tuổi, ăn mặc khá hào nhoáng, hưng phấn chạy vào văn phòng, trong mắt tràn đầy tôn kính và sự đắc ý. Người đàn ông này tên là Chu Tử Ngang, là thiếu gia nhà họ Chu. Nhà họ Chu là một trong 10 gia đình giàu có hàng đầu ở Yến Kinh. Khi nhà họ Bạch mới phất lên, nhà họ Chu rất muốn bắt tay với họ, vừa hay Chu Tử Ngang lại thèm muốn vẻ đẹp của Bạch Vi Vi nên muốn liên hôn với họ. Nhưng Bạch Thủ Kỳ lại muốn em gái mình kết hôn với một quan chức cấp cao, làm sao có thể cưới một con chó thất học nhà Chu được cơ chứ? Sau khi bị từ chối thẳng mặt và bị làm nhục, hai bên trở nên oán hận và thù hằn lẫn nhau. Sau đó, nhà họ Bạch đắc tội với một ông lớn thuộc tầng lớp trên nên bắt đầu bị chèn ép. Trong khi đó, nhà họ Chu lại sẵn sàng làm con tốt để trả nỗi nhục bị từ chối liên hôn năm xưa. Ha ha, một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế của ông chủ khẽ mỉm cười, kiêu ngạo nói, tất nhiên rồi. Trận pháp nhốt rồng của tôi đã được dựng xong, đến thần tiên cũng khó có thể lật đổ. Trừ phi 4 tòa nhà này đều bị phá hủy. Chỉ cần có 4 tòa nhà này, vận mệnh của nhà họ Bạch sẽ bị khóa chặt. Dù có cố gắng đứng dậy bao nhiêu lần, họ vẫn sẽ bị đánh gục mà thôi. Vừa nói, người đàn ông trung niên được gọi là Khuông đại sư vừa chỉ vào một hồ nước nhỏ và tinh xảo trên bàn làm việc, đã 5 năm rồi. Dòng nước này lại di chuyển. Điều này có nghĩa là vận may của nhà họ Bạch sẽ tiếp tục chảy vào nhà họ Chu. Chu Tử Ngang gật đầu cười nói, bảo sao, mấy ngày hôm nay tôi lại cảm thấy tinh thần sảng khoái, đêm qua đánh bạc còn thắng lớn nữa chứ. Ha ha. Trong khi hai người đang nói cười, dòng chảy trên bàn đột nhiên dừng lại, dòng vận may cũng dừng lại theo. Hả, chuyện này là sao? Khuông đại sư đột nhiên đứng dậy, nhìn chăm chú vào hồ nước. Mãi mà nó vẫn không thể trở lại bình thường. Kỳ lạ, sao lại như vậy được? Hồ nước tỉnh xảo này được sư phụ của anh ta đặc biệt sắp xếp để theo dõi vận may của nhà họ Bạch. Khuông đại sư lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tòa nhà của nhà họ Bạch đã đi vào sử dụng bình thường, đáng lẽ dòng nước phải di chuyển liên tục chứ? Sao lại đột ngột dừng lại? Trừ khi... Khoang đại nhân, có chuyện gì vậy? Chu Tử Ngang cũng lo lắng hỏi, chẳng lẽ số mệnh của nhà họ Bạch đã cạn kiệt rồi sao? Không phải, Khuông đại sư lắc đầu, nhà họ Bạch đang chuẩn bị quay trở lại, vận khí của bọn họ đang lên cao. Lúc này, dòng nước không di chuyển nữa, chỉ có... Thể có một trường hợp, nhà họ Bạch cũng đã mời một cao thủ đến để tạm thời vô hiệu hóa ảnh hưởng của trận pháp nhốt rồng này. Khuông đại sư không ngờ rằng lại có người có thể phá được trận pháp nhốt rồng do sư phụ răng ra, tạm thời xóa bỏ được ảnh hưởng của trận pháp. Cái gì, đã hóa giải rồi sao? Tin tức này cũng khiến Chu Tử Ngang vô cùng ngạc nhiên. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Khuông đại sư, ông hãy nghĩ cách gì đó đi. Hay là gọi điện cho sư phụ của ông. Hỏi ý kiến của ông ấy xem sao. Khuông đại sư suy nghĩ một lát, khinh thường nói, chuyện tâm thường như vậy, sao phải phiền sư phụ của tôi chứ? Tôi sẽ đích thân đi đến tòa nhà của nhà họ Bạch để xem xét tình hình trước. Được, tôi đi cùng ông, Chu Tử Ngang nhanh chóng dẫn đường. Cứ như vậy, hai người cùng nhau đến tòa nhà văn phòng của nhà họ Bạch. Lúc này, trong tập đoàn Bạch Thị, Diệp Lâm đang đi dạo trong sảnh tầng 1. Cuối cùng dừng lại ở hướng đông. Cũng là hướng tượng trưng cho sự sống. Mang thứ đó tới đây. Diệp Lâm chỉ sang một bên, đó là một chiếc tủ kính cao, bên trong trưng bày một món đồ cổ. Sau khi nhân viên chuyển tủ kính tới, Diệp Lâm lấy món đồ cổ bên trong ra. Đặt trừ tà đan ra đặt vào trong. Ngay sau khi trừ tà đan được đặt vào, toàn bộ năng lượng u ám trong tòa nhà đều bị cuốn đi. Ngay cả dòng vận may ổn định bị nhà họ Chu hút đi cũng được chặn lại kịp thời. Được rồi. Tạm thời ổn rồi. Diệp Lâm hài lòng gật đầu. Viên trừ tà đan này có thể tạm thời chống lại tác động của trận pháp nhốt rồng của nhà họ Chu. Tất nhiên, nếu muốn phá vỡ hoàn toàn trận pháp thì cần phải sắp xếp lại một bố cục mới. Tuy nhiên, điều này không thể được thực hiện trong một sớm một chiều được. Anh Lâm, chỉ cần đặt thứ này ở đây thôi là đủ rồi sao? Bạch Vi Vi có hơi khó hiểu nhìn viên thuốc màu đen kia. Không chỉ Bạch Vi Vi mà những nhân viên còn lại đều bối rối.
Yên tâm đi, loại đan dược này có tên là trừ tà. Đặt nó ở đây vừa có thể cầu may, vừa có thể tránh được ảnh hưởng của mọi trận pháp tà ác. Diệp Lâm nói, cảm thấy may mắn vì sáng nay mình đã điều chế được trừ tà đan có hơn 20 đan văn, có thể bảo vệ toàn bộ tòa nhà. Tất nhiên, đan dược cũng không phải là vạn năng, sẽ có ngày hết tác dụng. Tuy nhiên, với chất lượng của trừ tà đan này, việc bảo vệ tòa nhà trong khoảng nửa tháng sẽ không thành vấn đề. Đi thôi, Diệp Lâm nói, chúng ta đi họp trước đã. Khi họ đến phòng họp, mọi người trong năm gia tộc lớn đã chờ đợi rất lâu. Cậu Lâm, chúc mừng cậu Lâm, giá cổ phiếu của nhà họ Diệp hôm nay đã giảm mạnh. Nhà họ Diệp tin lời Vu Khống, đuổi cậu ra khỏi nhà, phải chịu tổn thất này cũng xem như đáng đời. Họ vẫn không biết rằng Diệp Lâm đứng sau tất cả những điều này. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Sau khi ngồi xuống, Diệp Lâm lập tức hỏi, số tiền tôi bảo các ông chuẩn bị đã xong chưa? Đã xong cả rồi, mọi người vội vàng nói, không biết anh Diệp bảo bọn tôi quyên góp nhiều tiền như vậy để làm gì. Diệp Lâm bình tĩnh nói, hãy bỏ hết tiền vào mua cổ phiếu của tập đoàn Diệp Thị, mỗi người phải mua 5% cổ phần. Vì theo quy định của thị trường chứng khoán, nếu số cổ phần mua lại vượt quá 5% tổng vốn cổ phần thì phải công bố thương hiệu. Nói cách khác, mỗi lần mua cổ phiếu chỉ có thể mua tối đa 5%. Diệp Lâm nhớ rằng vốn cổ phần của tập đoàn nhà họ Diệp đã bị phân tán, tỷ lệ cổ phần do cổ đông lớn nắm giữ tương đối nhỏ. Nhà họ Diệp chỉ chiếm 30% cổ phần. Nếu Diệp Lâm bắt tay với năm đại gia tộc và nhà họ Bạch, lợi dụng lúc cổ phiếu của nhà họ Diệp giảm mạnh để mua lại, tổng cộng có thể chiếm tới 30%. Cuối cùng, thông qua thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, Diệp Lâm sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Diệp Thị. Khi đó, anh sẽ có thể tổ chức lại các thành viên hội đồng quản trị, đuổi hết phe cánh của mẹ kế ra khỏi hội đồng quản trị, đồng thời nắm quyền quản lý nhà họ Diệp. Chiêu rút củi đáy nồi này hay quá. Hiểu được dụng ý của Diệp Lâm, Tô Cửu Xuyên lập tức kêu lên. Các ông chủ gia tộc khác cũng lần lượt phản ứng lại. Tất cả những gì Diệp Lâm làm không phải để tiêu diệt nhà họ Diệp mà đường đường chính chính lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Thứ vốn thuộc về tôi, không ai có thể lấy đi được. Diệp Lâm bình tĩnh nói, đã đến lúc lấy lại tất cả những thứ thuộc về tôi rồi. Nghe vậy, mọi người trong năm đại gia tộc đều thi nhau phụ họa, chúng tôi sẵn sàng hợp tác toàn diện với cậu Diệp để giành lại nhà họ Diệp. Diệp Lâm vừa nói xong những điểm mấu chốt trong cuộc họp. Đột nhiên có thư ký tới báo cáo, Chủ tịch Bạch, không hay rồi, thiếu gia nhà họ Chu, Chu Tử Ngang tới rồi. Hả, nghe vậy, Bạch Phi Vi chợt sửng sốt, sao đột nhiên anh ta lại tới đây? Ha ha. Có lẽ là bởi vì tôi đã tạm thời vô hiệu hóa trận pháp nhốt rồng của họ, cho nên họ tới đây xem xét tình hình. Diệp Lâm mỉm cười đứng lên, đi thôi, tôi sẽ đi cùng cô, để xem họ còn dở trò gì. Sau đó, Diệp Lâm tuyên bố kết thúc cuộc họp, yêu cầu năm đại gia tộc làm theo dặn dò của mình. Chẳng bao lâu, cả hai đã đến đại sảnh tầng 1. Quả nhiên nhìn thấy Khuông đại sư đang cầm một chiếc la bàn, miệng lẩm bẩm điều gì đó và đang kiểm tra xung quanh đại sảnh. Chính đông là sinh môn, chính nam là hưu môn, chính bắc là khai môn. Không đúng, không có phản ứng. Khuông đại sư cho rằng nhà họ Bạch đã mời một vị cao thủ nào đến đặt một số pháp khí mạnh mẽ trong tòa nhà, vì vậy mới tạm thời giảm bớt tác động của trận. Pháp nhốt rồng. Tuy nhiên, sau khi đi dạo quanh tòa nhà, anh ta không tìm thấy dấu vết của bất kỳ pháp khí nào. Khuông đại sư nào có biết rằng, pháp khí mà mình đang tìm lại chính là viên thuốc đặt bên cạnh. Tuy nhiên, anh ta dùng la bàn để tìm đan dược, chẳng phải là vô dụng sao? Đương nhiên anh ta chỉ thuộc dạng máy móc, không biết cách tùy cơ ứng biến. Nếu là cao thủ chân chính thì chủ yếu sẽ dùng năm giác quan để tìm kiếm, liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra trừ tà đan không bình thường. Chiếc la bàn trong tay anh ta chỉ là một công cụ phụ trợ mà thôi. Nhìn thấy Bạch Vị Vi xuất hiện. Chu Tử Ngang lập tức hỏi, chẳng phải nhà họ Bạch các người đã mời một thầy phong thủy cao tay về sao? Câu này chẳng khác nào tự đánh mà khai. Điều này càng khẳng định lời Diệp Lâm nói, nhà họ Chu bố trí những tòa nhà xung quanh là để bao vây nhà họ Bạch. Tôi không hiểu anh đang điều gì, thấy bọn họ còn chưa phát hiện ra bí mật của đan dược, đương nhiên Bạch Vi Vi cũng sẽ không dễ dàng lộ ra con át chủ bài của mình. Cứ để họ chạy quanh hành lang như những con ruồi không đầu đi. Không tìm nữa. Khuông đại sư mất kiên nhẫn, lập tức dừng lại. Tôi không cần biết nhà họ Bạch các người dùng thủ đoạn gì, bây giờ tôi sẽ đích thân thi pháp, phá hủy trận pháp của các người.
Nhìn thấy Khương đại sư chuẩn bị ra tay, Bạch Phi Vi lập tức gọi bảo vệ. Đuổi đám giả thần giả quỷ này ra khỏi đây cho tôi. Tất nhiên là Bạch Phi Vi sẽ không để họ gây rắc rối trên địa bàn của mình. Chờ đãi. Lúc này, Diệp Lâm đứng dậy, nhìn Khương đại nhân với vẻ hứng thú, nếu bọn họ đã đến đây thì cứ để bọn họ tùy ý phá. Trận pháp nhốt rồng các người bố trí bên ngoài đã bị tôi hóa giải rồi. Tôi khuyên các người mau chóng dừng lại, bằng không đừng trách tôi không khách khí. Cái gì? Thấy bí mật của trận pháp nhốt rồng đã bị bại lộ, nhà họ Chu và Khương đại sư lập tức sững sờ. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là nhà họ Bạch đã mời cao thủ tới giải trận. Tuy nhiên, trông Diệp Lâm còn trẻ như vậy, Khương đại nhân nghi ngờ đối phương đang nói dối. Bởi vì người hơn 30 tuổi như anh ta cũng chỉ mới học được chút kiến thức từ thầy mình mà thôi. Tên nhóc hơn 20 tuổi trước mặt thì biết cái quái gì về phong thủy mà dám nói đã hóa giải trận pháp nhốt rồng cơ chứ. Cho dù có người có thể hóa giải được thì rất có thể đó chính là sư phụ của tên nhóc này. Khương đại sư muốn hỏi xem sư phụ của đối phương là ai, tránh việc hai sư phụ quen biết nhau, làm tổn hại đến tình cảm hai bên. Nhưng vào lúc này, chủ tử ngang đột nhiên cười lớn, cậu. Cậu không phải là tên Diệp Lâm bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp đó sao? Ha ha, tôi còn tưởng ai? Nghe nói cậu vừa ra tù đã bị đuổi ra khỏi nhà. Chậc chậc, đúng là đáng thương. Chu tử ngang cười đùa, nhìn qua lại giữa Bạch Phi Vi và Diệp Lâm, có hơi khó tin, thật không ngờ, một người là cô chủ nhà họ Bạch đã diệt vong từ lâu, một người là... Thiếu gia bị đuổi khỏi nhà, hai kẻ thua cuộc các người lại ở bên nhau sao? Đừng nói là các người còn mơ đến việc Đông Sơn tái khởi đấy nhé. Đúng là nực cười. Nghe vậy, Bạch Phi Vị tức giận nói, Chu tử ngang, hóa ra từ trước đến nay, nhà họ Chu của các người từ đều âm mưu hãm hại nhà họ Bạch chúng tôi. Món nợ này, tôi sẽ ghi nhớ. Tôi sẽ bắt nhà họ Chu của các anh nợ máu phải trả bằng máu. Chu tử ngang thản nhiên nói, ha ha, nhà họ Bạch các cô còn chưa vực dậy được mà đã học được cách ăn nói lớn lối rồi sao? Anh trai cô không có ở đây, một cô gái như cô có thể làm được trò chống gì. Hơn nữa, chỉ cần bị trận pháp nhốt rồng còn ở đây, nhà họ Bạch các cô sẽ không bao giờ vực dậy được nữa đâu. Chỉ là một trận pháp nhốt rồng thôi mà, muốn phá vỡ đâu có khó. Diệp Lâm chắp hai tay sau lưng, nói, hôm nay, tôi đã hóa giải ảnh hưởng của trận pháp nhốt rồng rồi, chắc các người cũng cảm nhận được, đúng chứ? Còn có chiêu gì thì cứ đem hết ra đi. Chu tử ngang nói với Khương đại sư, cho tên nhóc kia mở mang ầm mắt đi. Khương đại sư ngẩng đầu lên, tên nhóc kia, tôi không cần biết cậu là ai, nhưng nếu cậu dám ngông cuồng ở trước mặt tôi sẽ khiến cậu phải trả giá đắt. Trận pháp nhốt rồng này là do sư phụ của tôi sắp đặt, nếu cậu dám phá trận thì tức là đã đắc tội với sư phụ của tôi rồi. Cậu có biết sư phụ của tôi là ai không? Đại sư phong thủy nổi tiếng Yến Kinh, Tê đại sư Tê Phong Bình. Ông ấy chính là sư phụ của tôi. Cái gì, Tê đại sư? Vừa nghe đến cái tên này, những nhân viên xung quanh đều không khỏi kinh ngạc kêu lên. Đương nhiên không ai biết người đàn ông họ Khương trước mặt, anh ta cũng chỉ dựa vào danh tiếng của sư phụ mới có được cái danh hiệu đại sư mà thôi. Nhưng sư phụ của anh ta quả thực là một thầy phong thủy nổi tiếng ở Yến Kinh. Nghe nói rất nhiều nhà quyền quý khi chọn hướng nhà hay có chuyện gì khó khăn đều đến nhờ Tê đại sư giúp đỡ cả. Vì vậy, Tê đại sư rất có uy tín và danh tiếng trong giới thượng lưu ở Yến Kinh. Ông ta cũng thường xuất hiện trên TV, thực hiện một số hoạt động phổ cập khoa học. Theo thời gian, ông ta đã trở thành một cái tên quen thuộc. Khó trách người này lại ngông cuồng như vậy, hóa ra là học trò của Tê đại sư. Họ đang nói đến trận pháp nhốt rồng gì vậy? Chẳng lẽ sự sụp đổ của nhà họ Bạch có liên quan đến Tê đại sư? Mọi người bàn tán xôn xao, không ngờ rằng lại có một bí mật như vậy. Sắc mặt của Bạch Phi Vi trở nên tái nhợt, cô cũng từng nghe nói về Tê đại sư. Nếu tất cả những điều này thực sự là tác phẩm của Tê đại sư nổi danh ở Yến Kinh, thì dù là năng lực của Tê đại sư hay lai lịch và mối quan hệ phức tạp đằng sau ông ta cũng đều là một thử thách lớn đối với nhà họ Bạch. Bây giờ, đừng nói đến việc quay trở lại, nhà họ Bạch bọn họ còn chưa bắt đầu đã gặp phải một trở ngại rất lớn. Tuy nhiên, nhân vật mà Bạch Vị Vị cảm thấy không thể đối đầu chỉ là một hòn sỏi trong mắt Diệp Lâm. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Lâm trầm giọng nói, sao không gọi sư phụ của anh tới cùng nhau ra tay? Diệp Lâm thầm nghĩ, chỉ là một thầy phong thủy ở Yến Kinh mà lại dám ngông cuồng như vậy sao?
Họ không hề biết rằng sư phụ thứ 15 của Diệp Lâm chính là thầy phong thủy nổi tiếng thế giới, người có thể điều khiển âm dương, tạo dựng trận pháp trong tích tắc. Chỉ là một trận pháp nhốt rồng thôi mà, có gì to tát đâu chứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sao có thể như vậy được? Khuông đại sư lấy uy danh của sư phụ ra dọa những người có mặt. Nhưng Diệp Lâm là người duy nhất không những không có chút phản ứng nào, thậm chí còn dám tiếp tục buông ra những lời ngạo mạn. Điều này khiến Khuông đại sư vô cùng tức giận, quyết tâm làm cho Diệp Lâm nếm mùi đau khổ. Sư phụ tôi cao quý như vậy, sao phải ra mặt vì chuyện này chứ? Giết gà còn cần dùng dao giết bò sao? Chỉ cần một trận pháp nhỏ của tôi đã đủ làm cho cậu sống dở chết dở rồi. Chu Tử Ngang ở bên cạnh cười nói, hôm nay nhà họ Chu chúng tôi sẽ thay mặt nhà họ Diệp dạy cho con chó hoang như cậu một bài học. Nhưng còn chưa nói xong, Diệp Lâm đã bước nhanh đã đến trước mặt Chu Tử Ngang. Bốp, một cái tát đánh bay anh ta. Dạy cho tôi một bài học. Diệp Lâm chắp tay, lạnh lùng nói, cậu cũng xứng sao? Trời ơi, hiện trường lập tức trở nên náo động. Không ai có thể ngờ rằng Diệp Lâm lại dám ra tay, thậm chí còn đánh cả thiếu gia nhà Chu. Anh Lâm, Bạch Vị Vi cũng ngạc nhiên không kém. Cậu, Khuông đại sợ hãi lắp bắp, cậu dám đánh Chu thiếu gia sao? Đúng là không muốn sống nữa rồi, nhà họ Chu sẽ không tha cho cậu đâu. Nhà họ Chu, Diệp Lâm khinh thường cười nói, nhà họ Chu là cái thá gì? Tôi đã nói rồi, nếu như các anh biết điều thì ngoan ngoãn hủy bỏ trận pháp nhốt rồng đi. Nếu không, tôi sẽ khiến nhà họ Chu các anh đi vào con đường diệt vong. Giống như nhà họ Bạch, tôi cũng sẽ dùng trận pháp phong thủy để khiến nhà họ Chu các anh dần dần bị hủy diệt. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh lại lần nữa chấn động. Đe dọa, đây là một lời đe dọa không kiêng nể. Họ Diệp kêu cậu. Chu Tử Ngang chật vật bò dậy, có vẻ không thể tin được. Anh ta không biết Diệp Lâm lấy đâu ra dũng khí mà dám đánh mình và nói ra những lời ngạo mạn đó. Chẳng lẽ 5 năm tù đã phá hủy não của anh rồi sao? Cậu dám đánh tôi sao? Bây giờ tôi sẽ khiến cậu phải chết. Nói xong, Chu Tử Ngang tức giận nói với Khuông đại sư, nhanh làm phép khiến tên nhóc đó chết đi. Khuông đại sư gật đầu, trầm giọng nói, tôi vốn chỉ định cho cậu nếm thử chút đau đớn thôi, thế nhưng cậu lại dám đánh Chu thiếu gia, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Đừng nói nhảm nữa, Diệp Lâm cũng dường như cũng đã mất kiên nhẫn. Nếu còn tiếp tục ồn ào, tôi cũng sẽ đánh luôn cả anh đấy. Khuông đại sư nghe xong, sắc mặt trở nên xanh lè, dần dần lộ ra vẻ dữ tợn. Đây là do cậu tự chuốc lấy đấy nhé. Nói xong, Khuông đại sư lấy từ trong tay ra một chiếc hộp tinh xảo. Chỉ cần ấn nhẹ vào nút phía trên, một trận pháp sẽ ập tức mở ra trong lòng bàn ai. Đây là món quà tốt nghiệp mà sư phụ Tề Phong Bình trao cho anh ta, có tên là trận pháp phản tượng. Trận pháp này có thể được thi triển một khoảng thời gian ngắn, đồng thời cũng có thể phá vỡ rắc rối ngay lập tức. Khuông đại sư không muốn tùy ý sử dụng, tránh việc bị kẻ tiểu nhân nào đó bắt bài. Nhưng hôm nay, việc bố trí trận pháp, khiến Diệp Lâm chịu chút đau đớn trong thời gian ngắn cũng không khó. Cái khó là Chu Tử Ngang lại nói muốn Diệp Lâm chết, điều này cần phải có năng lực rất lớn. Khuông đại sư đã nghĩ đến việc sử dụng một số bí thuật trong trận pháp phản tượng để tấn công Diệp Lâm, khiến anh đau đến chết đi sống lại. Ngay lập tức, Khuông đại sư nhìn quanh, thấy chuông gió và hạc treo trong sảnh. Có rồi. Khuông đại sư nhếch miệng cười, bắt đầu điều khiển trận pháp phản tượng trong lòng bàn tay mình. Leng keng ồ, một âm thanh sắc nét vang lên từ xa đến gần. Âm thanh leng keng của chuông gió mơ hồ hòa lẫn với tiếng kêu kéo dài của hạc trắng. Trong lúc mọi người đang bối rối thì, ai gian? Đột nhiên, một người bỗng cảm thấy hoảng sợ và bất an, tinh thần bắt đầu trở nên hoảng loạn. Leng keng, tiếng chuông gió càng lúc càng to, dần dần giống như một chiếc chuông lớn đang treo lơ lửng trên đầu mọi người, không ngừng ngân vang. Khuông đại sư, chuyện này là sao? Chu Tử Ngang cũng ôm đầu trốn ở sau lưng Khuông đại sư. Chu thiếu gia, cậu mau dùng cái này bịt tai lại. Khuông đại sư đưa một miếng bịt tai vào tay Chu Tử Ngang. Anh ta nhét bông vào tai, quả nhiên đã cảm thấy thấy đỡ hơn nhiều. Những người đối diện nhất thời không tìm được thứ gì để bịt tai, dù có lấy tay bịt ai cũng không thể giảm bớt được ảnh hưởng, cảm thấy như thế giới đang quay cuồng. Ha ha! Khuông đại sư cười đắc ý. Khuông đại sư, anh đang bày trận pháp gì mà đáng sợ quá vậy? Chu Tử Ngang ngạc nhiên hỏi.
Tôi bày trận phong thanh hạc lệ. Khuông đại sư kiêu ngạo nói, trận pháp này trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng tinh thần của con người, khiến họ ngất xỉu, thậm chí suy sụp. Nếu bây giờ chúng ta đang ở trên sân thượng thì hầu hết mọi người vô tình rơi vào trận pháp này thậm chí sẽ nhảy khỏi tòa nhà để tự sát. Chu Tử Ngang nghe vậy thì sắc mặt tái nhợt, anh ta không ngờ trận pháp mà Khuông đại sư tùy tiện sử dụng lại nguy hiểm đến vậy. Giờ đây, tên nhóc họ Diệp kia sẽ phải nếm mùi đau khổ. Chu Tử Ngang hả hê quay sang nhìn Diệp Lâm nhưng anh ta lại không khỏi giật mình. Bởi vì sắc mặt Diệp Lâm vẫn vô cùng bình tĩnh, dường như không bị ảnh hưởng gì. Khuông đại sư cũng phát hiện ra điều này nên đã liên tục quay la bàn để tập trung chiêu thức vào vị trí Diệp Lâm đang đứng. Hừm, để xem cậu có thể trụ được bao lâu, tôi sẽ làm cho tinh thần cậu hỗn loạn, cậu sẽ phát điên ngay tại chỗ. Một khi trận pháp tập trung vào một nơi, sức mạnh sẽ được tăng lên rất nhiều. Những người bị mắc kẹt trong trận pháp này sẽ suy sụp tinh thần ngay lập tức. Khuông đại sư sử dụng hết khả năng của mình, dự đoán rằng Diệp Lâm không chết thì cũng sẽ phát điên. Nhưng một lúc sau, Diệp Lâm vẫn ung dung bình tĩnh. Cứ như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Cái này, sao có thể như vậy được? Khuông đại sư không thể tin được. Tại sao không có phản ứng gì? Mặc dù phong thanh hạc lệ không phải là trận pháp phong thủy có sức mạnh gì lớn, nhưng nếu tập trung sử dụng trên một người thì vẫn rất nguy hiểm. Ngay khi nó được thi triển, mọi người tại hiện trường đều có mức độ phản ứng khác nhau, cho thấy trận pháp đã thiết lập thành công. Nhưng sao khi chỉ tập trung vào Diệp Lâm lại không có tác dụng? Điều này là không khoa học. Tên nhóc, có phải trên người cậu có một loại pháp bảo nào đó có thể giúp cậu không bị ảnh hưởng không? Khuông đại sư ngạc nhiên hỏi. Ha ha, chỉ là phong thanh hạc lệ thôi mà, cần gì dùng đến pháp khí chứ? Diệp Lâm cười nhạt, tôi chỉ cần một cái búng tay đã có thể phá vỡ rồi. Nói rồi, Diệp Lâm duỗi tay chỉ ra, chỉ viên trừ tà đan được đặt ở phía đông. Một luồng chân khí bùng nổ, kích hoạt đan dược, tạo ra dược hiệu mạnh mẽ, bao trùm hoàn toàn âm thanh của chuông gió và tiếng kêu của hạc. Trên thực tế, chỉ cần ở đây có một viên trừ tà đan, mặc dù phong thanh hạc lệ sẽ tạm thời ảnh hưởng đến mọi người có mặt nhưng nó sẽ tự động được hóa giải theo thời gian. Khi Diệp Lâm sử dụng chân khí để kích hoạt đan dược thì sẽ lập tức giải quyết được phong thanh hạc lệ. Hả, cơn đau đầu của tôi đã hết rồi. Tôi không thể nghe thấy âm thanh kỳ lạ đó nữa. Chẳng lẽ anh Lâm đã hóa giải rồi sao? Trời ơi, không ngờ bạn của Chủ tịch Bạch cũng là thầy phong thủy. Khi các nhân viên của công ty nhìn thấy Diệp Lâm đi theo Bạch Phi Vi, họ chỉ coi anh là một bạn bình thường của Bạch Phi Vi mà thôi. Nhưng không ngờ anh lại có thể dễ dàng phá được trận pháp của đệ tử Tề Đại Sư. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn Diệp Lâm với vẻ tò mò. Bạch Phi Vi ngạc nhiên nhìn Diệp Lâm, lúc đầu còn tưởng rằng Diệp Lâm chỉ biết chút ít về phong thủy. Nhưng không ngờ rằng anh có thể dễ dàng xử lý sự khiêu khích của đệ tử Tề Đại Sư. Bạch Phi Vi không biết người mà anh trai gửi đến cho mình loại quái vật gì, anh dường như biết hết mọi thứ. Khuông Đại Sư, sao vậy? Chu Tử Ngang ý thức được có gì đó không đúng, đối phương không những không phát điên mà thậm chí còn không có chút phản ứng nào. Khuông Đại Sư khế cao mày, ý thức được phong thanh hạc lệ đã bị đối phương phá vỡ, xem ra. Tên nhóc này cũng biết một chút về phong thủy. Mặc dù nói như vậy, nhưng Khuông đại sư thậm chí còn không nghĩ ra vừa rồi Diệp Lâm làm sao phá vỡ trận pháp của mình. Chẳng lẽ năng lực phong thủy của tên nhóc này tốt hơn của anh a? Không thể nào, điều này hoàn toàn không thể. Khuông đại sư xuất thân từ một gia đình danh tiếng, làm sao có thể thua kém một tên nhóc vô danh tiểu tốt từng ngồi tù ít như vậy. Khuông đại sư, chúng ta nên làm sao bây giờ? Chu Tử Ngang lo lắng xoa mặt, không thể để anh tát tôi như thế được. Hay là gọi sư phụ của anh tới. Khuông đại sư mỉm cười tự tin, Chu thiếu gia, đừng hoảng sợ. Phong thanh hạc lệ vừa rồi chỉ là trận pháp đơn giản nhất trong số rất nhiều trận pháp phong thủy mà. Tôi đang nắm giữ thôi. Có vẻ như tên nhóc này cũng biết một ít về phong thủy nhưng không nhiều, tôi sẽ dùng một chiêu phong thủy mạnh hơn để đối phó với cậu ta. Nghe vậy, Chu Tử Ngang vui sướng nói, đúng vậy. Lẽ ra anh nên cho người ta thấy bản lĩnh của mình từ sớm mới phải, dùng trận pháp mạnh nhất để tra tấn cậu ta đến chết đi. Khuông đại sư nhìn Diệp Lâm một lần nữa, sau đó bay một vòng quanh đại sảnh. Chính Bắc, Khảm cung Ngũ Hoàng Khiêm Trinh. Chính Tây, Đoái cung Nhị Hắc Cự Môn. Chính Nam, Lý cung Tứ Lục Văn Khúc. Chính Đông, Trấn cung Thất Xích Phá Quân. Trung cung, Cửu Tử Hữu Bi. Sau khi bay một vòng,
Khuông Đại Sư lại lần nữa điều khiển vạn tượng trận trong tay. Trong phút chốc, mọi người chỉ có thể cảm nhận được gió thổi xung quanh, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Thấy vậy, sắc mặt mọi người đều thay đổi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngũ quỷ hung sát. Khuông Đại Sư hô lên, nhìn Diệp Lâm với vẻ chế nhạo và đầy khiêu khích. Tên nhóc, để xem lần này cậu hóa giải thế nào. Anh ta vừa dứt lời, mọi người trong sảnh đều tái mặt. Khụ khụ khụ, cổ họng khó tôi chịu quá. Chết rồi, sao đột nhiên tôi lại sốt thế này. Tôi không thở được, ai đó gọi xe cứu thương giúp tôi đi. Trong lúc nhất thời, mọi người ở hiện trường đều lần lượt đổ bệnh, vô cùng đau đớn, giống như ma làm vậy. Anh Lâm, đầu tôi lại đau rồi. Bạch Phi Vi ôm chán, cô cũng đã sốt cao, đầu óc choáng váng. Nhìn thấy mọi người đối diện đều đổ bệnh, Chu Tử Ngang cười vang đắc ý. Không hổ danh là Khuông Đại Sư, quả nhiên là tài giỏi. Chu Tử Ngang trốn ở bên cạnh Khuông Đại Sư phụ nên không hề bị ảnh hưởng. Ngũ quỷ, Diệp Lâm đặt tay lên cái trán nóng bừng của Bạch Phi Vi, chợt hiểu ra. Cái gọi là ngũ quỷ không phải là quỷ theo nghĩa truyền thống, mà là một loại phương hướng, hướng ngũ quỷ. Hướng ngũ quỷ còn gọi là hướng bệnh tật. Trong phong thủy, ngũ quỷ là một trong tứ hung, tức là thần ôn dịch hay còn gọi là ngũ ôn. Chiêu thức ngũ quỷ hung sát này sẽ gây ra bệnh tật, phá sản, thu hút xui xẻo và ma quỷ. Mặc dù đại sảnh đã được bảo vệ bởi trừ tà đan. Tuy nhiên, bệnh tật ập đến như núi. Ngũ quỷ hung sát ập đến bất ngờ, hầu hết những người có thể chất kém sẽ khó tránh khỏi bị trúng chiêu. Lúc này, thấy Diệp Lâm vẫn không có dấu hiệu bệnh tật hay tai họa gì, Khuông Đại Sư đoán chắc Diệp Lâm phải có pháp khí nào đó để bảo vệ. Vì vậy, anh ta không còn tập trung tất cả bệnh tật vào một nơi nữa mà lây lan ra ngoài để mọi người có mặt tại hiện trường đều bị ảnh hưởng. Bằng cách này, anh ta có thể buộc Diệp Lâm chủ động lấy ra pháp khí của mình để bảo vệ ai đó. Ví dụ như Bạch Phi Phi. Đến lúc đó rồi phát động một cuộc tấn công khác cũng không muộn. Hơi để xem lần này cậu phá vỡ chiêu này thế nào. Khuông Đại Sư dùng chiêu dương đông kích tây, định bụng đứng xem kịch hay. Ha ha, vẫn là chỉ là một trò vặt mà thôi. Diệp Lâm bình tĩnh bay lên. Ở giữa không trung, anh dùng một tay tạo ấn chú, năm lá bùa với năm màu xanh, đỏ, đen, trắng và vàng lần lượt xuất hiện. Tiên ngũ quỷ. Diệp Lâm hô lên một tiếng, đánh ra năm lá bùa. Ngay lập tức, linh hồn tà ác tràn ngập đại sảnh đã bị cuốn đi. Năm lá bùa này đều phóng về một nơi. Anh có lòng mà tôi không đáp lại thì đúng là thất lễ. Hãy để những người xung quanh anh chứng kiến sức mạnh của ngũ quỷ hung sát đi. Nói xong, Diệp Lâm bắn năm lá bùa về phía Chu Tử Ngang. Lúc này, Chu Tử Ngang đang trốn ở phía sau, cho rằng mình không có gì phải lo lắng, vui vẻ xem kịch. Không ngờ cuối cùng nó lại bị cuốn vào. Ngay lập tức, mọi ảnh hưởng từ chiêu ngũ quỷ hung sát đều dồn lên một mình Chu Tử Ngang. Trong chốc lát, anh mắc đủ loại bệnh tật và ho ra máu liên tục. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta đã ngất đi. Chu thiếu gia, Chu thiếu gia. Khuông Đại Sư nhanh chóng đỡ Chu Tử Ngang đang ngã xuống đất lên, sợ hãi phát hiện Chu Tử Ngang đã bị ngũ quỷ hung sát ăn mòn hoàn toàn, khó lòng cứu chữa. Sao lại như thế được? Khuông Đại Sư rơi vào hoảng loạn. Trong thời điểm gấp rút này, dù anh ta có muốn loại bỏ các loại bệnh tật trong người Chu Tử Ngang không hề dễ dàng. Chu thiếu gia, cậu mau tỉnh lại đi. Khuông Đại Sư đỡ Chu Tử Ngang dậy, không biết phải làm sao. Tục ngữ có câu, có người buồn thì cũng có người vui. Khi Chu Tử Ngang đổ bệnh, mọi người có mặt đột nhiên khỏi bệnh, cảm thấy vô cùng khó tin. Hả, cơn sốt cao của tôi lại đột nhiên biến mất rồi. Cơn ho của tôi cũng biến mất rồi. Đây chính là sức mạnh của thầy phong thủy sao. Đáng sợ đến mức có thể làm hại người một cách vô hình, đúng là đáng sợ. Mọi người đều rất sợ hãi trước những thuật phong thủy khó lường này. Nhưng bây giờ, có vẻ như Diệp Lâm còn hơn hẳn Khuông Đại Sư về mảng này, thật may mắn. Cậu Lâm giỏi quá, đánh bại Khuông Đại Sư hai lần liên tiếp. Mọi người không khỏi nhìn Diệp Lâm với ánh mắt kính trọng và nể phục. Khi tỉnh táo lại, Khuông Đại Sư tức giận gào lên với Diệp Lâm, cậu nhìn việc tốt cậu làm đi. Đây là thiếu gia nhà họ Chu đấy, cậu dám hại cậu ta, nhà họ Chu sẽ không tha cho cậu đâu. Đối mặt với khuôn mặt tức giận của Khuông Đại Sư, Diệp Lâm khinh thường cười nhạo, nhà họ Chu suýt nữa đã hủy hoại nhà họ Bạch, bây giờ đến lượt nhà bọn họ gặp xui xẻo, mới vậy mà đã không chịu nổi rồi sao? Đi đêm lắm có ngày gặp ma,
Tôi chỉ muốn họ nếm trải hậu quả của việc bị ảnh hưởng bởi phong thủy mà thôi. Tôi đã nói rồi, nếu nhà họ Chu không dừng tay, số phận của bọn họ sẽ còn thê thảm hơn nhà họ Bạch trước đây. Khuông đại sư chỉ đành cố gắng đưa Chu Tử Ngang đi bệnh viện chữa trị. Nhưng anh ta biết rằng nếu quay về như vậy, anh ta sẽ không thể nào giải thích được với nhà họ Chu. Anh ta sẽ khiến người ở đây phải trả giá đắt, nếu không sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà quay về nữa. Tên nhãi họ Diệp kia, đây là cậu ép tôi đấy. Khuông đại sư một lần nữa giơ vạn tượng trong lòng bàn tay lên, nhảy lên trên cao. Lần lượt dùng la bàn tìm ra phương hướng của linh tinh, hỏa tinh, địa không, địa kiếp, kình dương và đà la, những thứ này còn được gọi là lục sát. Cuối cùng, Khuông đại sư đứng ở vị trí lục sát. Anh ta căn ngón trỏ, dùng máu của chính mình để kích hoạt trận pháp phong thủy này. Lục sát tuyệt mệnh. Dù cậu có pháp khí lớn mạnh thì cũng không thể phá vỡ chiêu này dễ dàng đâu. Tôi sẽ khiến các người phải chôn cất cùng Chu thiếu gia. Khi Khuông đại sư kích hoạt trận pháp này, trong phút chốc, toàn bộ đại sảnh tràn ngập cảm giác âm u. Mọi người toát mồ hôi lạnh, cảm thấy hoang mang lo sợ, có cảm giác như sắp phải đi lên pháp trường. Phịch, phị chi. Mọi người lần lượt ngất đi một cách bí ẩn. Điều này thậm chí còn đẩy bầu không khí u ám lên đến đỉnh điểm. Rắc, tiếng một vết nứt vang lên. Chiếc tủ kính nơi cất giữ trừ tà đan cũng bị khí thế đáng sợ của lục sát tuyệt mệnh lấn áp, ngay cả tấm kính cũng bị nghiền nát. Màu sắc của viên trừ tà đan đã mở đi 3 phần. Điều đó đã chứng tỏ sự nguy hiểm chiêu thức này. Anh Lâm, có chuyện gì vậy? Bạch Phi Phi căng thẳng nắm lấy cánh tay Diệp Lâm, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, ngay cả hơi thở của cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. Lục sát, tuyệt mệnh, sắc mặt Diệp Lâm dần dần tối đi, ông dám dùng thuật phong thủy ác độc này trước mặt nhiều người thường như vậy sao? Nếu tình huống này không được xử lý đúng cách, tính mạng của mọi người ở đây có thể gặp nguy hiểm, đó là lý do tại sao nó còn được gọi là tuyệt mệnh trận. Hừ, tất cả các đều do các người tự mình chuốc lấy. Khuông đại sư tỏ ra kiên quyết, không chịu ăn năn hối cải. Họ Diệp kia, không phải cậu cũng có hiểu biết về phong thủy sao? Có bản lĩnh thì hóa giải đi. Cậu dám để cho Chu tiên sinh mắc đủ loại bệnh tật, tôi sẽ bắt mỗi nhân viên trong công ty của cậu phải đền mạng. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, Khuông đại sư cho rằng khi trở về cũng sẽ có lời giải thích thích hợp. Tất nhiên, vì trận pháp này mà anh ta đã hy sinh một giọt tinh huyết của mình, điều này cũng gây ra tổn hại lớn cho bản thân anh ta, không chỉ là tuổi thọ mà còn cả âm đức nữa. Nhưng với tình hình bây giờ, anh ta không thể quan tâm đến những chuyện đó được nữa. Chu thiếu gia, tôi đã báo thù cho cậu rồi. Nếu cậu có mệnh hệ nào, tôi sẽ khiến tất cả những người ở đây phải đền mạng. Nói xong, Khuông đại định sư bế Chu Tử Ngang đang bất tỉnh rời đi. Dừng lại. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Lâm truyền đến từ phía sau. Khuông đại sư dừng bước, mỉm cười khiêu khích, sao, cậu còn chưa từ bỏ à? Vẫn muốn đấu với tôi sao? Diệp Lâm không trả lời mà tiến lên một bước, chân khí lưu chuyển trong tay, hóa thành sấm sét, khiến lục sát cũng phải run sợ. Khuông đại sư quay đầu lại, liếc nhìn phía sau, sắc mặt đột nhiên thay đổi lớn. Anh ta nhìn thấy Diệp Lâm đang xua đuổi lục sát tập hợp chúng lại một chỗ như một quỷ thần. Khuông đại sư đã từng chứng kiến nhiều cách để phá vỡ trận pháp này, nhưng chưa bao giờ anh ta thấy một màn đảo ngược ngang tàng như vậy. Tuyệt mệnh trận mà anh ta thi triển thật sự có thể bị đối phương phá vỡ bằng một cái búng tay. Đây là lục sát tuyệt mệnh đấy. Ngay cả đối với sư phụ của anh ta, Tê đại sư, có lẽ cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn mới phá vỡ được nó. Chẳng bao lâu sau, Diệp Phàm dùng sấm sét tập hợp lục sát lại, xoay tròn chúng trong lòng bàn tay. Sấm sét như tạo thành một cái bẫy, tập hợp lục sát vào trong đó. Nhìn thấy vậy, Khuông đại sư dường như có linh cảm gì đó, vội vàng bỏ Chu Tử Ngang đang bất tỉnh lại rồi bỏ chạy. Trả lại cho anh đấy. Diệp Lâm đẩy hai tay về phía trước. Ngay khi chạy đến cửa tòa nhà, Khuông đại sư cảm thấy một luồng khí lạnh chạy khắp cơ thể. Anh ta vô thức lại tiến về phía trước vài bước. Sau đó, anh ta bắt đầu bất tỉnh và loạng choạng bước ra ngoài tòa nhà. Ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời bên ngoài. Cuối cùng, anh ngã phịch xuống đất. Chết bất đắc kỳ tử. Cùng lúc đó, tại nhà họ Diệp. Sau khi xem tin tức sáng nay và báo cáo tài vụ từ công ty, ông cụ Diệp dường như già đi mấy chục tuổi, ngay cả tóc cũng trở nên bạc màu. Đúng là chỉ mới một ngày mà đã ngã vào đáy cốc. Từ khi công ty bị điều tra, bị tuôn ra các loại gièm pha, đủ loại tin tức lan tràn trên mạng.
Tuy rằng ông cụ Diệp đã có chuẩn bị sẵn tâm lý, biết rằng thị trường chứng khoán sẽ là một đòn cảnh cáo đối với nhà họ Diệp bọn họ, chỉ là không ngờ rằng bọn họ lại ngã thê thảm như vậy. Đúng là một tai nạn. Chỉ mới một ngày thôi mà nhà họ Diệp bọn họ đã bay mất vài tỷ. Dù là ai thì cũng sẽ phải đau lòng thôi. Lần này nhà họ Diệp bị tổn thất nặng nề, chắc là 1-2 năm cũng không khôi phục lại được. Một khi giải quyết không xong chuyện này, thì rất có thể nhà họ Diệp sẽ không còn nằm trong 10 đại gia tộc, mà sẽ trở thành gia tộc hạng 2. Tộc trưởng đừng để ý nhiều quá, cứ xem như là một lần sụp đổ thị trường chứng khoán, bình thường mà đối đãi là được. Đúng vậy, cổ phiếu tăng giảm là chuyện bình thường, chờ qua đợt này là sẽ tăng lại thôi. Nếu ngày mai còn tiếp tục giảm thì chúng tôi sẽ đi xin tạm dừng giao dịch. Dù sao thì cách giải quyết lúc nào cũng nhiều hơn khó khăn, nhà họ Diệp sôi nổi an ủi ông cụ, rất sợ ông cụ ngạt thở, giận dữ ngất xỉu. Hừm, ông cụ Diệp tốt xấu gì cũng là người từng trải qua đủ loại sóng to gió lớn, cũng từng trải qua vài lần sụp đổ thị trường chứng khoán, miễn cưỡng có thể tiếp thu chuyện này. May là vì cổ phiếu giá thấp nên không ai mua, nếu không là phiền phức lắm. Ông cụ Diệp cười khổ, cho rằng đây là may mắn trong xui xẻo. Đúng vậy, chắc là các đại gia tộc sẽ nể mặt nhà họ Diệp chúng ta, không đi bỏ đá xuống giếng. Mọi người trong nhà họ Diệp khá là lạc quan. Suy cho cùng, 10 đại gia tộc coi như là người thân trong nhà, từng có hứa hẹn ngầm là có tiền cùng nhau kiếm, có chuyện sẽ không bỏ đá xuống giếng. Còn đám gia tộc hạng 2, dù cho bọn họ 10 lá gan thì bọn họ cũng không dám đối đầu với nhà họ Diệp. Ngay lúc này, thư ký đột nhiên đến báo. Xảy ra chuyện rồi, ông Diệp. Công ty nhà họ Tô, nhà họ Thôi, nhà họ Cát, nhà họ Đàm, nhà họ Thường điên cuồng thu mua cổ phiếu công ty chúng ta, sắp tăng tỷ lệ nắm giữ lên đến 5% rồi. Cái gì? Ông cụ Diệp nghe vậy thì cảm thấy chấn động. Mọi người trong nhà họ Diệp cũng cảm thấy ngạc nhiên. Không thể nào, năm nhà kia điên rồi sao? Sao lại bỏ đá xuống giết nhà họ Diệp chúng a? Ông cụ Diệp vội vàng hỏi, có nhà họ Triệu hay không? Không có. Thư ký lắc đầu, hiện nay chỉ có năm nhà kia và nhà họ Bạch mới vừa phất lên là điên cuồng mua sắm cổ phiếu của chúng ta, nhà họ Triệu chưa có. Dấu hiệu thu mua. Nhà họ Bạch, nghe vậy, mọi người đều giật mình, là nhà họ Bạch đã từng giàu có nhất đấy hả? Chỉ với cái công ty nhỏ mới vừa thành lập kia mà cũng dám ra tay với nhà họ Diệp chúng ta sao? Chẳng lẽ là muốn thay thế chúng ta? Ông cụ Diệp nhíu mày suy nghĩ. Vốn đang lo lắng hôm nay nhà họ Triệu sẽ có một vài động thái nhỏ, kết quả không ngờ rằng nhà họ Triệu không làm gì, ngược lại là năm đại gia tộc khác cùng nhau mua cổ phiếu của nhà họ Diệp. Người thân trong nhà đây hả? Đầu tiên là nhà họ Triệu đang ngầm ngán chân, kế tiếp là năm nhà khác cùng mua cổ phiếu. Dường như mọi thứ đều đã được lên kế hoạch sẵn, anh hát tôi hò. Cả một đám cùng nhau lên sân khấu, thật sự khiến nhà họ Diệp có chút kiệt sức và khó chống đỡ. Không sao đâu. Đừng hoảng hốt, ông cụ Diệp cố gắng bình tĩnh. Năm nhà kia chỉ muốn nhân cơ hội thu mua để kiếm lời thôi. Chỉ cần bọn họ không gây ra chuyện gì thì chúng ta cứ coi như hao tiền miễn tai đi. Chỉ một nhà họ Triệu thôi cũng đủ để nhà họ Diệp đau đầu rồi. Nhà họ Diệp thật sự không muốn đi đối đầu với năm đại gia tộc khác. Bọn họ muốn mua cổ phiếu kiếm tiền thì cứ để bọn họ mua gì. Đúng vậy, mọi người trong nhà họ Diệp đều sôi nổi phụ họa. Dù sao nhà họ Diệp chúng ta vẫn là cổ đông lớn nhất, bọn họ nhiều lắm chỉ có 5% thôi. Chỉ cần bọn họ không gom lại với nhau thì sẽ không gây ảnh hưởng đến địa vị của nhà họ Diệp. Chúng ta, lúc thư ký mới đi được một lát, nhà họ Diệp đang bàn bạc xem kế tiếp phải làm như thế nào thì. Ông Diệp, không hay rồi, thư ký đột nhiên quay trở lại có chuyện gì nữa? Thấy vậy, trái tim mọi người đập thình thịch nhanh hơn. Hiện giờ chỉ một chút gió thổi cổ lay thôi cũng đủ để bọn họ giật mình sợ hãi. Cả mốt nhà dường như đã biến thành chim sợ cành cong. Nói đi, trái tim ông cụ Diệp đập loạn liên tục, chợt cảm thấy chuyện còn tệ hơn trong suy đoán của mình. Thư ký thở hồng hộc nói, 6 nhà kia cùng nắm 5% cổ phiếu, sau đó công bố thông đồng đầu tư. Cái gì? Thông đồng đầu tư? Nghe vậy, nhà họ Diệp hoàn toàn rối loạn. Thông đồng đầu tư chính là người đầu tư thông qua thỏa thuận hoặc cách làm để hợp tác với người đầu tư khác, có được tổng số quyền biểu quyết đủ để chỉ phối một công ty niêm yết. Dùng hai chỉ để hình dung thì chính là kết minh. Sau công ty kia gom hết cổ quyền lại với nhau. 6 nhà, mỗi nhà chiếm 5%, kết minh lại với nhau là 30%. Mọi người trong nhà họ Diệp thay đổi sắc mặt, giật mình hoảng hốt.
Bọn họ muốn trở thành cổ đông lớn nhất đây mài. Một khi người ngoài trở thành cổ đông lớn nhất, thì bọn họ sẽ có quyền lập mới hội đồng quản trị, đá nhà họ Diệp ra bên ngoài. Ông cụ Diệp sắc mặt trắng bệch, ngã ngồi xuống ghế, cả buổi chưa hồi hồn lại. Phải làm sao bây giờ? Cả nhà họ Diệp loạn hết cả lên. Cái loại tình huống tệ nhất đã xảy ra. Cha, Diệp Nguyên cắt căng thẳng nói, con mới vừa xem thử, tổng hết cổ phần của nhà họ Diệp chỉ có 29,8%, chúng ta sắp mất đi địa vị cổ đông lớn nhất rồi. Mọi người đều nhìn về phía ông cụ Diệp, chờ ông ra lệnh. Ai ra, ông cụ Diệp tỉnh táo lại, đoán là gia tộc bọn họ sắp đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ trăm năm nay. Chỉ sơ sẩy một chút là sẽ rơi ra khỏi hàng 10 đại gia tộc, thậm chí bị người ta cướp đoạt toàn bộ gia nghiệp. Rốt cuộc là ai đang đối đầu với nhà họ Diệp bọn họ vậy? Nguyên Cát, ông cụ Diệp hít sâu một hơi, cần phải làm gì đó để cứu vãn tình thế mới được, con lập tức đi nhà họ Triệu, thay cha chào hỏi ông cụ Triệu. Dù con làm thế nào thì cũng phải gặp được gia chủ nhà họ Triệu. Cho đến tận lúc này, ông cụ Diệp vẫn cứ nghi ngờ chủ mưu là nhà họ Triệu. Vậy nên, ông ta định nói chuyện với nhà họ Triệu trước. Nguyên Hanh, ông cụ Diệp tiếp tục sắp xếp, con lập tức đi đàm phán với năm đại gia tộc, hỏi xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Sau đó, ông cụ Diệp lại bảo thư ký đi xin ngừng giao dịch, không thể để người ngoài tiếp tục trắng trợn mua cổ phần của bọn họ nữa. Cuối cùng, ông cụ Diệp đứng dậy, chuẩn bị thay đồ ra ngoài, đi gặp một vị đại lão trong triều, cũng chính là chỗ dựa của nhà họ Diệp bọn họ. Nếu bây giờ nhà họ Diệp muốn ngăn cơn sóng dữ, thì cần phải có chỗ dựa ra mặt gõ núi chấn hổ mới được. Lúc nhà họ Diệp có hành động, bên phía tập đoàn Bạch Thị cũng đã giải quyết xong tên phiền phức thiếu gia nhà họ Chu. Khuông Đại Sư và Chu Tử Ngang, một người chết một người bị thương. Diệp Lâm phái người ném bọn họ ra cửa cao ốc nhà họ Chu ở đối diện. Không ngờ cái gọi là bố cục phong thủy, không thấy được, không chạm được, lại có hiệu quả lợi hại như thế, đúng là giết người trong vô hình mài. Xem ra ngày hôm qua nhân viên bị thương và cả lúc nãy cửa kính rơi xuống đất, đều là do nhà họ Chu âm thầm dở trò quỷ. May mà có Diệp tiên sinh ở đây, nếu không là phiền phức lắm. Xem ra bản lĩnh ở phong thủy học của Diệp tiên sinh chẳng kém gì Tê Đại Sư cả. Chúng ta cũng nên đổi cách gọi là Diệp Đại Sư thôi. Sau khi tận mắt nhìn thấy Diệp Lâm và Khuông Đại Sư đấu pháp, cộng thêm tự mình trải nghiệm ảnh hưởng bởi phong thủy, một đám nhân viên tập đoàn Bạch Thị đều tôn sùng Diệp Lâm như là tôn kính thần linh. Tuy rằng đây là lần đầu tiên Diệp Lâm đến công ty, nhưng lại vô tình mà có được uy vọng. Ở trong suy nghĩ của nhân viên, địa vị của Diệp Lâm không hề kém Bạch Phi Vĩ. Anh Lâm, anh lại đây đi. Bạch Phi Vĩ gọi Diệp Lâm lại một chỗ không người, nhỏ giọng hỏi, có cách nào giải quyết hoàn toàn Khốn Long đại trận mà anh nói không? Bạch Phi Vĩ vốn dĩ nửa tin tưởng nửa nghi ngờ về phong thủy. Nhưng mà sau khi tận mắt nhìn thấy và tự mình cảm nhận, cô không còn nghi ngờ về tính chân thật và tính nghiêm trọng trong lời nói của Diệp Lâm. Cô nóng lòng giải quyết nan đề một cách nhanh chóng, để tránh công ty có thêm nhiều phiền phức và nguy hiểm. Yên tâm đi, Diệp Lâm tự tin mà cười nói, về cơ bản là đã giải quyết hả? Giải quyết rồi, Bạch Phi Vi giật mình, giải quyết khi nào vậy? Mới vừa rồi thôi, Diệp Lâm nói, bảo đảm chưa đến một ngày, Khốn Long đại trận sẽ tự giải. Trong trận đấu pháp lúc nãy, Chu Tử Ngang đã bị năm quỷ sát ảnh hưởng. Diệp Lâm đoán vài ngày nữa nhà họ Chu tai nạn về lửa. Nghe Diệp Lâm nói vậy, tuy rằng trong lòng còn có điều khó hiểu, nhưng mà Bạch Phi Vi cũng coi như yên lòng, định đợi xem tình hình kế tiếp. Đúng lúc này, Triệu Uyển Đình gọi điện thoại hỏi thăm anh có rảnh hay không, có thể đến nhà cô tiếp tục chữa bệnh cho ông nội hay không. Tuy rằng lần trước tại bệnh viện, Diệp Lâm kịp thời ra tay cứu mạng ông cụ Triệu, nhưng mà vì ông cụ Triệu trúng độc nặng lắm rồi, nên Diệp Lâm nói ông cụ Triệu nhiều lắm chỉ sống được một tháng. Trừ khi có thể thu thập đủ thiên tài địa bảo, luyện chế ra đan dược tăng thọ. Trải qua sự kiện Lê Viên, Diệp Lâm được mùa, tất nhiên nhà họ Triệu cũng được lợi. Ừ, cô đến đây đón tôi đi, thấy chuyện bên này cơ bản là đã giải quyết xong, anh định tự mình đi nhà họ Triệu một chuyến. Khoảng nửa tiếng sau, Triệu Uyển Đình tự mình lái xe đến đón Diệp Lâm. Diệp tiên sinh, anh luyện chế đan dược tăng thọ nhanh quá đi, thật sự là vất vả cho anh rồi. Vừa lên xe, Triệu Uyển Đình liền chân thành mà tỏ vẻ cảm ơn. Tôi không luyện dược, Diệp Lâm nói đúng sự thật, sau sự kiện Lê Viên hôm qua, tôi được một loại thần dược còn tốt hơn cả đan dược. Linh chỉ nghìn năm. Không có bất cứ đan dược tăng thọ nào có hiệu quả tốt hơn linh chi nghìn năm cải.
Xe nhanh chóng chạy vào một khu biệt thự xa hoa. Với loại đại gia tộc có tiền có quyền như nhà họ Triệu, vị trí biệt thự tất nhiên là ở nơi tốt nhất, dựa núi gần sông, chỉ là hậu hoa viên thôi mà cũng đã chiếm mấy mẫu đất. Khoảnh khắc bước vào cửa. Cô Triệu, xin dẫn chúng tôi đi vào gặp ông cụ Triệu đi. Chúng tôi có chuyện quan trọng cần gặp, xin cô giúp đỡ cho. Lúc này, hai vợ chồng Diệp Nguyên Cát bị phái đi nhà họ Triệu cầu hòa, kết quả lại bị chặn ở bên ngoài cửa, nhìn thấy xe của Triệu Uyển Đình thì vội vàng đi lên chặn xe. Triệu Uyển Đình vốn định mặc kệ, bởi vì ông nội đã ra lệnh là không gặp bất cứ người họ Diệp nào. Nhưng khi thấy ngoại hình của người chặn xe, Triệu Uyển Đình lập tức sửng sốt. Diệp tiên sinh muốn dừng xe không? Triệu Uyển Đình hỏi ý kiến của Diệp Lâm. Bởi vì hai người bên ngoài chính là cha ruột Diệp Nguyên Cát và mẹ kế Hứa Như Vân của Diệp Lâm. Đây là lần đầu tiên Diệp Lâm gặp cha kể từ khi ra tù. Ông ta vẫn có dáng vẻ như cũ, chỉ là trên đầu đã thêm một ít tóc bạc. Bởi vì gia tộc gặp được nguy cơ, khiến ông ta có vẻ nôn nóng, mất đi vẻ tự tin và ung dung của xưa kia. Diệp Lâm không biết mấy năm mình ngồi tù, cha mình có từng nôn nóng như vậy hay không? Chắc là không có. Nếu không thì suốt 5 năm trời, ông ta không đến mức ngay cả một lần đến thăm mình cũng không có, thậm chí còn chẳng bằng bạn học cấp 3 của mình. Có lẽ, ngay tại khoảnh khắc mình đi tù, trong lòng ông ta đã chẳng còn đứa con trai này rồi. Cả nhà họ Diệp đều coi mình là sỉ nhục của gia tộc. Đi đi, Diệp Lâm không hề do dự bảo Triệu Uyển Đình tiếp tục lái xe. Gặp nhau cứ coi như là không thấy. Bây giờ gặp lại có ý nghĩ gì chứ? Dùng tình thân buộc mình phải thu tay lại hả? Mũi tên bản đi rồi không quay lại được. Khi cha con bọn họ gặp nhau lần nữa, cũng là khi anh nắm giữ gia tộc. Ơ kìa, đợi đã. Đừng đi mài. Thấy xe của Triệu Uyển Đình coi như không thấy ai mà chạy thẳng vào biệt thự, Hứa Như Vân tức điên lên, nhà đầu chết tiệt kia đúng là không lễ phép, thấy tôi cũng không dừng xe, còn coi như là không thấy, tức chết tôi rồi. Mấy năm qua, Hứa Như Vân sống trong cuộc sống nhung lụa, đâu chịu nổi loại cảm giác bị làm lơ thế này. Bà ta có loại cảm giác hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Kỳ lạ, lúc này, Diệp Nguyên Cát nhìn xe hơi đi xa, lẩm bẩm, sao tôi cứ thấy một thanh niên khác trong xe hơi giống Thăng Lâm nhỉ? Tuy rằng 5 năm không gặp, nhưng mà Diệp Nguyên Cát vẫn có thể nhìn thoáng qua là nhận ra con trai. Ông mơ tưởng cái gì đấy? Hứa Như Vân ở bên cạnh cười nhạo, thằng xúc sinh kia bị đuổi ra khỏi nhà, ngay cả tư cách lái xe cho nhà họ Triệu cũng không có. Còn muốn ngồi chung xe với đại tiểu thư nhà họ Triệu hả, nó xứng sao? Cứ nhắc tới Diệp Lâm là Hứa Như Vân lại tức giận, thậm chí khuôn mặt còn mơ hồ có cảm giác bị đánh đau lần trước. Hơn nữa, không hiểu sao mà bà ta cứ cảm thấy từ lúc Diệp Lâm ra tù, chuyện gì cũng không thuận lợi, thậm chí tối qua ngay cả nhà họ Hứa bà ta cũng tự nhiên mà bị cháy nửa căn biệt thự. Thằng xúc sinh kia, chờ tao bận xong, tao sẽ dạy dỗ mày một trận. Hứa Như Vân oán hận nói. Thấy vợ mình trái một câu thằng xúc sinh, phải một câu thằng xúc sinh, Diệp Nguyên Cát nghe mà cảm thấy hơi chói tai. Đủ rồi, Diệp Nguyên Cát cắt ngang lời bà ta, dù thế nào thì thằng Lâm cũng là con trai tôi. Bà cứ gọi nó là thằng xúc sinh, thì tôi là thằng gì? Sau này nói chuyện để ý một chút. Hứa Như Vân hừ lạnh, Diệp Nguyên Cát, ông nhớ kỹ cho tôi, con trai chúng ta chỉ có một, đó chính là Diệp Trạch. Thằng xúc sinh Diệp Lâm kia không biết được người đàn bà kia sinh ra ở đâu nữa. Có liên quan gì đến ông hả? Nghe vậy, sắc mặt Diệp Nguyên Cát lúc trắng lúc xanh, không nói thêm gì nữa. Diệp Lâm đi theo Triệu Uyển Đình vào trong đại sảnh biệt thự nhà họ Triệu. Chị Hy Giao. Triệu Uyển Đình mới vừa đi vào trong đã gặp được một người ngoài ý muốn. Con gái Triệu Hy Giao của bác cả. Uyển Đình, em về rồi hả? Triệu Hy Giao cũng đứng dậy, cười chào hỏi em họ. Chị Hy Giao, sao chị về đột nhiên vậy ạ? Triệu Uyển Đình vội vàng đi lên, nhiệt tình hỏi thăm. Chị nghe nói ông nội đột nhiên bị bệnh, nên mới nhanh chóng trở về từ nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp đại học, Triệu Hy Giao liền đi du học nước ngoài. Bởi vì việc học bận rộn, cho nên bình thường một năm về nhà chỉ có 1-2 lần. Sau vài câu chào hỏi, Triệu Uyển Đình thấy bên cạnh Triệu Hy Giao còn có một người nước ngoài. Ngoại hình đẹp trai, hình tượng con người rắn giỏi phương Tây. Nếu không phải vì trông khá lớn tuổi, thì Triệu Uyển Đình sẽ nghi ngờ ông ta là bạn trai ở nước ngoài của chị họ. Đây là bác sĩ Peter, Triệu Hy Giao hào phóng giới thiệu, là thầy hướng dẫn đại học của chị. Hai người bắt tay chào hỏi. Sau đó, Triệu Hy Giao lại tiếp tục kiêu ngạo mà giới thiệu,
lần này chị mời thầy đến đây, nhân tiện mang theo thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất của phòng thí nghiệm bọn chị đến đây để cho ông nội dùng thử. Thành quả nghiên cứu khoa học? Là gì vậy? Triệu Uyển Đình tò mò hỏi, thầm nghĩ là thứ có thể cứu mạng ông nội hả? Là cái này, Triệu Hy Giao chỉ vào cái máy bên cạnh, nói, đây là máy dò sinh mệnh, là thành quả nghiên cứu mới nhất của phòng thí nghiệm bọn chị. Nó có thể kiểm tra đo lường chính xác vòng đời của một người dựa trên các chỉ số trên cơ thể người. Cái gì? Nghe vậy, không chỉ là Triệu Uyển Đình, mà ngay cả Diệp Lâm cũng nhìn về phía cái máy kia vài lần. Nói cách khác, cái máy này có thể kiểm tra đo lường chính xác một người có thể sống được bao lâu, đúng không? Triệu Uyển Đình ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, Triệu Hy Giao gật đầu, hơn nữa, tuổi càng lớn, tỷ lệ chính xác sẽ càng cao, hiện giờ nó đã được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế, được khen ngợi rất nhiều. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì giải thưởng y học Nobel năm nay sẽ trao cho thầy hướng dẫn Peter của chị. Y học phương Tây cho rằng máy dò sinh mệnh có ý nghĩa vượt thời đại. Và nhóm của Peter chính là nhóm được cho rằng có khả năng rất cao với giải thưởng y học Nobel. Đều là công lao của mọi người. Peter khiêm tốn nói, khi ấy, tất cả thành viên của phòng thí nghiệm đều sẽ được hưởng vinh dự này, đương nhiên là kể cả cô. Triệu. Nghe vậy, Triệu Hy Giao vừa kích động lại vừa kiêu ngạo, tràn đầy cảm giác tôn sùng kính trọng thầy hướng dẫn của mình. Vậy cho ông nội dùng thử chưa? Triệu Uyển Đình không hề có hứng thú với giải Nobel gì đó. Cô chỉ muốn biết kết quả. Nghe vậy, mặt mày Triệu Hy Giao trở nên ảm đạm vài phần. Đáng tiếc. Triệu Hy Giao lắc đầu nói, theo số liệu trên máy, ông nội chỉ còn sống được hơn 20 ngày thôi. AI nghe vậy, Triệu Uyển Đình giật mình, không nhịn được nhìn Diệp Lâm một cái, thầm nghĩ, đúng là giống như suy đoán của Diệp Tiên Sinh. May mà còn có Diệp Tiên Sinh. Có đáp án từ máy dò sinh mệnh, Triệu Uyển Đình càng thêm tin tưởng Diệp Lâm. Có điều cũng không cần phải bi quan. Triệu Hy Giao lạc quan cười nói, chị định dẫn ông nội đi nước ngoài tìm thầy trị bệnh. Ở đó có bác sĩ giỏi nhất và thiết bị tốt nhất, có khi sẽ sáng tạo kỳ tích. Hơn nữa, thầy hướng dẫn của chị cũng đã đồng ý là sẽ giúp đỡ tìm đội ngũ chuyên gia giỏi nhất. Peter gật đầu nói, tôi có khá nhiều bạn học trở thành chuyên gia trong lĩnh vực y học. Tôi sẽ nhờ bọn họ giúp đỡ. Nghe vậy, Triệu Uyển Đình cũng có ý định muốn đi, rốt cuộc thì y học phương Tây vẫn tiến bộ hơn một chút. Nếu không có Diệp Lâm thì cô chắc chắn sẽ cùng ông nội đi một chuyến thử vận may. Không cần đi nữa. Triệu Uyển Đình cười chỉ Diệp Lâm, suýt chút nữa quên giới thiệu với chị. Đây là Diệp Thần Y, mấy ngày hôm trước anh ấy đã cứu ông nội một mạng. Hôm nay anh ấy còn mang theo thần dược kéo dài tuổi thọ, ít nhất có thể khiến cho ông nội sống thêm 10 năm. Vừa nghe vậy, Triệu Hy Giao và thầy hướng dẫn Peter đều nhìn về phía Diệp Lâm với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ và không tin tưởng. Triệu Uyển Đình khách sáo với vị khách do chị họ dẫn đến. Còn Triệu Hy Giao thì lại có vẻ lạnh nhạt. Thậm chí là có chút xa lánh vị khách do em họ dẫn đến. Anh là Diệp Lâm hả? Triệu Hy Giao mặt mày lạnh nhạt, tôi đã nghe ông nội nói chuyện của anh rồi. Tôi không cho rằng anh có thể cứu mạng ông nội tôi. Nếu anh không có tài học thật sự thì tốt nhất là hãy ngoan ngoãn thừa nhận đi. Bởi vì tôi học y, và thầy hướng dẫn của tôi lại là chuyên gia y học. Đừng để bọn tôi vạch trần anh. Nghe vậy, Triệu Uyển Đình vội vàng ngăn lại, chị Hy Giao, chị đừng nói bậy. Diệp Tiên Sinh thật sự rất lợi hại, anh ấy không phải kẻ lừa đảo. Đúng vậy, lúc này, ngay cả ông cụ Triệu cũng đứng về phía Diệp Lâm, nếu không có Diệp Tiên Sinh thì chắc ông đã không còn sống nữa rồi. Dù vậy, Triệu Hy Giao vẫn cứ còn nghi ngờ về đoạn miêu tả được cứu sống kia, ông nội, mọi người không hiểu y học, đừng để anh ta lừa gạt. Có lẽ lúc ấy anh ta chỉ là vừa lúc cứu tỉnh ông thôi. Thấy đối phương cứ dùng thân phận học y bày ra vẻ hơn người. Dường như trong mắt bọn họ cứ không phải Tây Y thì đều là kẻ lừa đảo. Vậy nên Diệp Lâm cũng có chút tức giận, lên tiếng, các người đều hiểu y học, thậm chí sắp lấy được giải Nobel, vậy các người có cách cứu ông cụ Triệu không? Kể cả khi chỉ làm ông ấy sống thêm 1-2 năm nữa. Diệp Lâm vừa dứt lời, Triệu Hy Giao và Peter đều nghẹn họng. Lần này bọn họ tới đây, chỉ có thể dùng máy dò sinh mệnh kiểm tra xem ông cụ có thể sống được bao lâu. Chứ không có bản lĩnh kéo dài mạng sống cho ông cụ. Chính vì bọn tôi thật sự hiểu y học, nên mới tôn sùng lý tính của khoa học. Triệu Hy Giao không phục nói, sinh lão bệnh tử vốn là pháp tắc tự nhiên, không ai có thể thay đổi. Ai nói không thể, Diệp Lâm hờ hững nói, chuyện mà các người không làm được, không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Tôi làm được. Lúc này,
Triệu Uyển Đình cũng phụ họa, đúng vậy, lần này Diệp tiên sinh có mang theo thần dược kéo dài tuổi thọ đến đây. Chị Hy Giao, chờ lát nữa là chị sẽ biết. Kéo dài tuổi thọ hả? Triệu Hy Giao tỏ vẻ khinh thường, đồng thời càng thêm chắc rằng Diệp Lâm là kẻ lừa đảo, nếu trên đời thật sự có loại thần dược này thì giải thưởng Nobel năm nay trao cho anh ta luôn cũng được. Peter cũng cười nói, người anh em, có thể lấy thần dược của anh ra cho chúng ôi kiểm tra thử xem không? Máy dò sinh mệnh do đội ngũ chúng tôi phát minh ra, không chỉ có thể kiểm tra cơ thể người, mà còn có thể kiểm tra các loại dược vật. Triệu Hy Giao cũng nói, đúng vậy, nếu thần dược của anh có thể dùng được thì cứ lấy ra cho chúng tôi xem, để máy móc báo ra đáp án. Thật ra đa số người ở đây đều nghi ngờ về cái thứ gọi là thần dược do Diệp Lâm mang đến. Đến khi nghe Peter nói máy dò sinh mệnh của ông ta có thể kiểm tra dược phẩm, mọi người nhà họ Triệu đều tỉnh táo hẳn lên, cho rằng dùng máy móc kiểm tra dược liệu là bảo đảm nhất. Đã có sẵn máy móc tốt được vận chuyển từ nước ngoài về rồi, vậy thì thử kiểm tra đi. Cha của Triệu Hy Giao là Triệu Thiên Thông lên tiếng phụ họa, Diệp Thần Y, cậu thấy sao? Triệu Thiên Thông vốn dĩ mang lòng nghi ngờ Diệp Lâm, hôm nay vừa lúc mượn cớ có máy móc do con gái mang về, đi thử thật giả của đối phương. Còn hai cha con Triệu Bình Minh và Triệu Uyển Đình thì lại hơi do dự. Nếu thật sự kiểm tra dược liệu thì có vẻ không tin tưởng Diệp Lâm. Không cần phiền phức như vậy đâu. Ông cụ Triệu cười sang sảng, Diệp Thần Y, lấy dược liệu do cậu chuẩn bị ra đi, không cần kiểm tra, tôi tin tưởng cậu. Dù người khác nói thế nào thì ông cụ Triệu cũng khá là tin tưởng Diệp Lâm. Rốt cuộc thì cậu ta chính là người mà Lưu Thần Y Lưu Nhất Đao khâm phục và muốn nhận làm thầy, sao có thể là kẻ lừa đảo cơ chứ? Hơn nữa, mình chỉ còn sống được hơn 20 ngày, dù có là thuốc độc thì cũng không sao. Hừi, Triệu Hy Giao lại khiêu khích, anh không dám lấy dược liệu ra kiểm tra, chứng tỏ trong lòng anh có quỷ. Chân lý càng chứng minh càng rõ ràng, anh rốt cuộc đang sợ cái gì? Peter tiếp tục nói, không tốn nhiều thời gian, cũng sẽ không làm hư diệu hiệu, cái máy kia chỉ phân tích thành phần dược liệu thôi. Đối mặt với thái độ hùng hổ của hai người họ, Diệp Lâm có vẻ ung dung bình tĩnh, tôi sợ cái gì hả? Ê, các người muốn kiểm tra thì cứ kiểm tra đi. Có điều, Diệp Lâm nhìn cái máy kia, tôi cho rằng cái máy của các người không thể kiểm tra ra được dược liệu của tôi. Máy móc cũng chỉ là máy móc mà thôi. Ha ha, Peter ngạo nghễ nói, chúng tôi đã đưa hết tất cả dược phẩm có trên đời này vào trong máy móc. Không thể nào có tình huống không kiểm tra ra được. Diệp Lâm không nói gì thêm nữa, dứt khoát lấy ra một góc nhỏ linh chỉ nghìn năm. Đây là cái gì vậy? Thấy vậy, Triệu Hy Giao nhíu mày nói, đây là thần dược mà anh nói đó hả? Không chỉ có Triệu Hy Giao nghi ngờ, mà ngay cả Triệu Uyển Đình cũng hơi thất vọng. Bởi vì cái thứ kia không hề giống với thần dược trong tưởng tượng của cô. Ha ha, Triệu Thiên Thông bật cười thành tiếng. Nói cái thứ bình thường kia là thứ có thể giúp ông cụ sống thêm 10 năm, thì ngay cả tác dụng là an ủi tâm lý cũng sẽ không có. Muốn làm thuốc giả thì cũng phải làm cho có tâm một chút chứ. Đây là linh chỉ nghìn năm. Diệp Lâm không nói nhiều, đưa góc linh chỉ qua, lấy đi kiểm tra thử xem có ra kết quả hay không. Peter nghe vậy thì thầm nói cái thứ nhỏ xíu này cũng dám nói là nghìn năm nữa hả? Ở trong lòng ông ta, Diệp Lâm gần như có thể sánh với kẻ lừa đảo. Vì vậy, Peter im lặng cầm cái thứ gọi là linh chỉ nghìn năm để vào trong máy dò sinh mệnh, chọn chế độ kiểm tra dược vật. Máy dò sinh mệnh khởi động, bắt đầu giả quét. Hơn 10 phút sau, mọi người vẫn còn nhìn chăm chằm vào cái máy kia. Tít tít tít. Máy móc bỗng nhiên vang lên tiếng cảnh báo chói tai. Một câu chữ tiếng nước ngoài hiện lên trên màn hình. Dịch sang là, không thể phân biệt dược vật, xin cẩn thận khi dùng. Ha ha, thấy vậy, Triệu Hy Giao càng thêm chắc chắn mà chỉ vào màn hình, cần tôi dịch cho anh nghe không? Có điều, Diệp Lâm vẫn bình tĩnh như cũ, tôi đã nói là máy móc của các người không kiểm tra ra được. Rốt cuộc thì đây chính là linh chi nghìn năm cực kỳ hiếm thấy. Dù cho cái máy kia có hết tất cả các dược vật trên toàn thế giới, nhưng nếu chưa có thành phần của linh chỉ nghìn năm, thì tất nhiên là sẽ không kiểm tra ra được trong. Lần kiểm tra đầu tiên, giống như một người chưa từng ăn con cua, lần đầu tiên nhìn thấy con cua cũng không biết cái con kia là con gì. Con người có thể dựa vào kinh nghiệm để suy đoán, máy móc không có sinh mệnh và trí tuệ, chỉ có thể đưa ra kết luận sai lầm. Đừng rát vàng lên thuốc giả của anh, Triệu Hy Giao cho rằng Diệp Lâm đang ngụy biện, cái thứ anh lấy ra không hề tồn tại trong kho dược liệu, nói gì đến dùng nó để cứu người. Peter nói với ông cụ Triệu,
ông cũng thấy kết quả rồi. Nếu máy móc đưa ra kết quả là cẩn thận khi dùng, thì ông hãy vì sức khỏe của mình, đừng nên mạo hiểm. Đúng rồi cha, Triệu Thiên Thông nói, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Lỡ như cha uống cái thứ thuốc lạ kia, rồi sống không đến 20 ngày thì sao? Nghe vậy, ông cụ Triệu cũng hơi do dự. Diệp tiên sinh, chuyện này là sao vậy? Triệu Huyền Đình không biết nên tin tưởng máy móc do chị họ mang đến hay là nên tin tưởng Diệp Lâm. Trong nhất thời, đại sảnh nhà họ Triệu tràn đầy nghi ngờ. Một bên là máy móc rất có khả năng đoạt giải Nobel y học năm nay. Một bên tự xưng là thần y có thể cứu sống cả người chết. Rốt cuộc nên tin tưởng bên nào đây? Tôi đã đưa thuốc đến rồi. Nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước. Thấy vậy, Diệp Lâm cũng không muốn nói thêm nhiều nữa. Dù sao thì mình đã tận tình tận nghĩa, không thẹn với lương tâm. Nếu nhà họ Triệu nghi ngờ mình, thì coi như là hai bên đã thanh toán ân oán xong hết rồi, từ đây không qua lại nữa là được. Anh đứng lại cho tôi. Triệu Hy Giao không chịu bỏ qua, anh lấy thuốc giả đi lừa ông nội tôi và lừa nhà họ Triệu tôi, lừa không được liền muốn đi luôn hả? Diệp Lâm đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt có hơi quen thuộc. Đêm qua, lúc cứu bà ngoại của Susan, gia đình họ cũng không tin vào sự tồn tại của nấm linh chỉ nghìn năm. Tuy nhiên, nhà họ Triệu trước mặt có vẻ ngang ngược hơn. Họ không những không tin mà dường như còn định động tay động chân với anh. Hy Giao, không được vô lễ với Diệp thần y. Ông Triệu thấy sắc mặt Diệp Lâm khẽ thay đổi, có vẻ không hài lòng nên nhanh chóng đứng dậy mắng cháu gái vì những lời nói và cách cư xử thô lỗ, đồng thời xin lỗi Diệp Lâm. Cháu gái của tôi vừa từ nước ngoài về, không biết gì nên mới đắc tội với Diệp thần y, xin cậu bỏ qua cho. Vừa nói, ông Triệu vừa cúi đầu thật sâu với Diệp Lâm, bày tỏ thái độ cung kính. Nhìn thấy điều này, Triệu Hy Giao rất ngạc nhiên, thậm chí còn cảm thấy khó chấp nhận. Trong suy nghĩ của cô ta, ông nội dù gì vẫn là người đứng đầu gia tộc. Khi còn trẻ, ông cụ từng là một quan chức cấp cao rất được lòng dân. Tuy bây giờ đã nghỉ hưu nhưng ông ấy vẫn có thể xây dựng một cơ ngơi khổng lồ. Một ông chủ lớn có, mỗi bước đi đều có thể khiến Yến Kinh run rẩy lại khách khí với một người trẻ tuổi không rõ lai lịch như vậy, thậm chí còn xin lỗi thay cô ta nữa chứ. Triệu Hy Giao không thể hiểu được. Ông nội, tại sao ông lại xin lỗi anh ta? Triệu Hy Giao thực sự không hiểu tên nhóc này đã cho ông nội mình ăn bùa mê thuốc lú gì. Cháu im miệng cho ông. Ông Triệu lại mắng, những người khác có thể không biết, cho rằng Diệp Lâm chỉ giỏi về y thuật, nhưng thông qua Vương Giáo Đầu, ông Triệu biết rằng võ thuật của Diệp Lâm cũng rất xuất sắc, có sức mạnh sánh ngang với chiến thần. Tuy nhiên, vì thể diện của Vương Giáo Đầu nên ông Triệu không nhắc đến chuyện ông ta thất bại trước Diệp Lâm. Tuy không nói gì, nhưng trong lòng ông Triệu lại rất rõ ràng. Cho dù không có cơ hội kết giao với người như Diệp Lâm cũng không được đắc tội anh. Huống chỉ Diệp Lâm còn cứu mạng ông ta, càng cần phải tôn trọng hơn. Không chỉ vì bản thân ông ta mà còn vì tương lai của gia đình. Diệp thần y, cảm ơn thần dược của cậu. Nói xong, ông Triệu không do dự nữa, cầm lấy nấm linh chỉ ngàn năm, nuốt thẳng vào bụng. Nhìn thấy điều này, mọi người trong nhà họ Triệu đều bị sốc. Không ngờ ông cụ lại ăn dứt khoát như vậy, thậm chí còn không kịp ngăn cản. Ông nội, Triệu Hy Giao kêu lên. Ông chủ, nhanh nhổ ra đi. Peter cũng vội vàng khuyên nhủ. Cha, cha cảm thấy thế nào? Hai anh em Triệu Thiên Thông và Triệu Thiên Minh cũng vội vàng tiến lên đỡ lấy cha, quan tâm đến nhất cử nhất động của ông cụ. Ông Triệu trấn tĩnh lại, mỉm cười vui vẻ, không sao đâu, cha thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Triệu Hy Giao vẫn lo lắng nói. Hay là ông đến bệnh viện kiểm tra nhé? Không cần phiền toái như vậy lúc này, Peter kiêu ngạo nói, thiết bị y tế ở đại hạ các người kém xa so với phương Tây của chúng tôi, e rằng còn không hiệu quả bằng máy kiểm tra sự sống của tôi. Đúng vậy, Triệu Hy Giao vỗ trán, vội vàng nói, tôi quên mất còn có thiết bị này. Ông ơi, chúng cháu kiểm tra lại lần nữa cho ông nhé. Vừa rồi, hộ đã kiểm tra một lần, phát hiện ra rằng ông cụ chỉ còn lại 27 ngày cuối cùng trong cuộc đời. Nếu làm lại bài kiểm tra và tuổi thọ giảm đi, điều đó có nghĩa là thuốc ông cụ vừa uống có vấn đề. Cái này chắc không cần đâu, ông Triệu lập tức từ chối, nhìn về phía Diệp Lâm. Suy cho cùng, vừa uống thần dược của Diệp Lâm đã đi kiểm tra ngay thì có hơi thiếu tôn trọng, dù là với bất kỳ bác sĩ nào cũng vậy. Vậy chúng ta thử xem, không ngờ Diệp Lâm lại chủ động yêu cầu, vừa hay tôi cũng muốn xem thiết bị này có thật sự có hiệu quả hay không. Sau khi uống linh chi ngàn năm,
Diệp Lâm chắc chắn rằng ông Triệu có thể kéo dài tuổi thọ thêm 10 năm nữa. Nếu thiết bị đó không phát hiện được thì có nghĩa thiết bị đó là giả. Hừ, anh dám nghi ngờ thiết bị của tôi sao? Peter có hơi tức giận. Một gã lang băm phương Đông có quyền gì mà nghi ngờ ông ta cơ chứ? Nếu như tuổi thọ của ông nội tôi không đến 27 ngày nữa, tôi sẽ tính sổ với anh. Triệu Hy Giao cũng tức giận nói. Thế là, sau khi Diệp Lâm gật đầu đồng ý, ông Triệu cũng vui vẻ chấp nhận. Ông ấy cũng muốn xem liệu phép lạ có thực sự xảy ra hay không. Sau khi thiết bị được kết nối với tay, chân và não của ông Triệu, nó bắt đầu hoạt động bình thường. Chẳng mấy chốc, số ngày sống đã được hiển thị trên màn hình. Bởi vì tuổi thọ của ông cụ chỉ còn lại không đến 30 ngày, Peter giải thích, cho nên tôi đã điều chỉnh hiển thị thời gian tính bằng ngày. Máy có thể đếm theo năm, tháng, ngày tùy theo ý muốn, tính chính xác tính theo ngày. Còn các máy kiểm tra thông thường chỉ tính theo năm mà thôi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Màn hình liên tục được làm mới. Khi thời gian đến 27 ngày, mọi người trong nhà họ Triệu cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Vẫn giống như trước. Xem ra thuốc ông uống cũng không có ảnh hưởng gì. Ấy, chuyện gì vậy? Mọi người nhìn kìa, số ngày trên máy vẫn đang chạy. 28 ngày. Khi thời gian được làm mới thành 28 ngày, hiện trường đột nhiên trở nên im lặng. Sau đó, một cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Chiếc máy không có dấu hiệu dừng lại. Những con số tiếp tục tăng lên và nhanh chóng được làm mới. 29, 30, 31. Ôi, Chúa ơi, Peter đang định kết thúc kiểm tra, kết quả lại nhìn thấy cảnh tượng đáng ngạc nhiên này. 100, 101, 102 ngày. Khi con số trên màn hình đạt đến 3 chữ số, hiện trường náo động hẳn lên. Mọi người vừa định thần sau cú sốc vừa rồi lại tiếp tục sửng sốt và sau cùng là vui sướng. Chẳng lẽ thần dược của Diệp Thần Y thực sự có tác dụng sao? Kiểm tra vừa rồi là 27 ngày, bây giờ đã hơn 100 ngày rồi. Nếu điều này là sự thật thì đúng là không thể tin được. Trên đời thực sự có loại thần dược có thể kéo dài tuổi thọ sao? Lúc này, vẻ mặt của Triệu Hy Giao cũng vô cùng ngạc nhiên. Vốn dĩ cô ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý tuổi thọ của ông nội bị rút ngắn để tính sổ với tên lừa đảo Diệp Lâm này. Cuối cùng không ngờ tuổi thọ của ông nội không những không giảm mà còn tăng lên nhanh chóng. Chuỗi số nhảy trên màn hình giống như một cú tát điên cuồng vào mặt Triệu Hy Giao, đập tan mọi nghi ngờ vừa rồi của cô ta. Không, không thể nào, Triệu Hy Giao vẫn không thể tin được, thầy, thiết bị hỏng rồi sao? Hỏng, Peter ngơ ngác lắc đầu, nhìn màn hình không chớp mắt, lẩm bẩm nói, khi tới đây, tôi đã mang theo một cái mới, làm sao nó có thể hỏng nhanh như vậy được? Nhưng mà, lát nữa tôi sẽ kiểm tra lại xem sao. Lúc này, con số trên màn hình đã nhanh chóng được cập nhật thành 360 lắm ngày. Qua, wow, mọi người trong nhà họ Triệu lại kêu lên. Một năm, những một năm, ông nội tăng thêm một năm tuổi thọ nữa. Triệu Huyền Đình vui sướng đến rơi lệ, cảm thấy mừng cho ông nội mình. Ông Triệu đang nằm trên ghế sofa, tuy không nhìn thấy màn hình nhưng cũng không khỏi run lên vì phấn khích khi nghe tiếng reo hò và đếm số của con cháu. Đó là cảm giác được tái sinh. 1091 ngày, 1092 ngày, 1093 ngày, khi số trên màn hình đạt đến 4 chữ số. Tâm trạng của mọi người tại hiện trường dần thay đổi từ nhiệt tình trước đó sang thờ ơ, mất đi sự hứng thú, thậm chí trong thâm tâm còn muốn kết thúc sớm. Nhưng xem ra số mệnh của ông cụ vẫn còn rất dài, con số vẫn tiếp tục thay đổi. Thầy à, lúc này, Triệu Hy Giao đành phải nhắc nhở. Thầy đổi đơn vị tính thành năm đi. Với tình hình bây giờ, nếu đếm theo ngày sẽ quá chậm, không biết khi nào mới kết thúc. Ồ, đúng rồi, Peter đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng điều chỉnh thiết bị. Khi đơn vị đếm thay đổi từ ngày sang năm, màn hình chuyển sang màu đen và sau đó tiếp tục làm mới. 3 năm. Đột nhiên, bầu không khí yên tĩnh lần nữa bị phá vỡ. Mọi người chợt phấn khích trở lại. Suy cho cùng, nếu nhìn vào số ngày sẽ tưởng chừng như rất xa, nhưng một khi đổi thành năm thì e rằng sẽ sớm thấy được con số cuối cùng. Mỗi khi con số thay đổi, trái tim của mọi người trong nhà họ Triệu cũng nhảy lên theo. 8 năm, 9 năm, 10 năm. Cuối cùng, con số trên màn hình dừng lại ở con số 10 năm. Bíp, bíp. Chiếc máy đã đưa ra lời nhắc để báo kết thúc quá trình kiểm tra. 10 năm. Trời ạ, ông nội còn sống thêm được 10 năm nữa. Đây không phải là mơ đấy chứ.
Mọi người trong nhà họ Triệu vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Diệp Lâm lặng lẽ gật đầu, thầm nghĩ cái này máy dò sự sống thật sự rất tốt, kết quả cũng không khác với tính toán của anh là bao. Lúc trước, Diệp Lâm đã cứu mạng ông Triệu, nhưng cũng chỉ giúp ông ấy sống thêm một tháng nữa, thiết bị đã phát hiện chính xác. Bây giờ, sau khi dùng linh chỉ ngàn năm, tuổi thọ của ông ấy đã được kéo dài thêm 10 năm, chiếc máy này cũng lần nữa kiểm tra chính xác. Ông nội, thật tốt quá! Triệu Uyển Đình nhào vào trong lòng ông nội, khóc trong sung sướng, ông còn có thể sống được 10 năm nữa, tốt quá rồi. Ha ha, ông Triệu cũng rất vui, mỉm cười vuốt tóc cháu gái, ông còn chưa thấy cháu kết hôn, sao có thể rời đi sớm như vậy được. Lúc này, tâm trạng của Triệu Hy Giao có hơi phức tạp. Mặc dù cô ta rất vui vì ông nội đã sống thêm được 10 năm nữa, nhưng cô lại lo lắng rằng chiếc máy này đã xảy ra vấn đề gì đó. Hy Giao, Peter nói. Em mau thử lại xem thiết bị có sai sót gì không. Peter cũng có hơi nghi ngờ, quyết định cho học trò thử lại lần nữa xem thiết bị có bình thường không. Vâng, Triệu Hy Giao kết nối với thiết bị, bình tĩnh nằm xuống. Hơn một phút trôi qua. 78 năm. 79 năm. 80 năm. Kết quả giống như lần trước. Triệu Hy Giao đứng dậy, nhìn vào thiết bị, trong mắt đầy vẻ khó tin. Theo thiết bị kiểm tra, cô ta có thể sống đến 80 tuổi. Đã kiểm tra hai lần, cả hai đều như vậy. Điều này có nghĩa là thiết bị không bị hỏng. 10 năm tuổi thọ của ông nội cũng là chính xác. Dụng cụ này không có vấn đề gì. Peter thẳng thắn nói, chúc mừng ông Triệu, ông còn có thể sống được 10 năm nữa. Với lời khẳng định của Peter, trái tim treo lơ lửng của mọi người cuối cùng cũng đã hoàn toàn hạ xuống. Họ sợ rằng thiết bị gặp trục trặc và niềm vui của họ sẽ là vô ích. Lúc này đây, có người vui thì cũng có người buồn. Triệu Hy Giao cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nghĩ lại vừa rồi, cô ta liên tục hoài nghi, nhưng không ngờ sau khi uống thần dược, ông nội thực sự kéo dài tuổi thọ thêm 10 năm, thậm chí còn dùng máy kiểm tra sự sống tiên tiến nhất mà họ mang đến để kiểm tra. Triệu Hy Giao lại nhìn Diệp Lâm, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chúa ơi, đây đúng là một phép lạ. Peter không khỏi kêu lên vì ngạc nhiên. Sau đó, ông ta nói với Diệp Lâm, thưa cậu, rất xin lỗi cậu vì sự thất lễ vừa rồi. Nhân tiện cho tôi hỏi một câu, cậu vẫn còn thuốc thần đó chứ? Cậu có thể cho tôi xem kỹ hơn được không? Vừa rồi, lúc nhận lấy linh chỉ ngàn năm, Peter vốn không coi trọng, bây giờ nghĩ lại, ông ta vô cùng hối hận. Hết rồi mặc dù Diệp Lâm còn có một khối linh chỉ lớn, nhưng anh không thể tùy tiện khoe ra, bởi vì tiền tài lúc nào cũng phải giấu kín. À, thật đáng tiếc, Peter lắc đầu nói, tôi định đưa thành phần của thần dược đó vào trong thiết bị này để lần sau tránh phạm sai lầm. Lúc này, ông Triệu lại đi tới trước mặt Diệp Lâm, cúi đầu thật sâu, bày tỏ lòng biết ơn. Diệp thần y, cậu lại cứu tôi thêm lần nữa, hơn nữa còn cho tôi thêm 10 năm tuổi thọ. Ơn cứu mạng này khó lòng báo đáp, nếu sau này Diệp thần y có yêu cầu gì thì cứ nói, nhà họ Triệu chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Hai cha con Triệu Thiên Minh và Triệu Uyển Đình cũng trịnh trọng hứa hẹn với Diệp Lâm. Sau này, nếu có việc gì thì cậu cứ nói. Mọi tài nguyên của nhà họ Triệu chúng tôi cũng sẽ để Diệp thần y tùy ý sử dụng. Diệp Lâm mỉm cười đáp, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, hơn nữa, yêu cầu lúc trước của tôi, mọi người làm rất tốt, hy vọng về sau chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Ông Triệu gật đầu, lập tức hiểu ý của Diệp Lâm. Anh đang nói đến việc họ nhờ vào quan hệ với Bộ Tài chính để điều tra thuế của nhà họ Diệp, từ đó dẫn đến sự sụp đổ cổ phiếu nhà họ Diệp ngày hôm nay. Sau đó, ông Triệu lại nói với Triệu Hy Giao. Hy Giao. Cháu lại đây. Cháu còn không mau xin lỗi Diệp thần y đi. Vừa rồi cháu liên tục chất vấn Diệp thần y, bây giờ cháu còn gì muốn nói nữa không? Nghe vậy, Triệu Hy Giao vừa xấu hổ, vừa áy náy, cúi đầu đi tới trước mặt Diệp Lâm giống như một con gà trống bại trận, sự kiêu ngạo trước đó hoàn toàn tiêu tan. Tôi xin lỗi, Diệp thần y, tôi có mắt như mù, đã xúc phạm tới anh. Triệu Hy Giao thấp giọng lẩm bẩm xin lỗi, nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Quên đi, Diệp Lâm cũng lười tính toán với bọn họ về chuyện nhỏ nhặt này, không biết không có tội. Diệp thần y, lúc này, Peter lại bước tới, cười nói, so với dụng cụ này của tôi, nếu có thể kéo dài tuổi thọ của một người sắp chết thêm 10 năm, cậu có tư cách hơn để giành được giải thưởng Nobel y học năm nay hơn. Tôi sẽ đề cử cậu với ban tổ chức giải thưởng Nobel. Diệp Lâm không mấy quan tâm đến giải thưởng Nobel, khó khăn lắm anh mới có được bảo vật này. Chủ yếu vẫn phải dựa vào tu luyện của mình.
cho dù giành được 100 giải Nobel thì cũng chẳng thể so sánh với việc bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay lập tức, mọi người trong nhà họ Triệu đều vây quanh Diệp Lâm, như các vì sao vây quanh mặt trăng. Càng khiến Peter và Triệu Hy Giao trở nên dư thừa. Nhìn thấy Triệu Hy Giao xấu hổ, Triệu Huyền Đình vội vàng tiến lên gỡ rối, mỉm cười đổi chủ đề. Qua, chị Hy Giao, hóa ra chị có thể sống đến 80 tuổi. Triệu Huyền Đình nói với vẻ ghen tị. Nếu em muốn biết mình còn lại bao nhiêu năm tuổi thọ nữa thì có thể thử xem. Triệu Hy Giao nói. Thôi ạ, Triệu Huyền Đình xua tay, biết những điều này, chẳng phải cuộc sống sẽ rất nhàm chán sao. Sau đó, nhà họ Triệu lại tổ chức một bữa tiệc long trọng để chiêu đãi Diệp Lâm. Sau khi đã ăn uống no say, ông Triệu bảo Triệu Huyền Đình tiễn Diệp Lâm ra về. Nhìn thấy cháu gái và Diệp Lâm đi rất gần nhau, ông Triệu cảm thấy rất thích thú. Thiên Minh, ông Triệu nhỏ giọng nói với con trai nhỏ, nếu có cơ hội, cha dự định gả Huyền Đình cho Diệp Thần Y, con nghĩ thế nào? Theo yêu cầu của Diệp Lâm, Triệu Huyền Đình lái xe đưa Diệp Lâm về nhà. Diệp Lâm dự định tiếp tục luyện chế một ít đan dược phòng trường hợp khẩn cấp. Cùng lúc đó, tại trụ sở quân đội U Châu, cha nuôi, sự xuất hiện của Kim Lũ Y khiến Lý Úc Bạch vừa trở lại quân doanh có hơi ngạc nhiên. Sau khi nghe con gái nuôi kể lại những gì đã xảy ra sau khi ông ấy rời Yến Kinh, Lý Úc Bạch thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Con nói, con dẫn quân đánh sập Lê Viên. Sắc mặt Lý Úc Bạch khẽ biến đổi. Vâng, sau đó, Kim Lũ Y lấy ra một danh sách, đưa cho cha nuôi, con còn lấy được cái này. Lý Úc Bạch cầm lấy danh sách, vừa nhìn thoáng qua, sắc mặt đã thay đổi rõ rệt. Đương nhiên ông ấy hiểu danh sách này có ý nghĩa gì. Con đã giao nộp danh sách này chưa? Có ai khác nhìn thấy nó không? Lý Úc Bạch vội vàng hỏi. Cái này con giữ lại, chưa giao ra, cũng không có ai nhìn thấy. Kim Lũ Y không phải là kẻ ngốc. Cô hiểu rằng danh sách này không thể dễ dàng tiết lộ cho người khác. Biết, càng ít người biết về nó thì càng tốt. Nếu cô giao nó ra thì không chỉ gây náo động mà còn liên lụy đến những người có liên quan. Được rồi, con làm rất tốt. Đứng trước hành vi đi trái quy với định này, Lý Úc Bạch lại lấy làm hài lòng. Sau đó, không cần suy nghĩ nhiều, Lý Úc Bạch đặt bản danh sách lên ngọn nến đang cháy. Cha, nhìn thấy vậy, Kim Lũ Y nhanh chóng bước tới và giật lại. Nhưng 1/3 số tên trong đó đã bị đốt cháy. Sao? Lý Úc Bạch hỏi, con còn muốn tiếp tục điều tra sao? Chắc con cũng biết trên đó có một số cái tên mà ngay cả cha cũng phải nhượng bộ 3 phần, đúng chứ? Con không biết, Kim Lũ Y còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên cô gặp phải một vụ án lớn và liên quan rộng như vậy, cho nên con muốn hỏi ý kiến của cha. Ý kiến của cha? Lý Úc Bạch cười, con ở lại quân doanh của cha đi. Mặc dù lần này con đã chọc vào một tổ ong lớn, nhưng nếu ở đây thì không ai có thể đụng đến con đâu. Lý Úc Bạch nghĩ, vì danh sách không bị truyền ra ngoài nên Kim Lũ Y ở lại đây là an toàn nhất. Ở lại chỗ cha một thời gian, tránh đầu ngọn gió. Nghe vậy, Kim Lũ Y không nói gì. Cô không muốn trốn tránh. Con không thể trốn ở đây cả đời được. Kim Lũ Y bướng bỉnh nói, cha cũng không thể bảo vệ con cả đời được. Nhìn thấy vẻ mặt quyết tâm của con gái nuôi, Lý Úc Bạch bật cười vang. Cha và con tuy không cùng huyết thống, nhưng con lại có cái khí phách dũng mãnh hệt như cha khi còn trẻ. Còn cha đã già rồi. Nếu gặp phải loại chuyện này, suy nghĩ đầu tiên của cha là trốn tránh. Hai, đúng là anh hùng chí ngắn. Lý Úc Bạch thở dài, ông ấy không ngờ rằng một chiến thần như mình cũng có lúc phải sợ hãi. 10 năm trước, dù trời có sập thì cha cũng phải tranh thủ phá cho bằng được. Nói xong, Lý Úc Bạch vỗ vai con gái nuôi, động viên nói, con trở về đi. Trong đầu con đã có đáp án rồi, còn cần hỏi cha làm gì. Cứ tiếp tục làm đi, cha sẽ luôn ủng hộ con ồ. Với sự ủng hộ của cha nuôi, gánh nặng tâm lý của Kim Lũ Y đã hoàn toàn được chút bỏ. Sở dĩ Kim Lũ Y đến đây không phải vì sợ phiền phức mà vì lo lắng ảnh hưởng đến cha nuôi. Nhưng bây giờ, cha nuôi cũng đã bày tỏ lập trường của mình. Kim Lũ Y cuối cùng cũng có thể quay trở lại, đối mặt với mọi giông bão. Cha, bảo trọng, nói xong, Kim Lũ Y bước ra khỏi quân doanh, không quay đầu lại. Nhớ kỹ, lúc này, giọng Lý Úc Bạch lại từ trong trại truyền đến, khi đối mặt với kẻ địch lớn mạnh, không chỉ phải dùng mỗi bạo lực mà còn phải dùng cả đầu óc nữa. Mặc dù lần này con phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù, nhưng xung quanh con cũng có rất nhiều bạn bè. Con sẽ không bao giờ bước đi một mình. Sau khi rời trại quân sự,
Kim Lũ Y lên trực thăng và lập tức bay về Yến Kinh. Ngay sau khi chuyến bay trở lại Yến Kinh hạ cánh, Kim Lũ Y nhận được cuộc gọi từ đội phó Ân Hồng Trang, đại nhân, không hay rồi. Vừa rồi, Mạnh Châu Huyền, chủ của Lê Viên đã bị ám sát trong tù. Bên trong biệt thự, một nhóm sát thủ bất ngờ xông vào. Dù hệ thống báo động đã được kích hoạt nhưng bọn họ vẫn ung dung giống như ở nhà mình vậy. Họ công khai đi vào, lục lọi khắp nơi. Tuy nhiên, họ không tìm thấy thứ cần tìm cũng như không gặp một người nào. Không có người, chúng tôi đã tìm kiếm hết rồi ạ. Một vài người mặc đồ đen báo cáo với một ông già mặc áo choàng đen đang đứng trong đại sảnh. Ông già đi vòng quanh đại sảnh, cuối cùng, ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi nheo mắt lại. Mùi của cơ thể con người vẫn còn lưu lại ở đây. Có người vừa mới rời khỏi đây không lâu. Là sau núi, đuổi theo. Ông già mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang loạng choạng chạy lên núi. Cùng với mệnh lệnh, đám sát thủ mặc đồ đen xung quanh giường như biến mất trong không gian. Một giây tiếp theo, bọn họ đã xuất hiện ở sân sau, hướng thẳng về phía ngọn núi. Bóng dáng ông già kia cũng lặng lẽ biến mất trong đại sảnh. Nhóm người này chính là tổ chức sát thủ thiên phạt đến từ Đông Hải. Đây là một tổ chức sát thủ hàng đầu được nuôi dưỡng đặc biệt bởi chợ đen. Sở dĩ chợ đen có thể thành lập ở 2 thủ đô và 13 thành phố, hoạt động cả trong tối ngoài sáng mà không ai dám gây rắc rối. Ngoài việc có nền tảng vững chắc và mạng lưới quan hệ, bản thân họ còn có quyền lực rất lớn. Và thiên phạt chính là con át chủ bài của chợ đen, là thứ họ dùng để đối phó với những kẻ dám đối đầu với chợ đen. Bất cứ ai bị thiên phạt nhắm tới đều sẽ phải chết. Chạy! 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 Trần Thơ Nhã dùng toàn bộ sức lực, trong đầu chỉ có một từ, chạy. Chỉ cần chạy đến biệt thự ở lưng chừng núi thì cô sẽ an toàn. Tuy nhiên, chân của Trần Thơ Nhã vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên chạy chỉ nhanh hơn đi bộ một chút. Sau đó, Trần Thơ Nhã đột nhiên chậm lại. Cô thầm nghĩ, nếu mình chạy đến chỗ thần y Diệp Côn Luân, nhưng Diệp thần y không phải đối thủ của những người đó thì sao? Vậy thì chẳng phải mình đã liên lụy đến Diệp thần y rồi sao? Trần Thơ Nhã hơi lo lắng về điều này. Trong lúc đang phân tâm, Trần Thơ Nhã đột nhiên vấp phải một hòn đá. Đau quá! Trần Thơ Nhã muốn đứng dậy nhưng phát hiện đầu gối của mình đã chảy máu. Giây tiếp theo, vài bóng đen lặng lẽ xuất hiện trước mặt cô. Giống như những bóng ma, im lặng và đáng sợ. Trần Thơ Nhã ngạc nhiên ngẩng đầu lên, liếc nhìn nhóm người. Mặc dù đây là lần đầu tiên họ gặp nhau nhưng Trần Thơ Nhã chắc chắn rằng họ chính là những người vừa đột nhập vào biệt thự. Quả đúng như dự đoán. Một người trong số họ lạnh lùng hỏi, cô có quan hệ gì với Kim Lũ Y? Kim Lũ Y đã trốn đi đâu? Nói. Giọng nói của người đàn ông vô cùng hung dữ và độc đoán. Trần Thơ Nhã sợ hãi đến mức lùi lại, cố gắng chạy về phía sau. Kết quả vừa đứng dậy, chưa kịp chạy được hai bước, cô đã bị một ông già túm lấy cổ áo xách lên như một con gà con. Trần Thơ Nhã chợt sửng sốt, cô chưa bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông hơn 50 tuổi lại có thể có sức mạnh to lớn như vậy. Cô bé, đừng sợ, chúng tôi sẽ không làm tổn thương cô. Chúng tôi đến đây để tìm Kim Lũ Y và lấy lại một món đồ. Nói cho chúng tôi biết, cô ta đang ở đâu. Trần Thơ Nhã sợ đến mức không dám lên tiếng. Cô muốn phủ nhận rằng mình không biết Kim Lũ Y, nhưng lại không giỏi nói dối, biểu cảm trên mặt đã phản bội cô. Tôi không biết, Trần Thơ Nhã chỉ có thể lắc đầu, kiên quyết không nói. Như vậy là không ngoan rồi. Lòng bàn tay thô ráp của ông già từ từ lướt qua má cô gái, giống như một vết dao, máu lập tức chảy ra. Tôi thực sự không biết. Nỗi sợ hãi tột độ và cơn đau nhức nhối trên mặt khiến Trần Thơ Nhã bật khóc. Thật đáng tiếc. Chúng tôi không muốn liên lụy đến những người vô tội. Vì cô biết điều gì đó nhưng lại từ chối nói cho chúng tôi biết, chúng tôi đành phải. Vừa nói, ông già vừa đẩy nhẹ. Trần Thơ Nhã đột nhiên ngã về phía sau. Ngã xuống dưới chân những người đàn ông mặc đồ đen. Diệt khẩu đi. Ông già quay lưng lại. Như thể tất cả những điều này không liên quan gì đến ông một a. Những người mặc đồ đen, giống như những tử thần, nhìn xuống Trần Thơ Nhã dưới chân, ánh mắt lạnh lùng, sát khí tràn ngập khắp nơi. Không, đừng. Trần Thơ Nhã vô cùng sợ hãi, cô không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế. Hôm qua, cô còn tưởng Kim Lũ Y đang nói đùa. Nhưng hôm nay, cô đã cận kề với cái chết. Ông Thái đã cho cô một cơ hội sống, nhưng đáng tiếc là cô không trân trọng. Một trong những người đàn ông mặc đồ đen từ từ giơ tay lên,
một con dao găm sáng chói xuất hiện trong lòng bàn tay anh ta. Sắc mặt Trần Thơ Nhã tái nhợt, trái tim cô đã chìm xuống đáy. Chẳng lẽ, mình thực sự sẽ chết sao? Tôi chưa muốn chết, ai đó cứu tôi với. Vào thời điểm khi con dao sắp hạ xuống. Đột nhiên, một tiếng gầm dài xuyên qua không trung, giống như một viên đạn không tiếng động, xuyên thẳng qua cổ tay của người đàn ông mặc đồ đen. Ai người đàn ông hét lên, con dao găm trong tay rơi xuống đất. Hả, ai đó, ông già đột nhiên quay người lại, cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ bay từ trên núi xuống, như thể có một vị thần vừa giáng thế, mang lại cảm giác áp bức nặng nề cho những người đang có mặt. Diệp Lâm vốn đang ở trên tầng cao nhất của biệt thự để luyện chế đan dược, thu hoạch được rất nhiều. Nhưng đột nhiên, anh cảm thấy một vài luồng khí tức mạnh mẽ phát ra từ chân núi. Hửm, Diệp Lâm hơi giật mình, cho rằng là nhắm vào mình. Nhưng vừa leo lên mái nhà, nhìn xuống núi, anh đã nhìn thấy bóng dáng đáng loạng choạng của Trần Thơ Nhã. Hả, Diệp Lâm lại nhẹ giọng kêu lên, cảm thấy khá kỳ lạ. Trần Thơ Nhã chỉ là một người bình thường, sao có thể bị nhiều cao thủ như vậy truy lùng chứ? Chuyện này là sao? Ngay sau đó, Diệp Lâm đã nghĩ đến việc rắc rối có lẽ là do Kim Lũ Y gây ra. Nhưng gần đó không có khí tức của Kim Lũ Y. Có vẻ như bạn của cô sắp gặp chuyện rồi. Diệp Lâm quan sát hết thảy mọi chuyện dưới núi. Mặc dù Trần Thơ Nhã cũng là một trong những nạn nhân của vụ tai nạn xe hơi năm đó nhưng Diệp Lâm cũng đã chữa lành đôi chân của cô. Có thể coi như hai bên đã giải quyết xong mối hận thù. Vì vậy, Diệp Lâm không muốn nhúng tay vào chuyện này. Nhưng vừa quay người lại, anh lại mơ hồ nghe thấy tiếng hét của Trần Thơ Nhã. Có hơi không đành lòng. Hừ, làm gián đoạn việc luyện đan của mình. Diệp Lâm bị phân tâm bởi tiếng ồn ào của đám người dưới núi. Vì thế, trong nháy mắt, anh đã tới chân núi. Anh đá một viên sỏi lên. Nó ngay lập tức xuyên qua cổ tay của sát thủ và kịp thời cứu được Trần Thơ Nhã. Ai đó? Ông già quay lại, giật mình sợ hãi. Không ngờ trên ngọn núi này lại có cao thủ như vậy. Diệp Lâm chậm rãi đi tới, tiện tay xoa lên trên mặt, thay đổi dung mạo cho giống với lần đầu gặp Trần Thơ Nhã. Anh xuất hiện dưới cái tên Diệp Côn Luân. Thần y Diệp Côn Luân. Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, Trần Thơ Nhã cảm giác như mình đang nằm mơ. Dường như mỗi lúc cô bất lực và cần sự giúp đỡ nhất, anh luôn xuất hiện kịp thời để cứu cô ra khỏi dầu sôi lửa bỏng. Diệp Côn Luân. Ông già lẩm bẩm lặp lại cái tên xa lạ, rồi chợt giật mình. Hóa ra cậu chính là Diệp Côn Luân. Tình cờ thay, Diệp Lâm cũng dùng cái tên Diệp Côn Luân ở Lê Viên. Ồ, ông có biết tên tôi sao? Diệp Lâm giật mình. Không có nhiều người biết cái tên này của anh. Lúc này, Diệp Lâm đã mơ hồ đoán được lai lịch của đối phương. Cậu tham dự cuộc đấu giá ở Lê Viên mà không trả một xu nào, ngược lại còn lấy đi rất nhiều bảo vật. Cậu nên cho chúng tôi một lời giải thích cho chuyện này chứ? Ông già lạnh lùng mỉm cười, không ngờ chuyến đi này lại trùng hợp như vậy. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, không ngờ lại gặp được Diệp Côn Luân thần bí ở đây. Vốn dĩ, mục tiêu trong chuyến đi lần này của Thiên Phạt không chỉ có Kim Lũ Y mà còn có cả Diệp Côn Luân. Tuy nhiên, họ hầu như không có thông tin gì về Diệp Côn Luân, vì dù sao thì đó cũng chỉ là một bút danh mà thôi. Vì vậy, khi đến Yến Kinh, tổ chức Thiên Phạt vừa phải ra tay với Kim Lũ Y, vừa phải âm thầm điều tra về Diệp Côn Luân. Vậy ra cậu chính là Diệp Côn Luân. Chúng tôi khổ sở tìm kiếm mãi, hóa ra lại trốn ở chỗ này. Xem ra chuyến đi lần này lại có thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Các sát thủ áo đen đột nhiên trở nên phấn khích, định dùng kế đánh nhanh thăng nhanh để giải quyết mục tiêu này. Các người là người của chợ đen. Diệp Lâm hiểu ra. Đúng vậy, ông già lạnh lùng nói, nếu cậu không cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng về chuyện ở Lê Viên thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Đúng vậy, tôi đã lấy đồ ở đó, vậy thì sao? Diệp Lâm thẳng thắn thừa nhận, không hề cố gắng trốn tránh, hơn nữa, những thứ ở chợ đen của các người đều là đồ bẩn nên việc tôi lấy chúng cũng đâu có phạm pháp, đúng chứ? Ông già nghe được lời này, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không ngờ lại có người dám trộm bảo vật ở chợ đen mà còn dám hiên ngang như vậy. Đúng là không biết sống chết, lấy đồ của chợ đen đúng là không phạm pháp, nhưng sẽ mất mạng đấy. Và nhiệm vụ của Thiên Phạt chúng tôi là xử lý những kẻ điên rồ không biết trời đất như cậu. Vừa nói, ông già vừa ra lệnh, làm đi. Còn chưa nói xong, đám người áo đen đã lập tức xông lên, bọn họ đều muốn lấy đầu Diệp Lâm trước để được nhận thưởng. Anh Diệp,
cẩn thận, thấy 7-8 người vây quanh Diệp Lâm, Trần Thơ Nhã không khỏi lo lắng cho anh. Dù sao đối phương có rất nhiều người, nhưng Diệp Lâm chỉ có một mình. Ngay cả Trần Thơ Nhã cũng có thể thấy rằng những người này mạnh hơn rất nhiều so với nhóm xã hội đen đã bắt nạt cô lần trước. Nhưng giây tiếp theo, con dao găm trên tay nhóm người còn chưa kịp giơ lên thì đã đồng loạt rơi xuống. Từng người một ôm lấy cổ mình và lần lượt ngã xuống đất. Trong tay Diệp Lâm, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con dao găm sáng loáng, khi dính máu lại càng thêm chói mắt. Mạnh Quát lúc này, ông già cũng bị choáng váng trước thân thủ nhanh nhẹn của Diệp Lâm. Anh ra tay trong im lặng, giống như thần chết đột ngột xuất hiện, khiến người ta khó có thể đề phòng. Cậu cũng là sát thủ. Ông già nhìn con dao găm trong tay Diệp Lâm và chiêu thức cắt cổ nhanh như chớp kia. Hiển nhiên chỉ có sát thủ hàng đầu mới làm được. Cũng gần như vậy, dù sao thì cửu sư phụ của Diệp Lâm cũng là sát thủ hàng đầu thế giới, anh đã học được các loại kỹ thuật ám sát từ ông ấy. Nếu không phải muốn cho con dao găm mà sư phụ đưa ăn thì Diệp Lâm thậm chí còn không cần xuất hiện đã có thể giết chết tất cả trong nháy mắt rồi. Xem ra hôm nay đã gặp phải đồng nghiệp rồi nhỉ, thay vì tức giận, ông già lại mỉm cười, dần lấy lại tinh thần và ý chí chiến đấu, chậm rãi cởi áo choàng ra, vậy hãy để tôi học hỏi kỹ thuật ám sát của cậu nào. Ông ta thuộc top 100 sát thủ hàng đầu thế giới. Từ khi gia nhập thiên phạt của chợ đen, dẫn đầu một tiểu đội, chấp hành đủ loại nhiệm vụ, chưa từng thất bại lần nào. Càng chưa từng có chuyện gần như bị diệt toàn quân, chỉ còn lại một mình ông A còn sống, giống như ngày hôm nay. Ông ta vốn cho rằng chỉ có lúc đối phó với Kim Lũ Y là sẽ hơi phiền phức. Rốt cuộc thì đối phương chính là chỉ huy sứ đội cận vệ Yến Kinh, có danh là nữ võ thần trong quân, thực lực mạnh mẽ, không thể khinh thường. Ông ta tự nhận rằng mình kinh nghiệm phong phú, chỉ cần tìm được cơ hội là có thể giết chết đối phương. Nào ngờ giữa chừng gặp được Diệp Côn Lôn, và Diệp Côn Lôn cũng rất khó giải quyết. Rất ít người có thể khiến tao dùng con dao găm này. Ông ta từ từ lấy ra con dao găm của mình. Một thước ba tấc, giống như nhũ băng. Ông ta vuốt ve dao găm, nhẹ nhàng như là đối xử với người yêu của mình. Đối với sát thủ mà nói, dao găm chính là tín ngưỡng của bọn họ. Tao vốn định chuẩn bị chiêu này cho Kim Lũ Y. Bây giờ dùng mày để luyện tập trước đi. Vì đối phó với Kim Lũ Y, ông ta thậm chí còn mô phỏng một bộ ám sát để đảm bảo không xảy ra sơ sót. Bởi vì đối với kẻ mạnh như Kim Lũ Y, nếu không thể đảm bảo giết chết trong một chiêu, thì ngay sau đó sẽ phải đối mặt với thế tấn công đáng sợ như núi lở sóng thần, dù là sát thủ hàng đầu thì cũng sẽ không chịu nổi. Còn chưa dứt lời, ông ta đã chợt ra tay. Chỉ trong chớp mắt, ông ta thế mà lại vọt ra tới phía sau Diệp Lâm. Cùng lúc đó, Diệp Lâm cũng nhích người. Nếu đối phương muốn so bí thuật ám sát với mình, thì Diệp Lâm cũng không do dự, dùng dao găm trong tay đánh trả. Nhoáng qua một cái, hai người dường như trao đổi vị trí cho nhau, cơ thể chợt lóe, vọt tới vị trí của đối phương. Không ai có thể thấy rõ, khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, đã ra tay hơn 10 chiêu. Chiêu chiêu mất mạng, dao găm của Diệp Lâm cắt trúng cổ họng, bụng và trái tim của đối phương. Và dao găm của ông cụ, cũng cắt trúng trái tim và hai bên sườn của Diệp Lâm. Nhanh quá đi. Khoảnh khắc chạm đất, ngay cả ông cụ cũng không nhìn được cảm thán rằng tốc độ của tên kia thế mà lại không hề kém với mình, thậm chí còn ra chiêu trước mình. Quần áo trên người ông ta, nhất là phần bụng và trái tim, đều bị cắt trúng. Nếu là đấu tay đôi bình thường thì ông ta đã thua rồi. Nhưng mà, năng lực ám sát của mày đã đạt đẳng cấp thế giới. Tiếc là, hôm nay mày gặp được tao. Ông ta từ từ quay người lại, tuy rằng quần áo bị dao găm cắt rách, nhưng làn da lại không có một vết thương nào. Ông ta cười nhe răng, để lộ vẻ mặt hài hước, bởi vì tao còn là một tông sư luyện thể. Công phu luyện thể của ông ta đã lên đến hóa cảnh, cực kỳ cứng rắn. Vũ khí bình thường không thể nào gây tổn thương cho ông ta được. Đây mới là át chủ bài lớn nhất của ông ta. Cho dù ám sát thất bại thì cũng có thể an toàn rút lui. Ha ha, sao rồi, có phải mày đang hối hận lắm không? Ông ta nhìn Diệp Lâm, cho rằng Diệp Lâm chỉ có một đường chết. Rốt cuộc thì chúng ba chiêu ở trái tim và hai bên sườn cũng đủ để mất mạng. Anh Diệp, Trần Thi Nhã thấy ông cụ không hề hấn gì thì cảm thấy trầm trọng, thầm nghĩ, không xong rồi, chẳng lẽ anh Diệp thua thật sao? Cô lập tức quyết định. Nếu Diệp Côn Lôn vì cứu cô mà chết, thì cô cũng sẽ không sống một mình nữa. Có điều, ngay giây tiếp theo, khi Diệp Lâm cũng quay người lại. Đừng nói là bị thương,
ngay cả quần áo trên người anh cũng vẫn còn nguyên vẹn. Hả? Sao lại như vậy chứ? Không thể nào. Ông cụ giống như là gặp được quỷ, trợn mắt trừng Diệp Lâm, rồi nhìn thoáng qua dao găm trong tay mình. Rõ ràng vừa rồi mình đã cắt trúng đối phương. Sao đối phương lại không hề bị thương? Thậm chí ngay cả quần áo cũng còn nguyên vẹn. Ông ta dụi mạnh đôi mắt, trên mặt tràn đầy vẻ chấn động. Hóa ra là tông sư luyện thể. Diệp Lâm cũng cho rằng một chiêu vừa rồi đủ để đối phương mất mạng. Không ngờ trình độ luyện thể của đối phương đã đạt đến mức cực kỳ cứng rắn. Cho dù là con dao găm của cửu sư phụ cũng không thể làm đối phương bị thương. Xem ra ông ta giấu kỹ lắm. Chẳng lẽ, mày cũng là tông sư luyện thể? Ông cụ hô lên. Không ngờ mình xui xẻo thế này, không chỉ có gặp được cùng nghề, mà còn có cùng át chủ bài nữa. Vậy thì chẳng phải là không ai làm được gì ai. Luyện thể hả? Ha ha, Diệp Lâm khống chế hóa kim quang, quanh thân cực kỳ vững chắc, không một chút sơ hở. Đừng nói là một con dao găm nhỏ bé, cho dù phải đối mặt với thuật pháp thần thông, thì anh cũng có thể an toàn rút lui. Nếu chúng ta đều không thể làm đối phương bị thương, lúc này, ông cụ lại chủ động ôm quyền nói, hay là chúng ta dừng tay làm hòa đi. Rốt cuộc cậu và tôi đều luyện thể, dù có bí thuật ám sát cao cấp hơn nữa, thì cũng chẳng có tác dụng gì. Dứt lời, ông ta lặng lẽ lùi ra sau, định đi khỏi nơi này. Bởi vì ông ta cảm thấy người thanh niên trước mắt rất tà môn, có khi át chủ bài của đối phương không chỉ đơn giản là luyện thể. Ai nói tôi không thể làm ông bị thương? Diệp Lâm cất dao găm, ánh mắt nơi khóe mắt rơi xuống lắc tay Định Hải Châu. Pháp khí này có thể dễ dàng đánh bại pháp thân, dù là tông sư luyện thể cũng có thể dễ dàng bị đánh gục. Diệp Lâm định dùng pháp khí này thử hiệu quả một lần. Không xong, ông cụ dường như cảm thấy không ổn và có nguy hiểm sắp đến gần. Cảm giác sợ hãi lan tràn khắp toàn thân, giống như là điềm báo tử vong buông xuống. Tạm biệt, ông ta còn chưa nói hết lời, cơ thể đã lướt ra xa hơn 100 mét. Ngoài công phu luyện thể, bộ pháp khinh công dưới chân ông ta cũng lợi hại không kém. Ha ha, muốn chạy hả? Diệp Lâm búng tay, bắn một viên hạt châu trên cổ tay ra. Ngay sau đó, hạt châu bay thẳng ra ngoài, giống như một viên đạn sắc bén, đâm rúng sau lưng ông cụ. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên. Ông ta hét thảm một tiếng, hô lên, sao lại thế này? Thân thể của mình. Khói bụi tan đi. Ông cụ đang chạy trốn kia bị nổ mất nửa người dưới. Dù ông ta có luyện thể, cơ thể cực kỳ cứng rắn thì sao chứ? Khi gặp một pháp khí hàng đầu, pháp khí vẫn có thể dễ dàng phá tan tành phòng ngự mà ông ta vẫn luôn tự hào. Ồ, ném lệch rồi. Bởi vì đây là lần đầu tiên sử dụng, cộng thêm khoảng cách quá xa, mà đối phương lại cố ý dùng bộ pháp dạng rắn, cho nên một đòn mới vừa rồi của Diệp Lâm bị lệch một tấc, chỉ nổ tung nửa người ông ta. Tha cho tôi đi. Ông cụ ngã xuống đất, đau đớn cầu xin, xin cậu tha cho tôi đi. Lời xin tha còn chưa nói xong, thì trên mặt đất chợt truyền đến tiếng vang ầm ầm. Có loại cảm giác như núi lở đất rung. Ông cụ giật mình sợ hãi, có chuyện gì vậy? Động đất hả? Ngay sau đó, rít, một tiếng rít vang lên. Một con mãng xà đột ngột ngoi lên mặt đất ngay chỗ ông cụ ngã xuống, khiến ông cụ bay ra xa. Thân hình cực lớn nhảy lên không trung, trực tiếp nuốt ông cụ vào trong miệng. Diệp Lâm không thể đánh chết đối phương trong một chiêu, vốn định ném thêm một hạt châu, nổ cho chết ông ta. Không ngờ rằng mãng xà lại đột nhiên chui từ dưới đất lên nuốt trọn ông cụ kia. Diệp Lâm thấy nó đi lên là để giúp mình, vậy nên không nói thêm gì. Sau đó, mãng xà lại đột nhiên chui vào trong đất, giống như máy ủi đất, ủi nhanh về phía Diệp Lâm. Lúc nó xuất hiện lần nữa, nó xốc bay thi thể đám thích khách đồ đen mới bị Diệp Lâm giết chết bay lên trên không trung. Rồi nó lại làm giống như lúc nãy, nhảy dựng lên, nuốt hết thi thể vào trong bụng. Trần Thi Nhã thấy mãng xà liên tục nuốt người ở khoảng cách cực gần thì sợ hãi tới mức ngây người. Lúc mới xuất hiện, mãng xà cách cô hơn 100 mét, cô cho rằng chỉ là ảo giác. Nhưng khi mãng xà chợt lóe lên, lao tới gần mình trong vòng 1 mét, giống như núi lửa phun trào, khiến mọi thứ xung quanh đều sợ hãi. Sau khi nuốt trọn đống thi thể, mãng xà dừng lại, quan sát xung quanh. Giống như đang tìm mục tiêu tiếp theo. Cuối cùng, hai tròng mắt đỏ ngầu của mãng xà đối diện với đôi mắt của Trần Thi Nhã. Trần Thi Nhã ngửa đầu, nhìn nửa người trên trồi lên cao, cao khoảng 3-4 tầng lầu của mãng xà. Khi bị nó nhìn sang, cô sợ đến mức trái tim như ngừng đập, dòng máu toàn thân dường như đang chảy ngược. Cho dù khi nãy gặp đám thích khách,
Trần Thi Nhã cũng không căng thẳng và sợ hãi thế này. Rốt cuộc thì thích khách cũng chỉ là người, vẫn còn nằm trong phạm vi hiểu biết. Còn con quái vật trước mắt kia, đã hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết của mình, khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Aisi sau cơn sợ hãi dữ dội, Trần Thi Nhã hét lớn một tiếng rồi ngất xỉu. Là người một nhà, đừng động đến cô ấy. Diệp Lâm vội vàng ngăn lại động tác tiếp theo của mãng xà. Mãng xà cúi cái đầu cực to xuống ngửi ngửi Trần Thi Nhã, dường như muốn nhớ kỹ khí vị trên người cô. Sau đó, nó quay người định chui xuống đất, thì chợt nghe tiếng sáo du dương truyền đến từ xa. Mãng xà nhìn lại, ngây người tại chỗ giống như trở thành hòn vọng phu. Gì đây, Diệp Lâm cũng nghe thấy tiếng sáo quỷ dị cực kỳ chói tai và sắc bén, có phần giống với ngôn ngữ rắn khó hiểu. Nghe thì là tiếng sáo, thực tế thì giống như là đang nói chuyện với mãng xà. Tiếng sáo từ xa đến gần. Người thổi sáo cũng nhanh chóng xuất hiện. Diệp Lâm nhìn sang, thấy một cô gái khoảng 20 tuổi, quần áo mộc mạc, để mặt mộc, tóc đuôi ngực, có loại cảm giác hồn nhiên và xinh đẹp tự nhiên, khác với người đẹp thành phố. Tiên Nhi, cô gái buông sáo, đứng dưới chân núi, gọi mãng xà. Mãng xà hơi do dự, rồi vẫn chui xuống đất, giây tiếp theo đã xuất hiện trước mặt cô gái. Tiên Nhi, em thật sự muốn rời khỏi nhà họ Liễu hả? Cô gái ngửa đầu, dùng ngôn ngữ rắn để nói chuyện. Mãng xà trả lời đúng vậy. Cô gái không nói thêm gì, chỉ khựng lại rồi hỏi tiếp, bà ngoại đâu? Em nuốt bà ngoại luôn rồi hả? Mãng xà đáp đúng vậy lần nữa. Lần này, cô gái hơi giật mình. Chắc là cô chưa từng ngờ có một ngày mãng xà nhà họ cung phụng lại cắn ngược họ một cái. Chị biết rồi, cô gái không tiếp tục nói nữa, rốt cuộc thì nhà bọn họ không có khả năng can thiệp hoặc thay đổi chuyện mà mãng xà muốn làm. Rít, mãng xà rít một tiếng chói tai để chào tạm biệt cô gái. Sau đó, nó cúi người, chui xuống đất mà di. Cô gái hơi do dự, rồi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lâm. Cô là người nhà họ Liễu hả? Đúng vậy, cô gái gật đầu, hỏi ngược lại, anh chính là Diệp Côn Lôn hả? Diệp Lâm cũng gật đầu. Hai bên đều nhìn một cái là nhận ra thân phận của đối phương. Cô tìm tôi báo thù à? Diệp Lâm lại hỏi. Rốt cuộc thì bà xà xem như là gián tiếp chết trong tay mình. Nếu cô gái là người nhà họ Liễu, thì có tám phần bà già kia là bà ngoại của cô gái. Không phải, không ngờ cô gái lại lắc đầu, nói với giọng điệu chắc chắn, anh giết tên ác ôn nhà họ Trương kia, tôi còn muốn cảm ơn anh nữa đấy, sao có thể tìm anh báo thù chứ? Hơn nữa, bên cạnh anh còn có Tiên Nhi giúp đỡ, tôi đánh không lại NHTL. Sau đó, cô gái tự giới thiệu, mình tên là Liễu Như Yên, bà xà bị giết đúng là bà ngoại của cô. Cô và thiếu gia nhà họ Trương có hôn ước từ nhỏ. Nhìn bề ngoài thì nhà họ Trương ở Phụng Thiên và năm đại gia tộc thần bí Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, hồi có mối quan hệ hợp tác, chứ thực tế thì là mối quan hệ chủ tớ. Vì tăng mạnh sự khống chế đối với năm đại gia tộc, sau khi dòng chính nhà họ Trương thành niên, đều có thể lựa chọn những cô gái xinh đẹp trẻ tuổi trong năm đại gia tộc làm vợ nhỏ. Đúng vậy, không phải là vợ chồng hợp pháp, mà chỉ là vợ nhỏ, đặt tại bên cạnh để khống chế, tương đương với con tin. Liễu Như Yên xinh đẹp từ nhỏ, bị đại thiếu gia nhà họ Trương coi trọng ngay lần đầu gặp, không tránh được số phận gả làm vợ nhỏ. Liễu Như Yên cực kỳ phản đối chuyện này, rồi chẳng thể làm gì được. Nhà họ Liễu thèm muốn quyền thế nhà họ Trương, nhất là bà xà, bà ta kiên quyết đưa Liễu Như Yên cho đại thiếu gia nhà họ Trương làm vợ nhỏ, kể cả khi không có. Danh phận gì, thì cũng là một vụ mua bán có lời đối với nhà họ Liễu. Liễu Như Yên vốn dĩ phải bị đưa đến nhà họ Trương vào nửa cuối năm nay, từ đó trở thành vợ nhỏ của thiếu gia nhà họ Trương. Trùng hợp là ngay thời gian này, thiếu gia nhà họ Trương đi đến Yến Kinh và bỏ mạng tại đây. Liễu Như Yên nghe tin thì cực kỳ vui vẻ, sao lại đi tìm Diệp Lâm để báo thù chứ? Nhưng tôi cũng giết bà ngoại cô, Diệp Lâm nói thẳng. Tuy rằng bà xà là bà ngoại tôi, nhưng từ nhỏ đến lớn, bà ta không đánh thì cũng mắng tôi. Liễu Như Yên cười khổ. Bà ngoại qua đời, thậm chí còn không khiến tôi buồn bằng Tiên Nhi bỏ đi. Liễu Như Yên sinh ra trong một gia tộc kỳ dị và thần bí, tu luyện bí pháp gia tộc từ nhỏ, gần như không đi trường học, chưa từng có cuộc sống bình thường, chẳng có một người bạn nào. Từ nhỏ đến lớn, mãng xà lại trở thành bạn của Liễu Như Yên, cho dù mãng xà đã có trăm tuổi, là rắn thần mà nhà họ Liễu cung phụng ba đời. Nhưng ở trong mắt Liễu Như Yên, nó là người bạn duy nhất của mình. Lần này tôi tới đây, ngoài chào tạm biệt Tiên Nhi ra,
nhân tiện cũng muốn cảm ơn anh đã thay tôi giết thiếu gia nhà họ Trương. Diệp Lâm cười khổ, không ngờ mình lại chó ngáp phải ruồi, được lời cảm ơn từ cô gái kia. Để cảm ơn, tôi còn có một chuyện quan trọng muốn nói với anh. Dứt lời, Liễu Như Yên nghiêm mặt, nhỏ giọng nói, nhà họ Trương ở Phụng Thiên sốt ruột báo thù cho con trai, đồng thời phái ra tất cả cao thủ của tứ đại gia tộc, trừ nhà họ Liễu ra, để đi giết anh. Bọn họ sắp tới rồi, anh nhớ cẩn thận một chút. Giết tôi, Diệp Lâm nghe vậy thì thấy chẳng sao cả. Bởi vì trong thời gian qua, anh không chỉ đắc tội một mình nhà họ Trương ở Phụng Thiên. Bọn họ muốn tới đây tìm chết thì anh sẵn sàng chờ đợi. Ừ, tôi biết rồi, Diệp Lâm bình tĩnh gật đầu, hoàn toàn không lo sợ gì về chuyện này. Thấy Diệp Lâm bình tĩnh như thế, Liễu Như Yên cũng không nói thêm gì nữa. Anh có Tiên Nhi giúp đỡ, lại thêm thực lực của anh cũng rất mạnh, chắc là không thành vấn đề. Có điều, dù sao cũng phải cẩn thận hơn một chút. Nhà họ Trương ở Phụng Thiên vận dụng toàn bộ lực lượng của tứ đại gia tộc, nếu không phải vừa lúc nhà họ Liễu đang xảy ra chuyện, thì cả năm đại gia tộc Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Hồi đều sẽ xuất hiện. Liễu Như Yên lớn từng tuổi này, cũng chưa từng thấy loại cảnh tượng như thế. Có thể thấy được là thực lực của đối thủ cực kỳ mạnh, ngay cả nhà họ Trương ở Phụng Thiên cũng có phần kiêng kỵ. Tôi còn một vấn đề cuối cùng, Liễu Như Yên chớp chớp đôi mắt to, tò mò hỏi, sao anh có thể thu phục được Tiên Nhi, khiến nó đồng ý ở lại bên cạnh anh vậy? Dù cho ba đời nhà họ Liễu cùng nhau ra sức, thì cũng không thể khiến con mãng xà kia hoàn toàn thần phục, đành phải cung phụng như thần, không được bất kính. Cuối cùng thì mãng xà vẫn giết chủ rồi đi luôn, không chỉ có Liễu Như Yên, mà cả nhà họ Liễu đều cực kỳ khó hiểu. Chẳng lẽ trên thế giới này, còn có người nào hiểu rắn hơn nhà họ Liễu bọn họ sao? Tôi hứa với nó là giúp nó hóa rồng. Diệp Lâm thấy Liễu Như Yên chân thành như thế thì cũng không giấu giếm. Hóa rồng, nghe vậy, Liễu Như Yên cực kỳ giật mình. Đây là một lý do mà cô chưa từng nghĩ đến. Nhưng đối với mãng xà mà nói, lý do này vô cùng hấp dẫn, thậm chí là không thể từ chối. Có điều, ngay sau đó, Liễu Như Yên buồn bã nói, nếu anh lừa gạt Tiên Nhỉ thì rất khó mà tưởng tượng được hậu quả. Trong mắt Liễu Như Yên, hóa rồng gì đó là một chuyện cực kỳ hoang đường. Giống như là một mánh lưới lửa gạt, vẽ bánh nướng cho Tiên Nhi, thế nào cũng sẽ có ngày bị vạch trần. Khi ấy Diệp Lâm phải ăn nói thế nào với mãng xà? Ha ha, Diệp Lâm cười nói, cô đừng lo lắng. Tôi đã nói thì chắc chắn sẽ làm được. Nếu không có chuyện gì thì cô về đi. Cảm ơn cô đã tới báo tin. Diệp Lâm nói một tiếng cảm ơn, rồi quay người bế Trần Thi Nhã lên, từ từ đi xa. Nhìn bóng dáng xa dần của Diệp Lâm. Trong mắt Liễu Như Yên nhấp nháy vẻ tò mò. Chắc chắn sẽ làm được hả? Tôi cũng rất chờ mong ngày Tiên Nhi có thể hóa rồng. Sau khi đưa Trần Thi Nhã đang hôn mê về căn biệt thự dưới chân núi, Diệp Lâm quay về nhà, tiếp tục tập trung luyện chế đan dược. Không bao lâu sau, Kim Lũ Y mới chậm chạp đuổi tới. Thi Nhã! Kim Lũ Y đi vào nhà, thấy bạn thân đang nằm trên sofa thì cảm thấy yên lòng. May mà mình tới kịp, bạn thân chưa xảy ra chuyện. Có điều, vừa bước vào nhà, cô đã nhạy bén mà nhận ra có dấu hiệu người ngoài xâm nhập. Ngay sau đó, Kim Lũ Y mở theo dõi ra xem, quả nhiên nhìn thấy đám thích khách đồ đen phá cửa xông vào. Kim Lũ Y cực kỳ giật mình, Thi Nhã, cậu không sao chứ? Kim Lũ Y lại trở nên căng thẳng, lo lắng mà nhìn bản thân đang nằm trên sofa, có khi nào đã bị hại rồi không? May quá, chỉ là ngất xỉu thôi. Kim Lũ Y bước nhanh đến trước sofa. Kiểm tra một lần mới hoàn toàn yên lòng. Lạ thật, sao đám thích khách kia lại tha cho Thi Nhã vậy? Kim Lũ Y xem theo dõi lần nữa, phát hiện lúc thích khách xâm nhập, Trần Thi Nhã đã chạy trốn trước rồi. Sau đó là hình ảnh đám thích khách đuổi theo sau, manh mối cứ như vậy mà bị cắt đứt. Tiếp theo đã xảy ra chuyện gì, Kim Lũ Y không biết. Nhưng nhìn thấy bản thân đang hôn mê là đoán được có người giúp đỡ, khiến bản thân tránh được một kiếp. Là ai vậy? Kim Lũ Y nhìn ra ngoài cửa sổ, người đầu tiên nghĩ đến là hàng xóm trên núi. Là Diệp Côn Lôn hả? Đúng lúc này, Trần Thi Nhã đang hôn chợt bừng tỉnh, hét to lên, anh Diệp, mau chạy đi. Có mãng xà. Trần Thi Nhã ngồi bật dậy, trái tim đập loạn thình thịch, chưa kịp hồi hồn từ cái cảnh đáng sợ lúc nấy. Thi Nhã, đừng sợ hãi, không sao rồi, có tớ đây rồi. Kim Lũ Y vội vàng nắm tay bản thân để an ủi. Răn. Trần Thi Nhã mất hồn mất vía, cứ lẩm bẩm rắn rắn,
hiển nhiên là con mãng xà kia in lại dấu vết cực kỳ sâu trong lòng cô. Không có rắn, chỉ có tớ ở đây thôi, đừng sợ. Kim Lũ Y vội vàng ôm chầm Trần Thi Nhã đang sợ hãi đến mức run rẩy, võ nhẹ sau lưng Trần Thi Nhã, an ủi, cậu đang ở trong nhà, không hề có rắn. Lúc này, Trần Thi Nhã mới từ từ hồi hồn lại từ cơn sợ hãi. Nhìn thấy Kim Lũ Y, Trần Thi Nhã dựa lên vai bản thân, khóc to một trận. Sau đó, Trần Thi Nhã dần dần hoàn toàn bình tĩnh, kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Cậu nói, trên núi có mãng xà, Kim Lũ Y giật mình. Bởi vì cô nhớ đến nửa đêm mấy ngày hôm trước có nghe thấy tiếng kêu là lạ và bóng dáng đáng sợ to như núi kia. Chẳng lẽ ở gần núi Phong Hoa thật sự có mãng xà? Con mãng xà kia nuốt sống hết đám người kia. Trần Thi Nhã cứ nhớ lại là run rẩy, y y, anh Diệp. Anh Diệp cũng bị. Trần Thi Nhã lo lắng mãng xà sẽ bất chấp tất cả mà nuốt sống hết mọi sinh vật tại hiện trường. Chắc là không đâu, Kim Lũ Y vội vàng an ủi. Nếu Diệp Côn Lôn cũng bị nuốt thì sao cậu lại không sao được chứ? Chẳng lẽ là con mãng xà kia đưa cậu về biệt thự? Hơn nữa, Kim Lũ Y nghi ngờ con mãng xà kia có quan hệ gì đó với Diệp Côn Lôn. Kim Lũ Y lại nảy sinh nghi ngờ, không biết vị hàng xóm thần bí chưa từng gặp mặt kia là thân thánh phương nào. Tuy rằng Kim Lũ Y phân tích hợp tình hợp lý, nhưng mà Trần Thi Nhã vẫn muốn đi lên biệt thự trên núi nhìn xem. Có điều... Trần Thi Nhã vừa mới ngồi dậy thì đã ngã nhào xuống đất. Hóa ra là hai chân cô vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Cuối cùng, Kim Lũ Y đành phải đảm bảo rằng lát nữa sẽ thay cô đi lên biệt thự trên núi xem Diệp Côn Lôn có an toàn hay không. Cậu ngủ một lát nữa đi, Kim Lũ Y đỡ bản thân lên giường, còn lại cứ giao cho tớ. Sau khi ra khỏi phòng bản thân, Kim Lũ Y vừa định đi lên núi điều tra xem có dấu hiệu mãng xà xuất hiện hay không, thì Phó Quan Ân Hồng Trang gọi điện thoại đến. Có chuyện gì vậy? Kim Lũ Y nghe máy. Đại nhân, tuy rằng vụ án Lê Viên đã bị cắt đứt manh mối, nhưng mà có một vụ án khác lại có tiến triển mới. Ân Hồng Trang báo cáo với Kim Lũ Y. Lần trước cô bảo tôi điều tra hai viên Kim Cương Hồng, cuối cùng đã điều tra ra được người mua. Chủ của Kim Cương Hồng là Hứa Như Vân, từng là con dâu nhà họ Diệp, cũng chính là mẹ kế của Diệp Lâm. Kết quả điều tra cho thấy 7 người chết có liên quan chặt chẽ với Hứa Như Vân. Dường như là tay đấm làm việc cho bà ta. Hứa Như Vân, Kim Lũ Y giật mình, chẳng lẽ vụ tai nạn xe 5 năm trước có liên quan đến bà ta? Lúc Kim Lũ Y đang có manh mối mới về vụ tai nạn xe năm xưa, ông cụ Diệp cũng đang đi đến một địa điểm bí mật. Đây là trung tâm quyền quý của Yến Kinh, cũng là khu vực trung tâm của toàn bộ thành thị, chỉ có công khanh hậu duệ quý tộc, quyền thế ngập trời mới có thể ở đây. Đây cũng là nơi cấm người bình thường đi vào. Cho dù là nhà họ Diệp, một trong 10 đại gia tộc Yến Kinh, cũng phải báo cáo trước khi đi vào. Bất cứ một tên thị vệ nào ở đây, cũng khiến ông cụ Diệp phải cười lấy lòng, sợ bị bọn họ từ chối cho vào. Câu tục ngữ một người đắc đạo gà chó lên trời cũng chỉ thế mà thôi. Một lát sau khi được đồng ý, ông cụ Diệp đi vào trong một tiểu viện phong cách độc đáo. Lão gia nhà tôi đang tiếp khách, ông ở đây đợi đi, một người quản gia trung niên nói xong thì nghênh ngang bỏ đi. Thậm chí không giải thích thêm một câu nào. Vâng, cảm ơn ông cụ Diệp, ngược lại còn phải đứng dậy nói cảm ơn, không dám phàn nàn một chút nào. Sau đó, không còn người nào đến hỏi han ông cụ Diệp nữa, thậm chí không mời một cốc nước nào. Có thể thấy được thái độ kiêu ngạo và coi thường khách. Dù vậy, ông cụ Diệp cũng không hề oán hận, còn kiên nhẫn chờ đợi suốt cả một buổi chiều. Tới giờ cơm tối, ông cụ Diệp bắt đầu có chút thấp thỏm. Không biết nên tiếp tục chờ đợi hay là chào đi về. Lão gia bảo ông đi vào ăn cơm. Lúc này, ông quản gia kia lại xuất hiện, lạnh nhạt nói một câu. Ông cụ Diệp vừa nghe nói có thể ăn cơm với vị đại nhân kia thì cảm thấy vừa mừng vừa sợ, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Hai người nhanh chóng đi qua đình đài lầu các, ra tới hậu đường. Trong một căn phòng ăn sang trọng, giữa phòng là một chiếc bàn tứ phương nhỏ, một đám người hầu đứng hai bên hầu hạ. Trước bàn không có người khách nào khác, chỉ có một ông cụ mặc đồ đường chậm rãi húp canh, vẻ mặt an yên, hưởng thụ món ngon. Ông cụ Diệp thấy vậy thì vội vàng đi lên hành lễ. Sau khi ông ta hành lễ xong, ông cụ mặc đồ đường mới từ từ buông bát xuống, gật đầu nói, ăn chưa? Lại đây ăn chung đi. Ông cụ Diệp biết rõ ông cụ mặc đồ đường là người nói sao thì phải làm vậy, không cần phải khách sáo nhún nhường gì cả. Ông ta bảo bạn lại đây ăn cơm. Thì bạn cứ ngoan ngoãn làm theo là được.
Ông cụ Diệp đáp vâng một tiếng rồi vội vàng đi lên ngồi xuống. Ở trước mặt đại lão, ông cụ Diệp vừa kích động vừa căng thẳng, còn cực kỳ khiêm tốn, chỉ dám ngồi nửa bên ghế, không dám nhúc nhích chút nào. Tôi đã biết chuyện của nhà họ Diệp. Ông cụ mặc đồ đường tự mình gắp thức ăn cho ông cụ Diệp. Ông cụ Diệp giật mình, vội vàng đứng dậy cảm ơn. Ông cụ mặc đồ đường gật đầu, ý bảo ông ta ngồi xuống đi. Ông ta ngồi xuống lần nữa, vội vàng lùa một đũa thức ăn được ông cụ mặc đồ đường thưởng cho vào trong miệng, không kịp thưởng thức xem có hương vị gì, chỉ cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Năm xưa nhà họ Bạch bị chèn ép, bây giờ lại sắp trở lại ngày xưa. Chuyện này đúng là có chỗ kỳ lạ, tôi sẽ phái người đi điều tra. Dứt lời, ông cụ mặc đồ đường hút thêm một ngụm canh, lẩm bẩm, ông yên tâm, có tôi ở đây, nhà họ Bạch không nuốt được nhà họ Diệp đâu. Nghe những lời này của đại lão, ông cụ Diệp cuối cùng cũng hoàn toàn yên lòng. Hôm nay ông ta tới đây chỉ vì mấy câu nói kia. Ông cụ mặc đồ đường tiếp tục nói, nhà họ Bạch vừa mới cất bước, lấy đâu ra tiền thu mua nhiều cổ phiếu của nhà họ Diệp các ông như vậy. Ngày mai tôi sẽ yêu cầu Tổng cục Quản lý Giám sát Tài chính đi điều tra nguồn gốc tài chính của bọn họ. Dù cho tài chính của bọn họ hợp pháp hay không, thì tôi đều sẽ bảo bọn họ ngoan ngoãn trả cổ phiếu của các ông lại. Dù cho ông cụ mặc đồ đường nói nhẹ nhàng vu vơ, nhưng ông cụ Diệp lại biết rằng trong toàn bộ đại hạ, chỉ có ít ỏi một vài người làm được chuyện này. Ông cụ Diệp vội vàng đứng lên nói cảm ơn, chỉ kém quỳ xuống dập đầu cảm ơn thôi. Có điều, ông cụ Diệp tìm cơ hội dè dặt nhắc nhở, còn có nhà họ Triệu nữa, bọn họ vẫn luôn điều tra vấn đề thuế của công ty nhà tôi. Ai ra, tôi không biết mình. Đắc tội ông cụ Triệu khi nào nữa? Nhắc tới ông cụ Triệu nhà họ Triệu, trên khuôn mặt an yên của ông cụ mặc đồ đường cuối cùng cũng hiện lên vẻ tàn nhẫn. Triệu tài thần hả? Ha ha, ông ta đã về hưu rồi mà còn dám nhúng tay vào nữa hả? Người không biết còn tưởng rằng hộ bộ vẫn nghe theo lời ông ta nữa đấy. Dứt lời, ông cụ mặc đồ đường đứng dậy, ngạo nghễ nói, tôi sẽ làm cho bọn họ biết hiện nay hộ bộ nghe theo lời ai. Trên mặt ông ta tràn đầy vẻ kiêu căng ngạo mạn coi thường con người. Đây là một loại khí phách dưới một người trên vạn người, quyền lực cực kỳ cao, không được phép nghi ngờ. Ông cụ Diệp bên cạnh giật mình đứng dậy, vội vàng phụ họa. Lúc ra khỏi tiểu viện, ông cụ Diệp phát hiện sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đối với ông ta mà nói, cùng vị đại lão kia ăn một bữa cơm tối, thật sự là một quá trình vừa dày vò vừa vinh hạnh. Bây giờ ông ta như kiểu vừa mới xuống pháp trường, cuối cùng cũng còn sống sót. Có điều, có lời hứa của vị đại lão kia, bước chân trên đường về nhà của ông cụ Diệp đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tao không quan tâm là ai đang âm thầm đối phó nhà họ Diệp bọn tao, dù là nhà họ Triệu hay là nhà họ Bạch gì cũng được, lần này tao sẽ cho bọn mày biết nội tình và năng lực của nhà họ Diệp là không thể dao động. Phút, một mũi tên xuyên qua không gian, bay thẳng vào trong bóng tối. Cách đó hàng trăm mét, một tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. A, à, mẹ nó, ai lén bắn tên thế hả? Lão Lưu, ông sao vậy? Sau khi một người bị trúng tên, những bóng người lén lút cuối cùng cũng dừng lại. Cút ra ngoài. Lần này, mũi tên của Kim Lũ Y nhắm vào đầu tên cầm đầu. Mũi tên vừa rồi chỉ là một lời cảnh báo. Nếu không thì đã không chỉ sượt qua vai. Có lẽ nào là người của tên nhóc họ Diệp. Xông lên, giết cô ta trước. Đừng để cô chạy đi báo tin. Nghe vậy, nhóm người này lập tức nhắm vào Kim Lũ Y. Đúng vậy, nhóm người Kim Lũ Y gặp dưới chân núi đang muốn nhân lúc đêm khuya thanh vắng, ám sát Diệp Lâm. Đám khôi lão cũng nghi ngờ người đang phục kích dưới chân núi chính là cấp dưới của Diệp Côn Luân. Nếu không, nửa đêm nửa hôm, ai lại không nghỉ ngơi, còn mang theo cả cung tên, định đi săn ở nơi không có phân chim thế này chắc. Ngay sau đó, khi mũi tên của Kim Lũ Y bắn ra, như thể châm ngòi một thùng thuốc nổ, xung đột giữa hai bên cũng lập tức nổ ra. Khôi lão còn chưa nói xong, đã nhìn thấy một bóng đen ở đằng xa, dường như vô hình. Hửm! Thấy vậy, Kim Lũ Y không khỏi giật mình. Nhóm người trước mặt đã biến mất. Cả hình dáng và hơi thở của họ đều biến mất. Chuyện gì vậy? Kim Lũ Y bối rối, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nhưng ngay sau đó, trong lúc còn đang hoang mang, Kim Lũ Y đã cảm thấy mặt đất dưới chân mình dường như đang chuyển động. Bùm! Một giây tiếp theo, lấy Kim Lũ Y làm trung tâm, mười mấy bóng người lần lượt từ mặt đất xung quanh vọt ra, giống như bom nổ. Mỗi người trong số họ đều mặc đồ màu xám, như thể đã hoàn toàn hòa vào bóng tối xung quanh,
tuy vóc dáng thấp bé nhưng họ di chuyển rất nhanh. Vừa xuất hiện, họ lập tức lộ ra móng vuốt sắc bén, lao về phía Kim Lũ Y, nụ. Kim Lũ Y lại sững sờ lần nữa. Không ngờ nhóm người này có thể di chuyển dưới lòng đất. Lúc này, Kim Lũ Y dường như đã hiểu ra điều gì đó. Chẳng lẽ con mãng xà khổng lồ cũng giống như những người này, sử dụng bí kỹ nào đó mà cô không biết để chạy xuống lòng đất? Kim Lũ Y lại nhớ đến lúc luyện tập võ thuật với cha nuôi, cô nghe thấy cha nuôi tình cờ nhắc đến một số câu chuyện giang hồ, ví dụ như câu hồn đoạt phách, phi thăng, độn thổ v.v. Nhưng cha nuôi lại không đánh giá cao điều này. Ông ấy cho rằng họ chỉ là những kẻ tà môn ngoại đạo, không thể so sánh với các loại tuyệt kỹ khác, chứ nói đến việc trở nên phổ biến. Ít nhất, với tư cách là một quân nhân có tư cách thì không thể học mấy thuật pháp như độn thổ được. Nếu không, trên chiến trường, một khi gặp bất lợi, điều đầu tiên họ nghĩ đến sẽ là làm thế nào để thoát thân. Đội cận vệ Yến Kinh chỉ có binh lính tử trận chứ không có kẻ hèn nhát chạy trốn. Đội cận vệ Yến Kinh là người bảo vệ toàn bộ thành phố, là lớp tường sắt bảo vệ cuối cùng. Bất cứ ai cũng có thể chạy trốn khỏi chiến trường, nhưng đội cận vệ Yến Kinh thì không. Chỉ là đám tà môn ngoại đạo mà cũng dám ngạo mạn trước mặt tôi sao? Kim Lũ Y hét lớn, rút bảo đao từ thắt lưng ra. Mặc dù vừa rồi nhóm người nhà họ Khôi này thực sự đã khiến Kim Lũ Y mất cảnh giác. Tuy nhiên, có thể chỉ huy toàn bộ đội cận vệ Yến Kinh thì Kim Lũ Y cũng không phải là hạng xoàng. Thanh đao trong tay cô di chuyển nhanh như một nữ thần giải hoa. Nhà họ Khôi xông đến rất nhanh, tuy nhiên, thanh đao trong tay Kim Lũ Y nhanh hơn. Mặt đối mặt, người chỉ cách Kim Lũ Y vài bước chân, móng vuốt sắc nhọn của vẫn chưa chạm vào người cô. Thì đã bị Kim Lũ Y đâm ngược lại, ngã xuống đất. Ngay lập tức, Kim Lũ Y đứng thẳng lên, tỏa ra bá khí. Cây cối xung quanh đều lay động. Đám nhà họ Khôi ngay lập tức bị sốc trước hành động của Kim Lũ Y, không dám bước tới. Sợ mình sẽ là người tiếp theo chúng chiêu. Hừi, thấy vậy, Khôi lão không khỏi hít một hơi thật sâu. Như người ta thường nói, người lão luyện thì không cần phía sức cũng đoán được điểm yếu của đối phương. Thanh đao của Kim Lũ Y có khí thế rất mạnh mẽ. Trong giây lát, khiến người ta có cảm giác như đang ở trên chiến trường, trong lòng vô cùng sợ hãi. Khôi lão ngay lập tức nhận ra đây là đao pháp biến hóa khôn lường trong quân đội. Đừng nói hơn 10 người hợp sức tấn công, cho dù có hàng ngàn quân cũng sẽ bị quét sạch. Nếu tiếp tục đi lên thì cũng chỉ tốn công vô ích. Nghĩ đến đây, Khôi lão chợt toát mồ hôi lạnh. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng chuyến đi này lại gặp phải sự cố khó khăn như vậy. Làm sao bên cạnh tên nhóc Diệp lại có một cao thủ mạnh như vậy cơ chứ? Cô là ai? Khôi lão ngạc nhiên hỏi, tại sao lại sử dụng đao pháp trong quân đội? Kim Lũ Y của đội cận vệ Yến Kinh. Kim Lũ Y lạnh lùng nói, các người là ai? Nhận lệnh của kẻ nào? Nói. Bây giờ, Kim Lũ Y đang nghi ngờ liệu những người này có đến đây vì mình không? Họ có liên quan đến những sát thủ đã ám sát chủ nhân của Lê Viên hay là có thân phận nào khác? Cái gì? Đội cận vệ Yến Kinh. Nghe đến tên đội cận vệ Yến Kinh, mọi người trong nhà họ Khôi lập tức sợ hãi. Họ không ngờ rằng trên đường thực hiện vụ ám sát lại bất ngờ gặp phải đội cận vệ Yến Kinh. Hơn nữa còn là chỉ huy cấp cao nhất của đội cận vệ Yến Kinh. Cô chính là, nữ võ thần mà mọi người đồn đại sao? Đôi mắt của Khôi lão mở to với đầy ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Kim Lũ Y. Qua ánh sáng mờ ảo, có thể mơ hồ nhận ra cô giống hệt vị chỉ huy mới xinh đẹp và mạnh mẽ của đội cận vệ Yến Kinh mà ông ta đã thấy trên TVI. Dù là nữ nhưng giữa hàng chục triệu binh lính, cô đã vượt qua rất nhiều những cao thủ nam cùng tuổi, chỉ huy đội cận vệ Yến Kinh. Trong quân đội, cô thậm chí còn được biết đến với cái tên nữ võ thần. Thật sự là cô ta sao? Khôi lão không khỏi run rẩy. Nghĩ đến cảnh mình vừa chỉ huy gia tộc cùng tấn công một chỉ huy đội cận vệ Yến Kinh. Một chuyện hoang đường như vậy, nếu kể ra, chắc chắn sẽ bị người ta nói là kẻ điên. Nhưng bây giờ, điều đó đã xảy ra với ông ta. Đây là chỉ huy sứ của đội cận vệ Yến Kinh, đừng nói là nhà họ Khôi nhỏ bé bọn họ. Cho dù năm gia tộc liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ. Bây giờ Khôi lão rất muốn lên mạng hỏi thử xem, tấn công chỉ huy sứ của đội cận vệ Yến Kinh, nếu bị bắt thì sẽ bị kết án bao nhiêu năm tù. Tất cả. Rút lui. Khôi lão không kịp suy nghĩ, lập tức ra lệnh rút lui. Bây giờ họ còn có tâm trí nào mà đi ám sát Diệp Côn Luân nữa. Chạy thoát được rồi nói tiếp. Trong chốc lát, còn chưa kịp nói xong,
Khôi lão đã vội độn thổ trước. Ông ta dùng hết sức bình sinh để chạy trốn. Những người khác cũng lần lượt phản ứng lại, quay người chạy vào trong lòng đất, bỏ chạy tán loạn. Muốn chạy. Sắc mặt Kim Lũ Y trở nên lạnh lùng, cô kéo hổ bôn cung lên. Tôi đã cho các người chạy chưa? Lần này, Kim Lũ Y không nương tay nữa. Mũi tên trong tay bay ra vô cùng chuẩn xác. Đột nhiên, những mũi tên trong tay Kim Lũ Y bắn ra như hoa nở, tỏa ra khắp mọi hướng. Mặc dù mọi người trong nhà họ Khôi đều bỏ chạy xuống lòng đất. Nhưng những mũi tên cũng lao thẳng xuống. Mỗi mũi tên bắn xuống đất đều kèm theo một tiếng hét và một cột máu như đài phun nước. Nghe tiếng la hét không ngừng của đám người, Khôi lão sợ xanh mặt, vô thức bỏ chạy nhanh hơn. Tuy nhiên, dù sao thì ông ta cũng là người đứng đầu gia tộc họ Khôi, không thể chỉ quan tâm đến bản thân mà trơ mắt đứng nhìn các thành viên trong tộc của mình. Lần lượt chết thảm dưới lòng đất được. Hơn nữa, nhóm người đi cùng ông ta lần này đều là những cao thủ hàng đầu trong gia tộc. Nếu đều chết ở đây, gia tộc họ Khôi sẽ bị thiệt hại nặng nề, không bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa. Nghĩ đến chuyến đi này, ban đầu ông ta còn định dẫn dắt gia tộc lập chiến công, thay đổi vận mệnh. Kết quả là ông trời lại không ưu ái, khiến họ phải chịu thất bại thảm hại như vậy, Khôi lão cũng cảm thấy rất đau buồn. Trách nhiệm của ông ta với gia đình cuối cùng đã buộc ông ta phải giảm tốc độ lại và nhảy lên mặt đất. Ông ta lớn tiếng cầu xin sự thương xót, Kim đại nhân, chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, vừa nãy đã đắc tội với cô. Xin cô hãy tha cho chúng tôi, cho chúng tôi một con đường sống. Lần này, chúng tôi chỉ định xử lý một người tên là Diệp Côn Luân thôi, tuyệt đối không dám đối đầu với cô đâu, Kim đại nhân. Vô tình mạo phạm, xin cô thứ lỗi cho. Đối mặt với nữ võ thần của đội cận vệ Yến Kinh, Khôi lão không dám giấu giếm bất cứ điều gì. Kim Lũ Y không ngờ những người này lại đến vì Diệp Côn Luân. Tuy rằng không nhắm đến cô nhưng cũng không phải hoàn toàn không liên quan. Dù sao thì Diệp Côn Luân đã hai lần giải cứu bạn cô là Trần Thơ Nhã, ngay cả cha nuôi cũng muốn cô kết bạn với anh. Tối nay, Kim Lũ Y định lên núi để cảm ơn Diệp Côn Luân thay cho Trần Thơ Nhã. Nếu nhóm người này đến vì Diệp Côn Luân thì Kim Lũ Y cũng không thể ngồi yên được. Hơn nữa, với tư cách là chỉ huy sứ của đội cận vệ Yến Kinh, cô càng không thể bỏ qua đám sát thủ bí ẩn như vậy. Vậy các người càng không thể rời đi. Nói xong, Kim Lũ Y lập tức nhắm mũi tên về phía Khôi lão. Kẻ thù của Diệp Côn Luân cũng là kẻ thù của tôi. Các người dám lộng hành ở Yến Kinh, sao tôi có thể tha thứ được? Cái gì? Nghe được những lời này, Khôi lão chợt cảm thấy tuyệt vọng. Nếu biết Diệp Côn Luân có quan hệ với đội cận vệ Yến Kinh có quan hệ như vậy, cho dù có cho bọn họ 10 lá gan họ cũng tuyệt đối không dám nhận nhiệm vụ này. Đối đầu với Diệp Côn Luân thì sẽ trở thành kẻ thù của chỉ huy đội cận vệ Yến Kinh. Như vậy thì ngay cả nhà họ Trương ở Phụng Thiên cũng phải cân nhắc xem có nên báo thù kẻ đã sát hại con trai mình hay không. Phút, đối mặt với những mũi tên như đạn bay về phía mình, Khôi lão gần như tuyệt vọng, nhắm mắt chờ chết. Tuy nhiên, khát vọng sống sót mãnh liệt trong lòng vẫn khiến ông ta vô thức thực hiện hàng loạt phản ứng. Ông ta xoay người lại, cởi chiếc áo choàng màu xám sau lưng ra, quấn quanh người mình. Tiếp tục chạy. Trong chốc lát, mũi tên đã trúng vào lưng Khôi lão. Hự. Khôi lão rên rỉ và vấp ngã nhưng vẫn cố gắng chống chọi, không ngã xuống đất. Đỡ được rồi. Khôi lão thầm vui mừng. Chiếc áo choàng xám trên người đã cứu mạng ông ta. Phải biết là chiếc áo choàng màu xám mà Khôi lão đang mặc cũng rất đặc biệt. Đây là bảo y được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác của gia tộc họ Khôi, bên trong chứa những sợi chỉ vàng đặc biệt. Có thể che chắn mọi đòn tấn công, đao kiếm cũng không thể xuyên qua. Tuy nhiên, mũi tên nặng tới cả ngàn cân của Kim Lũ Y vẫn xuyên thủng chiếc áo choàng xám, nhưng sau khi phần lớn sức mạnh của bị giảm bớt, nó cũng không gây ra vết thương chí mạng cho ông ta. May mắn thoát chết, Khôi lão không dám lơ là, tiếp tục chạy trốn. Hả, chưa chết sao? Nhìn thấy cảnh này, Kim Lũ Y cũng rất ngạc nhiên, mũi tên của cô không xuyên qua được đối thủ ư. Tuy nhiên, Kim Lũ Y không đắn đo quá lâu, tiếp tục rút cung tên, chuẩn bị thêm một mũi tên khác. Nhưng ngay lúc đó, bốp, Khôi lão mải bỏ chạy, không để ý rằng có một người đang đứng ngay trước mặt mình. Ông ta va vào ngực đối phương, cảm giác như đâm vào một bức tường, lực dội lại khiến ông ta choáng váng. Ai đó, Khôi lão chạy vội đi, dậm chân lo lắng. Khi ngẩng đầu lên, ông ta nhìn thấy một thanh niên cao lớn, lông mày như kiếm, đôi mắt sáng rực. Thân hình phi thường,
khiến người tôi có cảm giác áp bức như núi. Cậu là, sắc mặt Khôi lão cứng đờ, ông ta cảm giác được người trước mặt này có nét giống nhưng cũng có nét khác với Diệp Côn Luân mà ông ta cần đối phó. Dù sao diện mạo của Diệp Côn Luân là diện mạo đã qua cải trang. Còn người chặn đường trước mặt lại chính là Diệp Lâm. Nghe nói ông tới tìm tôi. Diệp Lâm bình tĩnh hỏi, nếu đã tới cửa nhà tôi thì sao lại rời đi hai? Cậu thật sự là Diệp Côn Luân sao? Khôi lão sợ hãi. Ông không nhận ra tôi sao? Ồ, Diệp Lâm chợt nhận ra, đưa tay sờ lên mặt, như vậy. Ông đã nhận ra rồi chứ? Diện mạo của Diệp Côn Luân lại xuất hiện, giống hệt như những bức ảnh mà Khôi lão và những người khác đã xem. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Khôi lão sợ hãi đến tái mặt, không ngờ khuôn mặt của Diệp Côn Luân lại có thể tùy ý thay đổi. Vậy thì Diệp Côn Luân rất có thể là một bí danh. Danh tính thực sự của người là ai? Diệp Lâm duỗi tay ra, kẹp cổ Khôi lão rồi nhấc lên giống như nhấc một con gà con. Tôi là người giết ông. Giống như bị thần chết bóp chặt cổ họng. Khôi lão mặt mày tái mét, hy vọng vừa mới nhen nhóm lại đột nhiên chìm xuống vực sâu. Không, đừng giết tôi, làm ơn, hãy để tôi sống. Tôi hứa, tôi sẽ không bao giờ dám đến Yến Kinh nữa. Tôi sẽ không bao giờ gây phiền toái cho cậu nữa. Khôi lão cầu xin Diệp Lâm. Thế nhưng, sắc mặt Diệp Lâm vẫn thờ ơ lạnh lùng, anh nhìn xung quanh rồi hỏi. Không phải bốn gia tộc thần bí ở Phụng Thiên đã tụ tập lại rồi sao? Tại sao chỉ có một mình tộc của ông vậy? Vốn dĩ, Diệp Lâm đã chú ý tới tung tích của nhà họ Khôi nên mới xuống núi nghênh đón, chuẩn bị tóm gọn hết một mẻ. Kết quả là vừa xuống núi thì phát hiện hầu hết mọi người đã bị Kim Lũ Y giải quyết rồi. Vốn tưởng rằng bốn gia tộc bí ẩn sẽ cùng nhau hành động, nhưng cuối cùng trước mặt chỉ có ông già nhỏ bé này. Diệp Lâm không khỏi có hơi thất vọng. Họ, không đến. Tôi có thể đưa cậu, đi tìm họ. Để sống sót, Khôi lão thậm chí còn phản bội người khác. Hơn nữa, nhà họ Khôi của bọn họ lần này bị tổn thất nặng nề, nếu không lôi ba gia tộc còn lại vào thì từ nay trở đi sẽ không có chỗ cho nhà họ Khôi bọn họ ở Phụng Thiên nữa. Không cần. Để đối phó với đám ruồi bọ này, Diệp Lâm không cần phải tự mình đến đó. Vậy thì tôi tạm thời tha mạng cho ông, quay về báo cho những người khác, nếu còn đến đây thì hãy đến cùng nhau, đừng cho từng nhà tới làm gì cho phí công. Nói rồi, Diệp Lâm buông tay ra, giữa các ngón tay ngưng tụ một tấm phù ấn. Lòng bàn tay vỗ vào lưng Khôi lão. Cơ thể ông ta loạng choạng, nhưng hơi thở bỗng trở nên thông thoáng hơn, khiến ông ta không khỏi ngạc nhiên. Cảm ơn cậu Diệp. Cảm ơn đại ân đại đức của cậu. Họ Khôi tôi xin cáo từ. Khôi lão còn chưa kịp quay người lại, vừa cảm ơn, vừa chạy đi thật nhanh. Cứ để ông ta đi như thế này à? Kim Lũ Y bước tới, bối rối hỏi. Dù sao cũng sắp chết rồi, không cần quan tâm tới ông ta làm gì. Diệp Lâm chậm rãi xoay người, đối mặt với Kim Lũ Y trước mặt. Đây là lần thứ hai Diệp Lâm gặp cô sau khi ra tù. Màn đêm phản ánh vẻ đẹp dịu dàng như nước của Kim Lũ Y. So với lần đầu gặp nhau, khi cô đang chìm trong cơn tức giận thì Kim Lũ Y trước mặt giờ đây có vẻ ôn hòa hơn, càng thêm phần xinh đẹp và duyên dáng. Cũng may là vừa nãy Diệp Lâm tình cờ cải trang, lấy thân phận Diệp Côn Luân. Vì vậy nên Kim Lũ Y không nhận ra anh, nếu không cô sẽ không thể bình tĩnh như vậy, thậm chí còn tò mò nhìn Diệp Lâm. Tuy nhiên, Kim Lũ Y cũng hơi ngạc nhiên. Bởi vì đây là lần đầu tiên Kim Lũ Y gặp Diệp Côn Luân, nhưng chẳng hiểu vì sao. Dù là người xa lạ nhưng cô vẫn có cảm giác rất quen thuộc. Đây thực sự là, lần đầu tiên cô gặp anh ư. Tại sao cứ có cảm giác như họ đã quen nhau từ lâu rồi nhỉ? Cảm giác quen thuộc này đến từ đâu? Cảm ơn, Diệp Lâm lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng. Vốn dĩ những người này đến vì anh, nhưng Kim Lũ Y đã ra tay xử lý họ. À, Kim Lũ Y định thần lại, sau đó chợt nhận ra, mỉm cười nói. Bảo vệ sự an toàn của mọi người dân vốn là trách nhiệm của tôi. Lần đầu tiên Diệp Lâm nhìn thấy nụ cười của Kim Lũ Y, anh không ngờ rằng người luôn lạnh lùng như cô khi cười lên lại xinh đẹp, quyến rũ và say đắm lòng người đến vậy. Tuy nhiên, nếu Kim Lũ Y biết người trước mặt mình là Diệp Lâm, hung thủ giết mẹ trong lòng cô, e rằng cô sẽ không thể cười nổi. Nhưng Diệp Lâm cũng không ngu ngốc đến mức vạch trần thân phận của mình, gây ra những rắc rối và hiểu lầm không đáng có. Ngược lại, cứ như bây giờ lại khá tốt. Trước khi sự thật về vụ tai nạn 5 năm trước được phơi bày, Diệp Lâm quyết định tạm thời sử dụng thân phận này. Tôi muốn cảm ơn anh. Kim Lũ Y tiếp tục, lần trước ở Lê Viên,
có phải anh đã chữa lành bàn tay bị gấy của tôi không? Với cả, anh cũng đã chữa khỏi chân của Thơ Nhã. Nghe cậu ấy nói, anh là một bác sĩ rất tài giỏi, đúng chứ? Kim Lũ Y nhớ lại tất cả những điều này và quy hết công lao cho Diệp Côn Luân. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Diệp Lâm bình tĩnh nói, cô không cần phải bận tâm. Tuy nói như vậy nhưng Kim Lũ Y biết nên báo đáp ơn nghĩa của người khác, khi nào tôi có thể mời anh một bữa để cảm ơn một cách đàng hoàng, được không? Hơn nữa, tôi ở ngay biệt thự dưới núi, chúng ta là hàng xóm, nếu anh bằng lòng thì cũng có thể đến nhà chúng tôi chơi. Diệp Lâm nói, chuyện này để sau hãy nói. Nói xong, Diệp Lâm vẫy tay, xoay người đi về phía núi. Bởi vì đang cải trang nên Diệp Lâm không thể giữ khuôn mặt này quá lâu được. Hơn nữa, lô đan dược anh vừa luyện chế ở nhà cũng sắp xong, Diệp Lâm đang nóng lòng muốn quay lại kiểm tra tình hình. Lần này, anh dùng linh chỉ ngàn năm làm thuốc dẫn, nếu thất bại sẽ là một tổn thất khổng lồ. Đã muộn rồi, Kim Đại Nhân, cô cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Nhìn bóng dáng Diệp Côn Luân đi xa dần, Kim Lũ Y lại cảm thấy dường như mình đã từng quen biết anh trước đây. Diệp Côn Luân này, nhìn từ phía sau, sao lại giống tên khốn đó đến vậy nhỉ? Như thể được đúc từ cùng một khuôn da vậy. Trong đầu Kim Lũ Y đột nhiên xuất hiện một suy đoán táo bạo. Nhưng ngay sau đó, cô lại lắc đầu phủ nhận, cho rằng điều đó tuyệt đối không thể xảy ra. Tên khốn họ Diệp đó còn không bằng một sợi tóc trên đầu anh Diệp. Chẳng khác nào rắn với rồng. Khi nghĩ đến người đó, trong mắt Kim Lũ Y lập tức hiện lên vẻ ghét bỏ. Trong lòng cô, Diệp Lâm không đáng một xu, nhưng cô lại cảm thấy biết ơn và quý mến Diệp Côn Luân vì đã cứu mình. Lúc này, Khôi Lão đã trốn thoát, nhanh chóng đến nơi dừng chân của nhà họ Bạch. Bà Bạch, nhanh, cứu tôi với, nghe thấy âm thanh, mọi người trong nhà họ Bạch lập tức cảnh giác. Nhưng khi nhìn thấy Khôi Lão đang hỗn loạn và đầy thương tích, họ lập tức sửng sốt. Là gia chủ nhà họ Khôi, những chuyện này là sao? Vết thương nghiêm trọng quá. Bà Bạch cũng đi ra, nhìn thấy Khôi Lão, vội vàng tiến tới đỡ, Khôi Lão, ông bị sao thế? Tại sao lại bị thương nặng như vậy? Mặc dù đã dùng chiếc áo choàng xám để tránh mũi tên chí mạng mà Kim Lũ Y bắn ra, nhưng mũi tên vẫn xé rách lưng ông ta, chỉ cách tim một khoảng ngắn. Cộng thêm một chưởng của Diệp Lâm, khiến toàn thân ông ta cảm thấy rất kỳ lạ, vô cùng khó chịu. Tôi, Khôi Lão dừng lại, nói dối, trên đường trở về, bọn tôi bị Diệp Côn Luân đánh lén. Tất cả người trong tộc của tôi đều chết trong tay tên đó, tôi là người duy nhất trốn thoát. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người nhà họ Bạch đều chấn động. Làm sao có thể? Diệp Côn Luân ra tay trước sao? Ai đã tiết lộ tung tích của chúng ta? Bà Bạch lại hỏi, Diệp Côn Luân còn nói gì nữa? Cậu ta nói, lần sau sẽ một lần xử lý hết cả năm gia tộc chúng ta. Nói đến đây, sắc mặt Khôi Lão chợt cứng đờ. Ông ta ôm chặt tim mình, đau đớn ngã xuống đất. Chẳng bao lâu sau đã chết. Hải! Hiện trường trở nên náo động, là bùa chút. Bà Bạch xé áo của Khôi Lão ra và bàng hoàng khi phát hiện một hoa văn trên lưng đang dần dần biến mất. Thì ra là để ông ấy quay về báo tin. Đây cũng là lời cảnh cáo đối với năm đại gia tộc chúng ta. Tên Diệp Côn Luân này không đơn giản. Diệp Lâm trở về biệt thự. Trùng hợp gặp Bạch Vi Vi cũng kết thúc công việc ở công ty, vừa trở về nhà. Anh Diệp, ngày mai tôi dự định chính thức mở cửa kinh doanh. Chúng tôi cũng định tổ chức một buổi lễ khai trương nhỏ, mời một số đối tác cũ tới tham dự. Bạch Vị Vi nói, hôm nay, tập đoàn Bạch Thị và công ty của năm gia tộc lớn khác đã hợp lực để khuấy động thị trường chứng khoán, giáo diết mua lại cổ phần của nhà họ Diệp. Điều này đã gây ra rất nhiều sự chú ý và chấn động cả trên mạng và bên ngoài. Điều này cũng có nghĩa là tập đoàn Bạch Thị đã chính thức ra khơi, nhà vua đã trở lại rồi. Được, Diệp Lâm nói. Ngày mai tôi sẽ tới hỗ trợ. Nhưng mà, Bạch Phi Vi lo lắng nói, điều chúng tôi lo lắng bây giờ duy nhất chính là nhà họ Chu. Chiều nay, Chu Chính Hào, ông chủ nhà họ Chu còn gọi điện uy hiếp. Ông ta nói sẽ tiếp tục nhắm vào chúng tôi, còn mời cả bậc thầy phong thủy nổi tiếng ở Yến Kinh. Tê Đại Sư, Tê Phong Bình. Nghe vậy, Diệp Lâm lập tức an ủi, cô đừng lo, chỉ cần có tôi ở đây sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ là một nhà họ Chu nhỏ bé mà thôi. Sau khi giải quyết xong món nợ cũ của nhà họ Diệp, quay lại xử lý nhà họ Chu cũng không muộn. Bạch Vi Vi cũng tin tưởng Diệp Lâm nên mới dám để công ty chính thức hoạt động sớm như vậy, mà này, khi nào thì trận pháp nhốt rồng mà anh nói mới được giải quyết hoàn toàn.
ngày mai chúng tôi mở cửa thì sẽ không có ảnh hưởng gì chứ. Sau khi nhìn thấy sức mạnh của phong thủy, Bạch Vi Vi vẫn luôn lo lắng. Tôi đã nói rồi, trong vòng 3 ngày, trận pháp sẽ được giải quyết. Diệp Lâm kiên định nói, nếu mọi chuyện thuận lợi, có lẽ ngày mai trận pháp sẽ được phá giải. Phá giải như thế nào? Bạch Vĩ Vi tò mò hỏi. Thiên cơ bất khả lộ. Diệp Lâm mỉm cười thần bí. Không phải Diệp Lâm muốn ra vẻ ta đây, mà có rất nhiều chuyện không thể tính toán chính xác, nói trước lại bước không qua. Vì vậy, tốt nhất là cứ yên lặng chờ xem mọi thứ chuyển biến như thế nào. À đúng rồi, còn một chuyện nữa, Bạch Vi Vi đột nhiên nhớ tới điều gì đó, tôi vừa nghe nói cổ phiếu của nhà họ Diệp đã bị đình chỉ rồi. Ừ, Diệp Lâm gật đầu, đúng như tôi dự đoán, bọn họ sẽ xin đình chỉ. Nhưng dù vậy, hôm nay Diệp Lâm bắt tay với năm đại gia tộc, nhanh chóng mua lại cổ phần của nhà họ Diệp, hiện đã chiếm hơn 30% cổ phần. Giờ cứ chờ xem phản ứng tiếp theo của nhà họ Diệp thôi. Một đêm yên tĩnh qua đi. Rất nhanh đã đến ngày hôm sau. Diệp Lâm cùng Bạch Vi Vi đi tới tập đoàn Bạch Thị, chuẩn bị lễ khai trương. Từ xa, họ có thể thấy một đám đông đang tụ tập gần tòa nhà. Hả, tại sao ở đây lại có nhiều người như vậy? Bạch Vi Vi sửng sốt, cô đâu có mời nhiều người như vậy. Giao thông xung quanh thậm chí còn bị hạn chế và ảnh hưởng. Bạch Vi Vi tìm một chỗ đỗ xe rồi đi bộ đến tòa nhà công ty. Đột nhiên, cô phát hiện tòa nhà của nhà họ Chu bên cạnh bỗng đen xì cả một mảng từ trên xuống dưới như được sơn một lớp sơn đen vậy. Trong không khí tỏa ra một mùi khét khó chịu, người qua đường tò mò vây quanh, xì xào bàn tán. Nghe nói đêm qua và rạng sáng hôm nay, nhà họ Chu đột nhiên bốc cháy suốt cả một đêm. Đang yên ổn, sao nó đột nhiên lại cháy nhỉ? Xuyệt, tôi nghe nói đêm qua cậu cả nhà họ Chu, Chu Tử Ngang tự đã đốt lửa trong tòa nhà, ngay cả cậu ta cũng bị thiêu rụi. Đúng vậy, sáng nay tôi nhìn thấy có người bị khiêng ra khỏi đó, khắp nơi đều đang kháo tai nhau là cậu cả nhà họ Chu. Nghe vậy, Bạch Vi Vi nhất thời sửng sốt. Nhìn tòa nhà bị cháy rụi và những lời bàn tán của mọi người xung quanh. Bạch Vĩ Vi cảm thấy trong lòng lạnh lẽo và sợ hãi. Chẳng lẽ tất cả chuyện này liên quan đến trận chiến ngày hôm qua? Đang yên đang lành, sao Chu Tử Ngang lại vô cớ phóng hỏa? Thậm chí còn đốt cháy tòa nhà của chính mình. Nhìn kìa, lúc này, Diệp Lâm ở bên cạnh chỉ vào tòa nhà trước mặt, cười nói, tòa nhà kia đã bị đốt cháy một lỗ lớn, trận pháp nhốt rồng đã bị phá vỡ rồi. Tôi đã nói rồi, trong vòng 3 ngày, trận pháp này sẽ tự nhiên được giải quyết. Nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Nghe vậy, Bạch Vi Vi lại sửng sốt, thấp giọng hỏi, những chuyện này đều là do anh làm sao? Hai, không thể nói như vậy được. Diệp Lâm vội vàng che đậy, đi đêm lắm có ngày gặp ma thôi. Hôm qua, anh ta đã trúng chiêu ngũ quỷ hung sát, mệnh phạm hỏa hình. Tôi đã đoán anh ta sẽ gặp nạn này nên tôi không cần phải ra tay. Thế trận bẫy rồng là do chính tay bọn họ tạo ra, cũng do chính tay họ tự mình giải quyết. Nghe Diệp Lâm giải thích xong, Bạch Vi Vi vẫn có hơi sợ hãi, cảm thấy những chuyện này thật khủng khiếp. Cô không cần thương hại anh ta. Diệp Lâm nói, nghĩ mà xem, nhà họ Chu lợi dụng trận pháp này khiến nhà họ Bạch suy tàn, đây có thể coi là quả báo mà nhà bọn họ đáng phải nhận. Nghe vậy, Bạch Vi Vi lại nghĩ đến anh trai vẫn đang ở trong tù và những đau khổ mà cô đã phải chịu đựng trong nhiều năm qua, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn. Họ Bạch kia. Hai người vừa đến trước cửa nhà họ Bạch thì một người đàn ông trung niên đầy đột nhiên hùng hổ bước ra từ phía đối diện, theo sau là một nhóm vệ sĩ. Tổng giám đốc Chu, Bạch Vi Vi chợt sửng sốt, người này không ai khác chính là cha của Chu Tử Ngang, Chu Chính Hào. Giờ đây, mất đi đứa con trai yêu quý, Chu Chính Hào cho rằng tất cả những chuyện này đều do họ Bạch. Các người đã giết con trai tôi. Nhà họ Chu chúng tôi và nhà họ Bạch các người sẽ không đội trời chung. Nhìn thấy Chu Chính Hào đích thân dẫn đầu đám người, chặn cửa tòa nhà họ Bạch, đòi báo thù cho con trai mình. Đám đông đang theo dõi xung quanh cũng nổ ra một trận bàn tán. Không phải Chu thiếu gia tự thiêu à? Sao lại liên quan đến nhà họ Bạch? Có lẽ là còn có chuyện gì đó đằng sau. Giờ thì hay rồi. Nhà họ Bạch sắp khai trương, nếu dám khiêu khích nhà họ Chu, có khi lại phá sản lần hai không biết chừng. Bạch Vi Vi thấy đối phương không có thiện ý thì lạnh lùng đáp lại. Ông Chu, nhà ông cháy thì liên quan gì đến tôi? Trong khi con trai ông đang phóng hỏa thì tôi đang ngủ ngon ở nhà kia. Ông đừng có mà ngậm máu phun người. Bạch Vi Vi tự tin nói, bởi vì chuyện này cô thực sự không biết, cô chỉ đang nói sự thật mà thôi.
Cô, Chu Chính Hào không nói nên lời, bởi vì chuyện này, nếu dựa theo tình huống bình thường, bọn họ cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà thôi. Mặc dù biết rõ nó có liên quan đến nhà họ Bạch nhưng không có bằng chứng nào cả. Ngay cả 119 còn kết luận rằng người chịu trách nhiệm chính trong vụ tai nạn này chính là con trai ông ta, Chu Tử Ngang. Cảnh anh ta tự phóng hỏa trong tòa nhà thậm chí còn được ghi lại rõ ràng trên camera giám sát. Tuy nhiên, Chu Chính Hào biết rằng đó không phải là con trai mình. Từ hôm qua, khi con trai ông ta về, anh ta bắt đầu cư xử rất lạ. Tất cả chuyện này đều do nhà họ Bạch dở trò. Chu thiếu gia đã trúng chiêu ngũ quỷ hung sát, bị lửa khắc mệnh. Lúc này, một ông lão như tiên nhân ở bên cạnh Chu Chính Hào đột nhiên nói, đáng tiếc là tôi đến quá muộn, không cứu được số mệnh của Chu thiếu gia. Ngũ quỷ hung sát chính là chiêu thức mà các người đã thực hiện trên người Chu thiếu gia ngày hôm qua. Lời này vừa nói ra, đám người đang hóng chuyện xung quanh lại lập tức bùng nổ. Ngũ quỷ hung sát là cái gì? Sao trận hỏa hoạn này càng ngày càng khó hiểu vậy? Này, đây không phải là Tê Đại Sư, người đứng đầu trong giới phong thủy ở Yến Kinh sao? Nếu là Tê Đại Sư nói thì chắc là không sai rồi. Không ngờ ngọn lửa này lại có liên quan đến phong thủy. Giờ đây đã có thầy phong thủy lên tiếng, dư luận bất lợi hướng về phía nhà họ Bạch. Không ngờ cô nhóc nhà họ Bạch này lại tàn nhẫn như vậy. Lén bày trận pháp phong thủy, giết chết cậu cả nhà họ Chu. Bảo sao ông Chu lại tức giận như vậy, thù giết con trai thì sao mà không tức giận cho được. Ngay lập tức, Bạch Phi Vị trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận, trăm miệng cũng khó mà giải thích được. Cho dù bây giờ Bạch Phi Vị có nói nhà họ Chu dùng trận pháp nhốt rồng để tiêu diệt nhà họ Bạch thì e rằng cũng sẽ không có người tin. Ngũ quỷ hung sát này là do chính tay học trò của ông tạo ra đấy. Lúc này, Diệp Lâm đứng ra, bình tĩnh nói, là sư phụ, bình thường ông không dạy học trò đi theo con đường chính nghĩa, bây giờ thì gậy ông đập lưng ông mà thôi. Nhưng mà, thầy nào thì trò nấy, các người bố trí trận pháp nhốt rồng ở đây từ nhiều năm trước, hẳn phải biết sẽ có ngày hôm nay chứ. Tục ngữ có câu, ác giả ác báo, chẳng ai qua mắt nổi trời cao đâu. Những lời này vừa nói ra, hiện trường đã im lặng. Mọi người đều sửng sốt nhìn Diệp Lâm, không thể tin được anh lại dám dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với Tề Đại Sư. Tề Đại Sư và Chu Chính Hào cũng vừa sốc vừa tức giận. Bởi vì trận pháp nhốt rồng mà bọn họ sắp đặt lại bị thanh niên này vạch trần, rõ ràng tên nhóc này không đơn giản. Cậu là ai? Tề Phượng Bình sửng sốt, sau đó tức giận nói, tôi biết rồi, học trò của tôi chúng phải chiêu lục sát tuyệt mệnh. Chính cậu đã giết chết nó, đúng không? Người học trò mà Tề Phong Bình nhắc đến không ai khác chính là Khuông Đại Sư, người hôm qua đã theo Chu thiếu gia đến nhà họ Bạch. Chẳng qua là anh ta học nghệ chưa thông nên thất bại thảm hại, thậm chí còn phải bỏ mạng dưới tay của Diệp Lâm. Lục sát tuyệt mệnh là do học trò của ông tự mình ra tay. Diệp Lâm lạnh lùng nói, chẳng qua là anh ta không thể hại được người khác, bị lục sát đánh ngược lại rồi tử vong mà thôi. Sao có thể trách tôi được? Nghe Diệp Lâm nói xong, Tề Phong Bình càng thêm chắc chắn, người trước mặt đã giết chết đồ đệ của mình. Tề Phượng Bình và Chu Chính Hào, một người mất đi học trò yêu quý, một người mất đi đứa con yêu dấu. Nỗi đau mất con và mất đệ tử của hai người đều dồn lên đầu Diệp Lâm. Tên nhóc khốn khiếp, Tề Phong Bình vừa ngạc nhiên vừa tức giận, cậu giết chết học trò của tôi, sao lại giết Chu thiếu gia? Hôm nay, tôi phải tính sổ với cậu một phen. Chu Chính Hào phất tay, ra lệnh cho đám côn đồ và vệ sĩ xông lên trả thù cho con trai mình. Xông lên cho tôi. Bắt lấy tên nhóc đói. Nhân tiện đốt luôn trụ sở của nhà họ Bạch. Các người dám hại con trai tôi sẽ bắt các người chôn cùng với nó. Chu Chính Hào muốn báo thù ngay lập tức. Vừa dứt lời, các vệ sĩ đã lao lên. Đám đông đang xem náo nhiệt bỗng trở nên thích thú, như thể một vở kịch hay sắp bắt đầu. Để tôi xem, ai dám ra tay. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có người hét lớn, tách ra khỏi đám đông, dẫn theo một nhóm người đi vào. Lúc hai nhà họ Chu và Bạch đang xung đột, chỉ chạm một cái là lao vào đánh nhau ngay, thì bên ngoài đột nhiên có người quát lớn một tiếng, tách đám người ra, đi vào ngăn cản. Anh ta là ai vậy? Dám nhúng tay vào chuyện nhà họ Chu? To gan thật đấy. Xuyệt, nói nhỏ một chút, anh biết anh ta là ai không? Anh ta chính là con trai của Phủ Doãn Phủ Thuận Thiên. Hóa ra anh ta chính là Hoa Nha Nội, Hoa Quốc Đống, một trong bốn thiếu của Yến Kinh. Khi biết thân phận của người đến, mọi người sôi nổi im lặng. Đúng vậy, người đến chính là Hoa Quốc Đống.
Hoa Quốc Đống không coi ai ra gì đi thẳng lên trước, đám người sôi nổi nhường đường cho anh ta. Hóa ra là Hoa Nha Nội, ngại quá, không kịp tiếp đón từ xa. Chu Chính Hào thấy anh ta thì không dám thất lễ, vứt hết mọi vẻ kiêu ngạo mới vừa rồi, vội vàng đi lên ôm quyền làm lễ. Hoa Quốc Đống nói, tôi nhận lệnh đi điều tra trận hỏa hoạn tối hôm qua. Trước khi tôi điều tra rõ ràng, ai cũng không được phép hành động thiếu suy nghĩ. Hoa Quốc Đống đang nói thật, anh ta đúng là nhận lệnh đi điều tra. Anh ta chỉ là không ngờ chuyện này lại dính dáng đến Diệp Lâm. Nghe vậy, Chu Chính Hào mặt mày khổ sở chỉ vào đám người Diệp Lâm, tức giận nói, xin Hoa Nha Nội điều tra rõ. Xin Phủ Thuận Thiên trả lại công lý cho nhà họ Chu tôi. Đám người kia dùng yêu pháp phong thủy hại con tôi mơ màng tự mình đốt lửa. Nhất định phải trừng trị đám hung thủ kia. Hoa Quốc Đống cười lạnh, nói, Chu Chính Hào, ông đừng mê hoặc dư luận, trên đời này làm gì có yêu pháp. Bên cạnh ông kia, đang có một vị đại sư phong thủy đứng đấy thôi. Sao ông lại đi chỉ trích ngược lại người ta là dùng phong thủy hại nhà ông? Thấy vậy, Tê Phong Bình vội vàng đi lên nói, tôi là chuyên gia giới phong thủy. Tôi có thể làm chứng, thiếu gia nhà họ Chu chúng ngũ quỷ hung sát trong phong thủy nên mới chết trong đám cháy. Hung thủ sau màn ở trong đám người đối diện kia. Hoa Quốc Đống nhìn thoáng qua Diệp Lâm, thầm nghĩ chuyện này có 8 phần là liên quan đến Diệp tiên sinh. Ông nói hung thủ ở đối diện thì chính là ở đối diện hả? Hoa Quốc Đống hỏi ngược lại, ông hiểu nhiều như thế, tôi còn cho rằng ông chính là hung thủ nữa đấy. Ơ kìa, Tê Phong Bình nghẹn lời, đối mặt với cách nói ngang ngược của Hoa Quốc Đống, ông ta không biết phải trả lời thế nào. Hoa Nha Nội, Chu Chính Hào nghiêm mặt nói, cậu có ý gì vậy? Vì sao cậu cứ nói thay cho đối phương thế? Chẳng lẽ cứ để con trai tôi chết oan như vậy sao? Chu Chính Hào không ngốc, tất nhiên có thể nhìn ra được Hoa Quốc. Đống đang bảo vệ đối phương, không cùng phe với mình. Ông ta thật sự không hiểu, nhà họ Bạch chỉ mới phát thôi mà, vì sao Hoa Quốc Đống lại giữ gìn lợi ích của nhà họ Bạch như vậy chứ? Chúng tôi sẽ không để người chết oan. Hoa Quốc Đống nghiêm túc đáp, nhưng chúng tôi cũng sẽ không tùy tiện vu oan người khác. Tóm lại, có tôi ở đây, nhà họ Chu các ông không được làm bậy. Nếu ai dám gây chuyện thì chính là ngăn cản phá án, bắt đi hết tất cả. Hoa Quốc Đống gần như nói rõ lập trường của mình là đứng bên phe nhà họ Bạch. Vì vậy, Chu Chính Hào tức giận mà không dám nói gì, tất nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù ông ta ra lệnh cho cấp dưới đi đập phá công ty nhà họ Bạch, thì chắc là cũng không ai dám đi. Không phải Chu Chính Hào sợ Hoa Quốc Đống, Chu Chính Hào chỉ là sợ cha của Hoa Quốc Đống thôi. Ông ta chính là Phủ Doãn Phủ Thuận Thiên, quan chức tam phẩm cơ đấy. Ngay cả gia tộc mạnh như nhà họ Chu, thì cũng không dám đấu với quan. Được rồi. Chu Chính Hào tạm thời nén giận, hung hăng nói, hôm nay tôi nể mặt Hoa Nha Nội, tạm thời tha cho bọn họ. Có điều, tôi mong Hoa Nha Nội có thể điều tra rõ mọi chuyện, trả lại công lý cho nhà họ Chu tôi. Nếu các cậu không thể trả lại công lý cho tôi thì... Nói đến đây, ngay trước mặt Hoa Quốc Đống, Chu Chính Hào chỉ có thể nuốt lời hâm dọa xuống, chỉ là vẻ tàn nhẫn trong mắt khó có thể che giấu. Hoa Quốc Đống không hề quan tâm, trả lời qua loa, cứ giao chuyện này cho chúng tôi. Các ông đi về đi. Chu Chính Hào ôm quyền, rồi trừng đám người Diệp Lâm, sau đó sụ mặt bỏ đi. Chu Tổng, chuyện này là sao vậy? Tê Phong Bình cảm thấy hơi lạ, vì sao tôi cứ cảm thấy Hoa Nha Nội đang che chở đám người kia vậy? Hay là nhà họ Chu các ông đắc tội nhà họ Hoa? Sao có thể chứ? Nhà họ Chu có thể đứng vững ở Yến Kinh và có được sự nghiệp to lớn, tất nhiên là đã chuẩn bị ổn thỏa từ trên xuống dưới. Tuy rằng bọn họ không thân gì với cha của Hoa Quốc Đống, nhưng mà đôi lúc gặp nhau, cũng có thể khách sáo chào hỏi. Ngày lễ ngày Tết, bọn họ đều có đi thăm hỏi tặng quà cáp. Chu Chính Hào cho rằng Phủ Thuận Thiên không có lý do để làm khó mình. Trừ khi nhà họ Bạch cũng leo lên Phủ Thuận Thiên. Không ổn rồi. Chu Chính Hào đứng ở xa xa, thấy đám người Diệp Lâm đang trò chuyện vui vẻ với Hoa Quốc Đống thì càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng mình. Ngoài sáng không được, thì làm trong tối vậy. Cho dù Phủ Thuận Thiên có thể che chở nhà họ Bạch, nhưng mà bên mình có loại đại sư như Tề Phong Bình, vẫn có thể ngầm tính kế được. Tề đại sư, đến cùng vẫn phải nhờ ông báo thù cho nhà họ Chu tôi. Chu Chính Hào nghiêm túc nói với Tề Phong Bình. Chu Tổng cứ yên tâm. Tề Phong Bình nói, đây không chỉ là chuyện riêng của gia đình ông, đồ đệ của tôi cũng chết thảm trên tay thằng nhãi kia. Không cần ông nói, tôi cũng sẽ ra tay.
dù cho bọn họ tạm thời phá giải khốn long đại trận thì sao chứ? Xung quanh cao ốc nhà họ Bạch vẫn còn ba tòa nhà của nhà họ Chu các ông đấy thôi. Dứt lời, Tạ Phong Bình nheo mắt nhìn kiến trúc xung quanh, thầm tính toán trong lòng. Tôi sẽ bố trí tam dương tụ âm trận, làm cho cao ốc nhà họ Bạch hoàn toàn biến thành âm tà tử cục. Khốn long đại trận của trước đây chỉ làm cho nhà họ Bạch nhà tan, thì tam dương tụ âm trận của bây giờ sẽ làm cho nhà họ Bạch người chết. Có điều, cái loại cục phong thủy tàn ác này sẽ làm hao mòn âm đức và dương thọ của người bày trận. Tề Phong Bình nóng lòng báo thù, nên bất chấp hết tất cả. Lúc này, tập đoàn Bạch Thị đối diện đã bắt đầu đốt pháo ăn mừng. Tuyên bố nhà họ Bạch chính thức trở lại. Hừ, đốt đi, Chu Chính Hào khinh thường cười lạnh. Để tôi xem công ty các người mở được mấy ngày, rồi xem hôm nay có ai dám đến chung vui với các người. Hóa ra là Chu Chính Hào đã cho người đi cảnh cáo các công ty lớn và các ông tổng rằng ai dám hợp tác với tập đoàn Bạch Thị, ai dám đi chung vui với tập đoàn Bạch Thị, thì người đó sẽ trở thành kẻ địch của nhà họ Chu, cắt đứt hết mọi hợp tác qua lại. So giữa nhà họ Bạch mới vừa phất lên và nhà họ Chu đã ăn sâu bén rễ, thì đa số người đều sẽ lựa chọn nhà họ Chu. Rốt cuộc thì trong làm ăn, có ai không coi trọng tiền chứ? Mà muốn kiếm tiền thì ai dám đắc tội 10 đại gia tộc Yến Kinh? Quả nhiên, dưới sự hâm dọa của nhà họ Chu, đám người Bạch Vi Vi đứng ở cửa công ty cả buổi cũng không thấy một người nào đến chúc mừng. Lạ thật, Bạch Vi Vi xem giờ, đã sắp đến buổi trưa rồi, bữa tiệc trên lầu cũng chuẩn bị xong rồi, kết quả là không có một vị khách nào đến cả. Nhưng mà tối hôm qua Bạch Vi Vi đã gửi lời mời đến từng người. Đám người sẵn lòng hợp tác với tập đoàn Bạch Thị đã hứa là hôm nay sẽ đến chung vui. Sao bây giờ lại cùng nhau không đến vậy? Bạch Vi Vi không nhịn được nhìn về phía đối diện, nghi ngờ, chẳng lẽ là nhà họ Chu ngầm dở trò quỷ nữa rồi? Khung cảnh vắng lặng bên ngoài cao ốc khiến đám người qua đường bàn tán xì xào, thậm chí có chút vui sướng khi người gặp họa. Tập đoàn Bạch Thị từng là một trong 10 tập đoàn lớn nhất thế giới. Bây giờ tập đoàn Bạch Thị mở cửa lần nữa. Lại không có một người đến chung vui hay là gửi tặng lãng hoa. Bạch thủ phú qua đời rồi, đúng là người đi trà lạnh. Đành chịu thôi, thế giới này hiện thực như vậy đấy. Nhà họ Bạch của hiện giờ đã không còn là nhà họ Bạch của trước đây nữa, không thấy lúc nấy ngay cả nhà họ Chu cũng dám đánh tới cửa hay sao. Nếu là trước đây, cho nhà họ Chu 10 cái gan thì bọn họ cũng không dám. Tôi vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ khom lưng uốn gối của Chu Chính Hào ngay trước mặt Bạch thủ phú vào 5 năm trước đây. Xem ra tập đoàn Bạch Thị nhiều lắm là bước lên tập đoàn hàng 2, chứ không thể nào trở thành tập đoàn hàng đầu được nữa. Lúc này, Hoa Quốc Đống cũng không xem được nữa, nói, hay là để tôi sai đám người Phủ Thuận Thiên mua vài lãng hoa đưa đến đây để chung vui. Bạch Phi Vi lắc đầu, không cần, sẽ có người đưa tặng. Hôm qua cô báo tin với 3-40 công ty, cô không tin bọn họ sẽ lỡ hẹn hết. Mới vừa nói xong, điện thoại của Bạch Vĩ Vi liền vang lên. Thấy chưa? Tôi nói rồi mày. Bạch Phi Vi vừa bắt máy đã hỏi, ông chủ Tôn, ông tới rồi hả? Tôi đang ở ngay cửa, ông cứ đến đây đi. Có điều, người ở đầu bên kia điện thoại ấp úng cả buổi mới nói, Bạch Đồng, thật xin lỗi, hôm nay tôi có chuyện gấp, chắc là không đi được rồi. Nghe vậy, Bạch Phi Vi cảm thấy nản lòng, vốn tưởng rằng cuối cùng cũng có một người đến, kết quả là gọi điện thoại báo không đến được. Cô thà rằng ông ta đừng gọi điện thoại báo tin còn hơn. Lúc này, tâm trạng Bạch Phi Phi càng thêm phức tạp. Ừ, tôi biết rồi, ông chủ Tôn cứ bận việc đi. Tắt máy, vẻ thất vọng trên mặt Bạch Phi Phi hiện rõ ra ngoài. Đúng lúc này, lại có một cuộc gọi đến. Lưu Tổng, ông đến rồi hả? Bạch Phi Phi vừa mới vui vẻ thì đã nghe thấy tiếng xin lỗi từ bên kia điện thoại, trong lòng nản nhiều hơn nữa. Bạch Đồng, khai trương đại cát nhé. Có điều xin lỗi, hôm nay cha tôi đột nhiên bị bệnh. Tôi phải đi bệnh viện một chuyến, cho nên. Bạch Phi Phi thầm nghĩ trùng hợp như thế hả? Hôm nay mình khai trương, các công ty hợp tác không phải có việc gấp thì chính là người thân bị bệnh. Sau đó, cuộc gọi thứ ba cũng đến. Tôn Tổng, chẳng lẽ ông cũng? Bạch Phi Phi dường như đoán trước được ông ta sẽ nói gì nên đi thẳng vào vấn đề. Bạch Đồng, ngại quá, hôm nay vợ tôi không biết nổi điên cái gì, đột nhiên đòi ly hôn với tôi phải đi cục dân chính một chuyến. Ai ra, đến lượt chúng tôi rồi, tắt máy đây. Nghe vậy, Bạch Phi Phi hoàn toàn sụp đổ. Đồng thời, sau cơn mưa ồn bực, Bạch Phi Phi cũng hiểu được rằng có chỗ nào đó xảy ra vấn đề rồi. Đúng lúc này, lại có một cuộc gọi đến, vẫn là lý do không đâu vào đâu, báo là không đến được.
Ông chủ Tiền, ông nói thật với tôi đi. Bạch Phi Phi hỏi thẳng, có phải là vì nhà họ Chu nên ông không dám tới hay không? Nghe vậy, đầu bên kia điện thoại lập tức im lặng. Sau đó, một tiếng thở dài vang lên, Bạch Đồng, nếu cô đã đoán được thì cũng đừng khó xử tôi. Các cô thần tiên đánh nhau, loại công ty nhỏ như chúng tôi không trêu chọc nổi ai. Hơn nữa, ở công ty chúng tôi, có đến 3 phần dự án hợp tác có liên quan đến các công ty dưới trướng nhà họ Chu. Xin cô thông cảm cho nỗi khó xử của chúng tôi. Ừ, tôi hiểu rồi. Bạch Phi Phi tắt máy, nhìn về phía cao ốc đối diện. Quả nhiên, cô thấy Chu Chính Hào đang dùng ánh mắt khiêu khích nhìn mình. Vẻ mặt của ông ta như đang nói, dám đấu với tôi hả? Tôi xem ai dám đến chung vui với cô. Có phải là nhà họ Chu dở trò quỷ nên mới không ai tới hay không? Diệp Lâm hỏi. Ừ, Bạch Phi Phi gật đầu, nếu người nào dám tới thì sẽ mất các vụ làm ăn với nhà họ Chu. Công ty chúng ta vừa mới thành lập, tiền đồ chưa rõ, không ai dám đến mạo hiểm. Với loại cục diện chọn một trong hai, không ai dám đứng về phe nhà họ Bạch. Thấy vậy, Diệp Lâm không chút để ý mà cười nói, chuyện này dễ làm thôi. Chúng ta cứ mời một số người không cần coi sắc mặt nhà họ Chu là được rồi. Không cần coi sắc mặt nhà họ Chu. Nghe vậy, Bạch Phi Phi lắc đầu cười khổ. Nhà họ Chu là một trong 10 đại gia tộc Yến Kinh. Dù không có làm ăn qua lại với nhà họ Chu, thì cũng sợ bị nhà họ Chu chèn ép và trả thù. Trong toàn bộ giới kinh doanh, số người có thể làm lơ nhà họ Chu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ khi, Bạch Phi Phi chợt nghĩ đến gì đó, cô còn chưa kịp hỏi thì đã thấy Diệp Lâm gọi điện thoại. Hơn 10 phút sau, đám người tụ tập xem trò hay bên ngoài đang cho. Rằng sẽ không có ai tới, vừa định giải tán thì. Các người mau xem kìa. Có một chiếc Rolls Royce Phantom. Có người tới hả, là ai vậy? Siêu xe dừng trước cửa cao ốc, cửa xe mở ra, Tô Cửu Xuyên bước xuống xe. Bạch Đồng, hôm nay Bạch Thị khai trương, sao không báo với nhà họ Tô chúng tôi một tiếng chứ? Diệp tiên sinh, tôi đến muộn rồi, thật xin lỗi. Sau khi được Diệp Lâm báo tin, Tô Cửu Xuyên lập tức tới ngay, thậm chí còn lái chiếc xe đắt tiền nhất của mình để đi chung vui. Mọi người xung quanh thấy vậy thì ồn ào hẳn lên. Là nhà họ tôi. Nhà họ Tô, một trong 10 đại gia tộc. Nghe nói năm xưa nhà họ Tô dựa vào nhà họ Bạch mới phất lên được. Bây giờ nhà họ Bạch nghèo túng, nhà họ Tô còn đi đến ủng hộ, coi như là còn nhớ tình xưa ồ. Buổi khai trương hôm nay, tuy không tính long trọng, nhưng có một trong 10 đại gia tộc là nhà họ Tô và Hoa Quốc Đống của Phủ Thuận Thiên, cũng xem như có mặt mũi rồi. Lúc mọi người đang cho rằng Bạch Phi Phi có thể chờ khi nhà họ Tô đến là xem như xong rồi thì. Xem kìa, lại có một chiếc Bugatti Veyron tới nữa. Lần này là ai đây? Cùng lúc đó, trong cao ốc đối diện, Chu Chính Hào đang rất là đắc ý. Ông ta cho rằng lực uy hiếp của mình vẫn còn, chỉ cần một cuộc gọi thôi là đã khiến các đại lão trong giới kinh doanh ở Yến Kinh không dám đến chung vui với nhà họ Bạch. Hừ, tất cả chỉ mới là bắt đầu thôi. Trong mắt Chu Chính Hào, khung cảnh vắng lặng hôm nay chỉ là một đòn đánh phủ đầu thôi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ làm cho nhà họ Bạch các người không ký được một vụ làm ăn nào. Trong vòng một tuần, tôi sẽ làm cho nhà họ Bạch các người cửa nát nhà tan lần nữa. Chu Chính Hào thưởng thức cảnh tượng khai trương khó coi của tập đoàn Bạch Thị ở đối diện cho đã rồi định đi. Có điều, một chiếc Rolls Royce Phantom phá vỡ sự cân bằng của hiện trường, lập tức giúp nhà họ Bạch thắng được một điểm. Có chuyện gì vậy? Ai dám đến đây? Chu Chính Hào như bị vả mặt ngay tại chỗ. Ông ta cực kỳ khó chịu, giận dữ mà nhìn chằm chằm chiếc xe kia, muốn xem là ai dám to gan làm trái lời nhà họ Chu bọn họ. Tô Cửu Xuyên, thấy người bước xuống xe, Chu Chính Hào nhíu mày. Tuy rằng nội tình nhà họ Tô kém hơn nhà họ Chu bọn họ, nhưng mà nói đến cùng thì nhà họ Tô cũng là một trong 10 đại gia tộc, không thể khinh thường. Nhà họ Tô không nể mặt nhà họ Chu. Chu Chính Hào đúng là không thể làm gì được nhà họ Tô. Lạ thật, tôi nhớ năm đại gia tộc kia đã xé rách mặt với nhà họ Bạch rồi mà, sao bây giờ lại tới đây? Rốt cuộc nhà họ Tô muốn thứ gì từ nhà họ Bạch vậy? Lúc Chu Chính Hào đang khó hiểu, lại có một chiếc Bugatti Veyron chạy đến, hoàn toàn xoay chuyển cục diện. Là đại thiếu gia nhà họ thôi, chợt nghe thấy tiếng hô lên từ bên đối diện. Thôi Hữu Lượng, Chu Chính Hào nhìn chằm chằm hắn, nhíu mày chặt hơn nữa. Sao nhà họ thôi cũng tới đây? Chẳng lẽ năm nhà kia đã làm hòa với nhà họ Bạch? Mọi thứ dường như đều nằm trong suy đoán của Chu Chính Hào. Sau đó,
hết chiếc siêu xe này đến chiếc siêu xe khác kéo đến lườm lượp. Nhà họ Cát, nhà họ Đàm, nhà họ Thường sôi nổi phái người đi chúc mừng khai trương tập đoàn Bạch Thị. Trong nhất thời, năm đại gia tộc trong 10 đại gia tộc cùng tụ tập một chỗ, lập tức phá vỡ sự áp chế của nhà họ Chu. Năm đại gia tộc phái người đến, có sức nặng hơn cả một đám công ty và gia tộc hạng 2 mà Bạch Vi Vi gửi lời mời. Nhà họ Bạch quả nhiên chuẩn bị sẵn hết rồi. Thấy vậy, Chu Chính Hào hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Ông ta không thể ngờ rằng nhà họ Bạch thế mà lại đi mượn sức năm đại gia tộc. Một khi bọn họ hợp tác với nhau, thì dù là nhà họ Chu, cũng không thể phá vỡ liên minh kia. Chu Tổng đừng lo lắng. Lúc này, Tê Phong Bình nói, tôi không hiểu chuyện thương trường. Nhưng mà dù hôm nay có bao nhiêu người đến chung vui với nhà họ Bạch, thì cũng chẳng làm nên trò trống gì. Đợi tôi bố trí xong Tam Dương tụ M trận thì không ai có thể cứu vãn được thế suy tàn của nhà họ Bạch. Ừ, nghe Tề Đại Sư nói vậy, sắc mặt Chu Chính Hào mới dịu lại một chút. Đúng lúc này, lại có một chiếc BMW từ từ chạy đến. Còn có người đến nữa hả? Chu Chính Hào nhíu mày, thầm nghĩ, năm đại gia tộc đã đến đủ cả rồi, còn ai đến giờ này nữa vậy? Là người nhà họ Triệu. Wow, thật xinh đẹp. Là Triệu Uyển Đình, thiên kim nhà họ Triệu. Một trong 4 đại mỹ nhân của Yến Kinh. Buổi khai trương lần này của công ty nhà họ Bạch hoành tráng thật đấy. Có đến 6 trong 10 đại gia tộc tham dự. Không hổ là nhà họ Bạch từng là nhà giàu số 1. Xem ra hiện giờ lực ảnh hưởng của nhà họ Bạch vẫn còn. Phía đối diện vang lên từng tiếng bàn tán xôn xao. Chu Chính Hào nhìn kỹ qua, giật cả mình, Triệu Uyển Đình. Sao lại là cô A? Nhà họ Triệu cũng đến góp vui với nhà họ Bạch hả? Không khoa học chút nào. Bạch tiểu thư, Diệp tiên sinh, tôi đến không muộn đúng không? Khai trương đại cát. Hoan nghênh, Bạch Phi Phi tươi cười đi lên đón. Thấy năm đại gia tộc và nhà họ Triệu cùng lên sân khấu khiến cục diện bất lợi hoàn toàn xoay chuyển, Bạch Phi Phi thầm thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, Bạch Phi Phi cũng biết rất rõ rằng bọn họ đều vì nể mặt Diệp Lâm nên mới đến. Tôi đã chuẩn bị tiệc xong rồi, mời mọi người theo tôi lên lầu. Bạch Phi Phi cười khiêm tốn. Sau đó, Bạch Phi Phi lại nói với đám người xem trò hay bên ngoài, mọi người cũng có thể cùng đi vào tham gia tiệc khai trương của tập đoàn Bạch Thị chúng tôi. Tất cả đều miễn phí. Nghe vậy, tuy rằng ai cũng muốn tham gia, nhưng mà lại sợ đắc tội với nhà họ Chu, nên ai cũng do dự. Lúc này, xem đi, có người tới nữa kìa. Là xe của chính phủ. Mọi người nhìn qua thì thấy một chiếc xe mang biển số đặc thù, là xe của lục bộ. Hoa Quốc Đống và Triệu Uyển Đình thấy xe thì cũng giật mình, người của lục bộ cũng đến hả? Diệp Lâm cũng giật mình, bởi vì những người mà anh báo tin đã đến đông đủ hết rồi, và anh không hề mời người phía chính phủ. Ngay sau đó, 4 gã mặc đồng phục cùng nhau bước xuống chiếc xe thương vụ màu đen. Sau khi nói rõ thân phận, bọn họ nói với giọng điệu nghiêm túc. Chúng tôi là nhân viên của Bộ Tài chính. Ai là người phụ trách tập đoàn Bạch Thị? Bạch Phi Phi nghe vậy thì vội vàng đi lên, là tôi. Một gã đàn ông trong đó tiếp tục nói, hôm qua, tập đoàn Bạch Thị thu mua rất nhiều cổ phiếu của tập đoàn Diệp Thị, có người cử báo về nguồn tài chính của các người với Tổng cục Quản lý Giám sát Tài chính. Vậy nên chúng tôi đến đây để điều tra chuyện này, nhờ cô phối hợp điều tra với chúng tôi. Điều tra nguồn gốc tài chính, nghe cái lý do này, sắc mặt Bạch Phi Phi lập tức thay đổi. Bắt đầu từ hôm qua. Bạch Thị thu mua 5% cổ phiếu tập đoàn Diệp Thị, điều mà Bạch Phi Phi lo lắng nhất là bị điều tra nguồn gốc tài chính. Rốt cuộc thì tập đoàn Bạch Thị mới chính thức mở cửa làm ăn vào hôm nay, tình hình tài chính hoàn toàn trống rỗng, lấy đâu ra tài chính cách xù đi thu mua cổ phiếu công ty khác. Chỉ cần bị điều tra là không còn đường chối cãi nữa. Không cần đoán cũng biết người tố cáo là nhà họ Diệp. Lúc này, Tô Cửu Xuyên chủ động ra mặt giải thích. Là năm đại gia tộc chúng tôi cùng nhau góp vốn cho tài chính của tập đoàn Bạch Thị. Đúng vậy, đám người nhà họ thôi cũng lần lượt gật đầu. Vốn tưởng rằng có nhiều đại gia tộc ra mặt như thế thì mấy gã nhân viên nho nhỏ trước mắt sẽ bỏ qua. Rốt cuộc thì ở trong bộ tài chính, nhân viên hành chính chỉ là một chức quan quèn mà thôi, thấy đại gia tộc đều phải nể mặt. Không ngờ gã nhân viên cầm đầu lại cười lạnh nói, các ông cho. Với danh nghĩa gì, thông qua con đường nào? Hợp quy định không, nộp thuế chưa? Gã nhân viên hỏi liên tục khiến đám người Tô Cửu Xuyên sửng sốt. Chẳng lẽ bảo bọn họ đi nói rằng mỗi nhà cho 2 tỷ, tất cả đều là bị Diệp Lâm tống tiền?
vậy thì tính chất sự việc sẽ thay đổi. Sao hả, nói không rõ hả, gã nhân viên kia hừ lạnh, vậy là các ông đang góp vốn phi pháp đấy. Nghe vậy, mọi người đều sững sờ, nghẹn họng nhìn nhau. Không ngờ gã nhân viên kia mở miệng là ghép tội góp vốn phi pháp cho bọn họ. Lúc này, mọi người đều nhìn ra được đám nhân viên kia đến đây với thái độ cứng rắn như thế, rõ ràng là chuẩn bị rồi mới đến, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Người anh em, các anh biết tôi là ai đúng không, cũng biết cha tôi là ai đúng không? Lúc này, Hoa Quốc Đống ra mặt hòa giải, mọi người đều là người một nhà, các anh tới đây là khách, vừa lúc hôm nay nhà họ Bạch đang chuẩn bị một bữa tiệc khai trương long trọng, chúng ta cùng nhau đi uống một cốc đi. Thấy vậy, Bạch Phi Vi cũng vội vàng tươi cười mời khách. Đừng có chơi mấy trò này với chúng tôi. Nhưng mà đám nhân viên kia vẫn cứ lạnh mặt đứng đó. Chúng tôi tới đây để làm việc, để điều tra, chứ không phải để tham gia tiệc khai trương của các người. Dứt lời, gã nhân viên cầm đầu nhìn về phía Hoa Quốc Đống, sắc mặt hơi dịu lại, nói, Hoa đại nhân, chúng tôi biết anh, cũng biết cha anh. Nhưng mà Phủ Thuận Thiên các anh không có quyền nhúng tay vào buổi điều tra của Bộ Tài chính chúng tôi. Nhà nội, không phải chúng tôi không nể mặt anh, mà là dù có cha anh ở đây, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục điều tra, tuyệt đối sẽ không thiên vị ai. Nghe vậy, Hoa Quốc Đống vừa tức giận vừa bực bội. Bởi vì đối phương nói rất đúng, sự thật là Phủ Thuận Thiên không quản được Bộ Tài chính. Có điều, một đám nhân viên nho nhỏ này dám không nể mặt mình, thậm chí còn dám nói nếu cha mình ở đây thì cũng sẽ làm như vậy. Cách nói này khiến cho Hoa Quốc Đống rất khó chịu. Vậy nhà họ Triệu chúng tôi thì sao? Thấy đối phương nhất quyết không nể tình, Triệu Uyển Đình cũng không nhịn được mà đứng dậy nói. Nói thẳng ra thì nhà họ Triệu chúng tôi cũng có đầu tư vào tập đoàn Bạch Thị. Hơn nữa, nhà họ Triệu chúng tôi sẵn lòng bảo đảm cho vấn đề tài chính của tập đoàn Bạch Thị. Các anh là người của Bộ Tài chính, chắc là cũng biết ông nội Triệu Kiến Quốc của tôi mà. Gã nhân viên kia vẫn nghiêm mặt nói, Triệu đại tiểu thư, chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh thôi. Xin cô đừng làm khó chúng tôi. Triệu đại nhân từng là cấp trên của chúng tôi tất nhiên là tôn trọng ông ấy rồi. Có điều, chuyện nào ra chuyện đó? Các anh nghe lệnh của ai đi điều tra chuyện này? Triệu Uyển Đình hỏi rồi lấy điện thoại ra, để tôi gọi điện thoại cho chú Viên hỏi thăm thử. Chú Viên trong lời Triệu Uyển Đình tất nhiên là Phó Bộ trưởng Bộ Tài chính Viên Chi Mai, từng là cấp dưới của Triệu Kiến Quốc, do một tay Triệu Kiến Quốc cất nhắc. Nghe Triệu Uyển Đình nói phải gọi cho Phó Bộ trưởng Viên, đám nhân viên không dám nói thêm gì nữa, sắc mặt cũng dịu hơn vài phần. Chú Viên, hôm nay bạn của con mới vừa khai trương công ty thì có vài gã nhân viên của Bộ Tài chính đến điều tra tài chính. Triệu Uyển Đình kể sơ qua về tình huống bên đây. Viên Chỉ Mai nghe thấy chuyện này không chỉ có liên quan đến nhà họ Triệu, mà còn liên quan đến Diệp Lâm, thì tất nhiên sẽ không mặc kệ. Từ lúc biết ngay cả Vương Giáo Đầu cũng thua trên tay người thanh niên kia, thì cái nhìn của Viên Chi Mai dành cho Diệp Lâm đã thay đổi 360 độ. Ừ, con đưa điện thoại cho vài tên nhân viên kia đi, để chú nói chuyện với bọn họ. Viên Chỉ Mai nói qua điện thoại. Vâng. Triệu Uyển Đình đưa điện thoại cho gã nhân viên cầm đầu, chú Viên bảo các anh nghe điện thoại. Gã cầm điện thoại, rất cung kính mà gọi, Viên đại nhân. Rốt cuộc thì Viên Chi Mai chính là Phó Bộ trưởng, là một trong ba nhân vật có thực quyền của Bộ Tài chính. Còn bọn họ thì chỉ là một đám nhân viên quèn. Sau vài lần gật đầu đáp vâng liên tiếp, gã nhân viên kia nói thêm một câu cuối cùng, chúng tôi nghe theo lệnh Khổng đại nhân đi điều tra chuyện này. Cái gì, Khổng đại nhân? Nghe thấy cái tên kia, Triệu Uyển Đình và Hoa Quốc Đống cùng nhìn nhau, thầm nghĩ thôi xong rồi. Nếu là Khổng đại nhân thì chắc là... Triệu đại tiểu thư, Viên đại nhân bảo cô nghe điện thoại. Gã nhân viên kia trả điện thoại lại cho Triệu Uyển Đình. Alo, Triệu Uyển Đình ỉu xìu đáp. Uyển Đình, không phải chú Viên không giúp con, mà thật sự là. Đầu bên kia điện thoại, Viên Chi Mai cũng bắt đầu khó xử, bọn họ nghe theo lệnh Khổng đại nhân. Chú không dám quản tới chỗ Khổng đại nhân. Khổng đại nhân là ai cơ chứ? Là Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cũng là vị trí mà ông nội của Triệu Uyển Đình từng ngồi. Hiện giờ, Bộ Tài chính do một tay Khổng đại nhân quản lý, Viên Chi Mai chỉ là phó lãnh đạo. Tất nhiên là không dám quản nhiều rồi. Đây chính là quan lớn hơn một bậc đủ đè chết người. Con hiểu rồi, Triệu Uyển Đình lặng lẽ tắt máy. Sau đó, cô nhìn thoáng qua Diệp Lâm với ánh mắt xin lỗi, ánh mắt bất đắc dĩ như là nói mình đã cố gắng hết sức rồi. Hóa ra là bọn họ do Khổng đại nhân phái đến, thảo nào dầu muối không ăn,
kiêu ngạo đến như vậy. Hoa Quốc Đống nhỏ giọng nói thầm. Nếu nói cho ra lẽ thì chức vị của Khổng đại nhân còn lớn hơn cha mình nữa. Lúc này, ngay cả Hoa Quốc Đống cũng không tiện nhúng tay vào chuyện này. Anh ta không dám gây chuyện cho cha mình. Gã nhân viên kia tiếp tục nói với đám người Bạch Vi Vi, chúng tôi nghi ngờ tài chính công ty các cô có vấn đề lớn, thậm chí là có hiềm nghi góp vốn phi pháp. Xin phối hợp với chúng tôi để điều tra. Bạch Vi Vi nôn nóng nhìn về phía Diệp Lâm, không ngờ đối phương tốt bụng gom tài chính, đến cùng lại thành củ khoai bỏng tay, muốn giải thích cũng không rõ. Ai nói chúng tôi góp vốn phi pháp? Diệp Lâm ung dung bước lên, bình tĩnh nói. Công ty của năm đại gia tộc đưa tiền, là vì bọn họ đặt một đám đan dược từ tập đoàn Bạch Thị. Chúng tôi chỉ mua bán bình thường thôi. Nếu các anh không tin, thì chúng tôi vẫn còn có hợp đồng làm chứng cứ. Dứt lời, Diệp Lâm bảo Bạch Vi Vi đưa hợp đồng đã ký trước đây ra. Gã nhân viên xem xong hợp đồng thì cười lạnh hỏi lại, đan dược gì mà đáng giá mỗi nhà ra hơn 2 tỷ. Thần dược hả? Tương đương với thần dược. Diệp Lâm lấy một viên đan dược mà tối qua mình mới luyện ra, một viên 100 triệu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.